Diệp Thần ánh mắt như điện, chữ chữ như châu ngọc, điểm phá Tiêu Nhất Nam kiếm chiêu thiếu sót. Tiêu Nhất Nam loạn phi phong kiếm pháp, hung mãnh vô cùng, nhưng thiếu ít một chút mềm dẻo cơ biến. Cái gọi là qua mới vừa dịch chiết, một mặt cương mãnh nói, cũng không thể kéo dài. Võ tổ đạo pháp hạch tâm, là vừa mềm gom lại, tuyệt không phải dã man lỗ mãng. Tiêu Nhất Nam lấy được một chút võ tổ đạo pháp tinh túy, nhưng lĩnh ngộ hiển nhiên không có Diệp Thần vào sâu như vậy. Tiêu Nhất Nam nghe được Diệp Thần chỉ điểm, ngẩn ngơ sau đó, chính là như có hiểu ra, trọng xích thoáng vừa chuyển, vẫn là đại khai đại hợp, loạn phi phong kiếm pháp cuồng như vậy chém ra. Nhưng lần này, hắn cuồng mãnh kiếm thế bên trong, lại có mấy phần mềm dẻo biến hóa, đem tự thân linh khí uy lực, bùng nổ đến mức tận cùng. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần áp lực tăng lên gấp bội. Thiên vấn, thần tượng băng thiên đụng. Dưới áp lực to lớn, Diệp Thần cũng không có hốt hoảng, luân hồi thiên kiếm hoàn toàn hóa thành kim quang, quanh quẩn ở hắn trên nắm tay mặt. Nắm đấm của hắn, nhất thời uy thế nổ, hiện ra viễn cổ thần tượng hư ảnh. Ở sau lưng hắn, còn có một quyển đạo thư nổi lên. Đó là thần tích tụng đời điển chương thứ nhất, thiên vấn đạo thư, cũng là võ tổ đã từng đưa cho hắn đạo thư. Vì sao là võ? Thiên vấn đạo thư vừa ra, Diệp Thần chính là phát ra mình nghi vấn. Hắn nghi vấn, kinh động thiên vấn đạo thư, rung động chư thiên. Vì sao là võ? Cái gì là võ đạo? Cái này kinh thiên hỏi, chấn động chân lý đại lộ, thiên vấn đạo thư thả ra từng luồng võ đạo hơi thở, dung nhập vào Diệp Thần quả đấm bên trong. Diệp Thần thần tượng băng thiên đụng khí thế, càng bá đạo hơn cuồng liệt. Hắn một quyền đánh giết, cuồng bạo thần tượng quyền mang, xông lên đánh ra, mang vô cùng uy thế, hung hăng đụng vào Tiêu Nhất Nam trọng xích phía trên. Phịch, Tiêu Nhất Nam trọng xích, nhất thời gặp phải Diệp Thần hung mãnh quyền thế đánh vào, tại chỗ bị đánh bay. Cái gì? Tiêu Nhất Nam hoàn toàn kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần như thế lợi hại, vậy võ đạo thần uy, thậm chí kinh động thiên địa đại lộ, rung động thời không chân lý, chỉ là một quyền, liền đánh bay binh khí của hắn. Đơn thuần dùng võ đạo mà nói, hắn cùng Diệp Thần chênh lệch quá xa. Chung quanh kiếm tông rất nhiều các cường giả, thấy Tiêu Nhất Nam binh khí bị đánh bay, cũng là kinh hãi thất sắc. Bảo vệ thiếu tông chủ, giết hắn. Không biết là ai kêu một câu, sau đó toàn trường kiếm tông các cường giả, liền điên cuồng hướng Diệp Thần vây giết đi. Các ngươi dám. Võ cực thiên hạ, ta là võ tổ hóa thân, trấn áp hết thảy địch. Diệp Thần nhìn chung quanh cường giả vây giết tới, trong ánh mắt dâng lên cuồng như vậy võ đạo sát phạt hơi thở, tâm niệm vừa động, sử dụng võ cực thiên hạ đạo thư. Võ cực đạo thư vừa ra, Diệp Thần ý chí, liền rung động thời không, nguyên cuốn đạo thư bộc phát ra trước đó chưa từng có võ đạo uy nghiêm, thậm chí xa xa cùng không không lúc nào không chỗ sâu võ tổ đồng tình. Trong sâu thẳm, Diệp Thần lấy được một chút võ tổ ban phúc, bắp thịt nổ cầu kết, như sắt thép núi cao, trên da hiện ra các loại cổ xưa uy mãnh phủ văn, cả người giống như hóa thân võ tổ. Oanh! Diệp Thần bước ra một bước, long trời lở đất, chấn diệt thời không, cuồng bạo võ đạo uy nghiêm nổ. Những cái kia kiếm tông các cường giả, phốc xích hộc máu, tại chỗ thì có một nửa người, bị Diệp Thần võ đạo uy thế nghiền nát. Một nửa kia người, cũng là được tổn thương nặng. Kỳ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Cổ Vĩnh Tiêu ba người, thấy Diệp Thần uy mãnh như vậy vô địch hình dáng, đều là rung động được tột đỉnh. Bọn họ biết Diệp Thần tấn thăng đến thiên huyền cảnh sau đó, thực lực nhất định là đột nhiên tăng mạnh, chỉ là không nghĩ tới lại có thể tăng vọt đến tình cảnh này. Bên kia Tiêu Nhất Nam, thấy Diệp Thần uy mãnh như vậy hình dáng, lại mơ hồ cảm nhận được võ tổ ý chí, nội tâm sợ hãi, cắn răng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời ngâm sướng. Vĩ đại băng chi nữ hoàng, mời ngươi ở nơi này thế gian biểu dương ngươi ân uy. Hắn lại là phát động ngâm sướng, muốn triệu hoán băng thần thiên tôn hạ xuống, cùng Diệp Thần đối kháng. Giao! Băng thần thiên tôn ý chí, liền hoạt động tại cái này phiến vận mệnh thiên địa bên trong, cơ hồ là ở Tiêu Nhất Nam ngâm sướng mới vừa rơi xuống ngay tức thì, trong hư không liền chuyển đối lại, mảng lớn hàn băng sương mù nổi lên. Đối với băng sương cánh, ở trên trời rào mở ra, mang thánh khiết cao nhã, thần thánh mênh mông ý. Vậy băng sương cánh sau khi xuất hiện, băng thần thiên tôn bóng người, cũng là dần dần nổi lên. Diệp Thần thấy băng thần thiên tôn bóng người hiện lên, chân mày cao lại, cũng là cảm thấy nguy hiểm,
lập tức một quyền đánh ra, thần tượng băng thiên, cách không bạo giết, muốn phá hủy băng thần thiên tôn bóng người. Nhưng, một màn kinh người xuất hiện, hắn đủ để tan biến tinh không quyền thế, lại có thể không cách nào nghiền diệt băng thần thiên tôn bóng người. Băng thần muốn hạ xuống, cái này thế gian, tựa hồ không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn trở. Mắt xem băng thần thiên tôn, đánh đến nơi xuống, nhưng lúc này, Tiêu Nhất Nam lại khẽ cắn răng, trong mắt toát ra vùng vẫy áy náy thần sắc, cuối cùng một tiếng thở dài, buông tha tất cả triệu hoán cùng ngâm sướng cử động, như đưa đám cúi đầu. Hắn buông tha triệu hoán, trên bầu trời băng thần thiên tôn hư ảnh, lập tức nhạt đi đi xuống, vậy đối với băng xương cánh, vậy rất nhanh tiêu tán, chỉ có chung quanh lưu lại băng xương hơi lạnh, chứng kiến mới vừa băng thần thiên tôn uy nghiêm. Luân hồi chi chủ, là ngươi thắng. Tiêu Nhất Nam răng cũng mau cắn nát, vẻ mặt vô cùng như đưa đám, cúi đầu nhận thua. Chung quanh còn sót lại kiếm tông các cường giả, thấy Tiêu Nhất Nam lại có thể nhận thua, nhất thời người người kinh ngạc. Tại sao? Diệp Thần cũng là vô cùng kinh ngạc nghi ngờ, mới vừa hắn võ đạo nổ tung, uy thế tuy khủng bố, nhưng dẫu sao không thể cùng chân chính thần minh so sánh. Nếu như Tiêu Nhất Nam trực tiếp triệu hoán băng thần thiên tôn hạ xuống nói, Diệp Thần chưa chắc có thể ngăn cản. Nếu là ở ngoại giới, hắn có lẽ có thể đánh gãy Tiêu Nhất Nam triệu hoán ngâm sướng, nhưng ở chỗ này, nhưng là tuyệt không khả năng. Bởi vì chỗ này, ngang hàng chính là băng thần thiên tôn địa bàn, chỉ cần có tín đồ kêu gọi băng thần, sẽ được đáp lại, bất kỳ lực lượng đều không thể ngăn cản. Luân hồi chi chủ, người thắng, ta có thể đem vận mệnh thiên trì cho ngươi mượn, các ngươi cùng để ta đi. Tiêu Nhất Nam ánh mắt mang một ít đỏ tươi, không biết lòng bên trong là ý tưởng gì. Ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần cùng Kỳ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm hai cô gái nhìn nhau, lại nhìn xem Cổ Vĩnh Tiêu, đều là cảm thấy 10 phần bất ngờ. Nhưng bất kể như thế nào, nếu Tiêu Nhất Nam đáp ứng cho mượn thiên trì, đây đối với Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là thiên đại hảo sự. Được, đa tạ. Diệp Thần chỉ sợ Tiêu Nhất Nam đổi ý, lập tức gật đầu nói. Thiếu tông chủ, những cái kia còn sót lại kiếm tông các cường giả, còn muốn khuyên can. Không cần nói nữa. Tiêu Nhất Nam nhàn nhạt khoát khoát tay, không có để ý bọn họ, nhìn Diệp Thần một mắt, liền đi về phía trước. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhanh chóng đi theo Tiêu Nhất Nam bên người, hai người sóng vai hướng vận mệnh thiên trì đi tới. Kiếm tông còn sót lại cường giả, còn có Kỳ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Cổ Vĩnh Tiêu các người, thì theo ở phía sau. Ngươi thật ra thì có lật bàn cơ hội, vì sao phải nhận thua? Diệp Thần trầm giọng hỏi, trong lòng vẫn là 10 phần nghi ngờ. Tiêu Nhất Nam cười khổ một tí, đang trầm mặc sau một lúc lâu, mới thở dài nói, bởi vì, ta thật xin lỗi võ tổ. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, ngươi biết võ tổ. Ngươi là đệ tử của hắn sao? Tiêu Nhất Nam ngẩng đầu nhìn trời một cái không, ánh mắt hơi có chút xa xưa, tựa như rơi vào ngày xưa nhớ lại bên trong, nói ta từng đã từng võ tổ chỉ điểm, coi như là hắn nửa truyền nhân. Ta vốn là muốn bái sư, nhưng hắn nói ta tư chất không đủ, từ đầu đến cuối không chịu thu ta làm đồ đệ, kêu ta nhiều ở mộ cung bên trong rèn luyện một chút. Ta lúc đó là mộ cung đệ tử, phụ trợ vậy một đời luân hồi chi chủ, chế tạo luân hồi vãng thế thư. Võ tổ cùng ta nói, chỉ cần ta có thể kiên trì đến cuối cùng, chứng minh đạo tâm của mình, bỏ mặc chế tạo luân hồi thư kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ thu ta làm đồ đệ, hơn nữa còn là duy nhất thân truyền học trò. Ta đã từng có trở thành võ tổ thân truyền cơ hội, nhưng tiếc là... Diệp Thần nghe đoạn này chuyện cũ, không nghĩ tới Tiêu Nhất Nam cùng võ tổ tới giữa, lại còn có mật thiết như vậy nhân quả. Thậm chí, Tiêu Nhất Nam thiếu chút xíu nữa, là được là võ tổ duy nhất thân truyền học trò. Nếu như Tiêu Nhất Nam thành duy nhất thân truyền, vậy cũng không Diệp Thần chuyện gì. Ngươi không có thể kiên trì đến cuối cùng, Diệp Thần hỏi. Tiêu Nhất Nam cười khổ nói, đúng vậy. Chế tạo luân hồi vãng thế thư, cực kỳ nguy hiểm, ta cũng sợ, mặc dù võ tổ nói qua, hắn sẽ che chở ta, coi như cuối cùng chế tạo thất bại, ta cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng, thời điểm đó hắn, đã đi không không lúc nào không, ta không dám tin tưởng. Mà khi đó, cha ta vậy chuẩn bị trốn tránh mộ cung, nhiều lần khuyên ta cùng nhau. Ta không thể làm gì, cuối cùng đi theo cha ta, trộm đi mộ cung đại lượng thiên tài địa bảo. Phản bội vậy một đời luân hồi chi chủ, cũng đầu dựa vào băng thần thiên tôn. Chúng ta từ mộ cung trộm ra đồ, đều được hồi phục băng thần thiên tôn tài nguyên và chất dinh dưỡng.
Võ Tổ biết ta phản bội, rất là tức giận, hắn lúc ấy ở không không lúc nào không bên trong, gặp phải Cổ Tinh Môn đuổi giết, bởi vì bị ta phát cáu, tạm thời lỡ tay, liền bị Cốt Thiên Đế bắt, một mực bị nhốt đến nay. Thật ra thì nếu như không phải là bị ta phát cáu, Võ Tổ hắn sẽ không lỡ tay, hắn là hùng bá thiên địa nhân vật lớn, liền võ cực thiên hạ đều là bởi vì hắn mà ra đời, Cổ Tinh Môn lại có cái gì bản lãnh, có thể bắt hắn. Đều là ta, đều là bởi vì ta phản bội, hại được Võ Tổ đạo tâm tức giận, mất lòng người, cuối cùng gây thành đại họa. Những lời này nói xong, Tiêu Nhất Nam vẻ mặt đã là vạn niệm câu hôi, ánh mắt thật giống như đã chết. Những thứ này đi qua thống khổ nhân quả, hắn thật ra thì đã dần dần quên mất, nhưng ngày hôm nay thấy Diệp Thần, thấy ngày xưa Võ Tổ tuyệt học, hắn nhớ lại bị câu dậy rồi, mười phần đau khổ. Diệp Thần im lặng, không biết nói cái gì cho phải. Tiêu Nhất Nam thở dài nói, luân hồi chi chủ, ngươi là chân chính Võ Tổ truyền nhân, ngươi có đầy đủ cường nhận đạo tâm, không sợ hết thảy, không giống ta như thế rụt rè e sợ, ngươi nhất định phải đi không không lúc nào không, cứu ra Võ Tổ. Diệp Thần gật đầu, ta biết. Hắn coi như là rõ ràng, Tiêu Nhất Nam buông tha triệu hoán băng thần thiên tôn, hơn nữa nhận thua, hiển nhiên là xem ở Võ Tổ phân thượng. Ngươi có hứng thú chế tạo luân hồi vãng thế thư sao? Tiêu Nhất Nam đột nhiên hỏi, thanh âm lộ ra thần bí. Diệp Thần tim căng thẳng, chợt lắc lắc đầu nói, không biết, bây giờ nói cái này, quá xa vời chút, người trước cầm vận mệnh thiên chỉ cho ta mượn dùng nói sau. Tiêu Nhất Nam thở dài nói, à, được rồi. Hắn mang Diệp Thần, một đường đi tới trước, rất nhanh sẽ đến vận mệnh thiên chỉ. Chỉ gặp toàn bộ vận mệnh thiên chỉ, linh khí hòa hợp, cỏ cây xanh vậy một tòa thiên chỉ. Liền như trung thiên thanh tú Mỹ Ngọc, tọa lạc tại cái này phiến phúc địa trung ương nhất. Ở vận mệnh thiên chỉ bốn phía, còn có rất nhiều kiếm tông cường giả đang bảo vệ. Bọn họ thấy Tiêu Nhất Nam và Diệp Thần tới, thiên cơ thấy rõ dưới, đã biết hết thảy, đều là im lặng. Các ngươi tránh ra đi. Tiêu Nhất Nam nói. Rất nhiều bảo vệ cường giả trố mắt nhìn nhau, một cái kiếm tông trưởng lão đứng dậy, hướng Tiêu Nhất Nam nói, thiếu tông chủ, chúng ta kiếm tông sát phí khổ tâm. Mới đoạt được vận mệnh thiên trì, người thật phải đem cho mượn người ngoài sử dụng. Tiêu Nhất Nam nói, chỉ là mượn dùng, cũng không phải là đưa đi, các ngươi sợ cái gì? Trưởng lão kia nói, chỉ sợ vận mệnh thiên trì linh khí hao tổn, đối hồi phục băng chi nữ hoàng kế hoạch, thật to bất lợi. Tiêu Nhất Nam nói, một chút hao tổn không sao cả, các ngươi tránh ra, có hậu quả gì không, ta một mình gánh chịu là được. Trưởng lão kia không thể làm gì, nói, ừ. Liền khom người tránh ra. Cái khác tất cả thủ hộ giả, cũng là tránh ra. Tiêu Nhất Nam và Diệp Thần nhìn nhau, gật đầu một cái, sải bước đi tới vận mệnh thiên trì trước. Lúc này, Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Cổ Vĩnh Tiêu các người, vậy đến. Mọi người thấy vận mệnh thiên trì, cảm thụ vận mệnh thiên trì vậy linh khí nồng nặc, trong lòng lại là rung động, vừa mừng rỡ. Diệp Thần ngắm nhìn vận mệnh thiên trì, ao nước bên trong. Còn lưu lại thạch tượng quỷ cái bóng ngược, mười phần dữ tợn đáng sợ. Mà làm hắn tầm mắt, ngưng mắt nhìn ao nước thời điểm, vậy thạch tượng quỷ cái bóng ngược, nhưng là vặn vẹo tản đi, dần dần bị khác một màn hình thay thế. Đó là vận mạng hình ảnh. Là Diệp Thần tương lai vận mệnh. Cái này vận mệnh thiên trì, lại là phản chiếu lại Diệp Thần tương lai vận mệnh. Hình ảnh bên trong, là một phiến bóng tối cấm địa, chung quanh có từng ngọn sâm nghiêm phong cách cổ xưa đại điện. Còn có tất cả xương trắng canh phòng, trên bầu trời còn quấn từng cái to lớn xương trắng chim, hu hu rít lên trước. Diệp Thần nhìn hình ảnh này, nội tâm chấn động, dòm ngó hôm nay cơ hội, cũng biết chỗ này, chính là Cổ Tinh Môn một nơi cấm địa. Võ Tổ sư tôn nhốt ở chỗ này. Diệp Thần con người co giúp một cái, liền gặp hình ảnh bên trong, từng đạo thần quang, từ phương xa phóng tới, đều là luân hồi trận doanh cường giả. Diệp Thần ở trong đó, thấy được tương lai mình. Còn có Nhâm Phi Phàm. Tương lai hắn, đã là thiên đế cấp cường giả khác, quanh thân thần quang chiếu sáng, chư thiên quy luật vần quanh, hơi thở minh mông khoáng đạt, luân hồi thất tinh đã thức tỉnh 6 viên, chỉ kém một viên cuối cùng thiên đế ra lệnh tinh, còn không có thức tỉnh. Giết! Hình ảnh bên trong, Diệp Thần vung tay lên, luân hồi trận doanh rất nhiều những cao thủ, chính là gào thét xông lên đánh tiếp. Toàn bộ Cổ Tinh Môn cấm địa, nhất thời sôi trào, vô số hắc ám ma vật gieo hò, cùng luân hồi trận doanh người kích đánh nhau. Rắc rắc sát, xương trắng nảy sinh,
Ở giữa thiên địa, từng cây một xương cốt điên cuồng sinh trưởng, biến thành xương trắng phi kiếm, xương trắng phi đao, xương trắng cũi vân. Vân. Rồi sau đó, cốt thiên đế bóng người, từ chi chít xương cốt trong nhà tù phá giết ra tới, cầm một chuôi cốt mâu, đâm thẳng hướng Nhâm Phi Phàm. Giờ khắc này cốt thiên đế, người khoác tinh thần đế bào, đã là chủ thần cấp nhân vật khác, đồng thời vậy nắm trong tay toàn bộ cổ tinh môn, vô cùng mạnh mẽ. Đi cứu võ tổ. Nhâm Phi Phàm chính diện đối kháng cốt thiên đế, hướng Diệp Thần quát lên. Lúc đầu luân hồi trận doanh hạ xuống cái này phiến cấm địa, chính là vì cứu võ tổ. Nhâm Phi Phàm chỉ hoãn ở cốt thiên đế, là Diệp Thần tranh thủ thời gian. Diệp Thần gật đầu một cái, liền dẫn dưới quyền một người, đi cứu võ tổ. Người dưới tay hắn, chính là Tiêu Nhất Nam. Hai người sải bước tiến vào cấm địa chỗ sâu, rốt cục thì thấy võ tổ. Võ tổ thân thể hùng tráng, lúc này đã đổi được khô đét suy hủ, như một cái gần đất xa trời ông già, lại cũng không nhìn ra ngày xưa kiêu ngạo. Hắn cả người bị vô số xích sắt trói, mỗi một sợi xích sắt cũng thật sâu nguyên vẹn hắn trong da thịt, thống khổ mà đau khổ. Thấy Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam tới, võ tổ vậy trong mắt đục ngầu bên trong, lộ ra to lớn tuyệt vọng và như đưa đám, dùng bi phẫn thanh âm khạc ra hai chữ, chạy mau. Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam ngây ngẩn. Rồi sau đó, một đạo kinh thiên kiếm quang, từ trong hư không phá giết ra. Chỉ một kiếm, liền đem hai người đầu lâu chém xuống, trực tiếp giết chết. Một bóng người, từ trong hư không bước ra. Lại là Hồng Quân Lão Tổ. Chân trời, thật xin lỗi. Hồng Quân Lão Tổ nắm nhỏ máu kiếm, ngắm nhìn võ tổ, trong ánh mắt tràn đầy than thở cùng không biết làm sao. Hình ảnh đến nơi này, đột nhiên tiêu tán. Oanh! Diệp Thần đầu lớn chấn động, phục hồi tinh thần lại xem vận mệnh thiên trì, nơi nào còn có cái gì tương lai hình ảnh, chỉ có thạch tượng quỷ tàn xem hình chiếu thôi. Hắn mới vừa chỗ đã thấy hình ảnh, tựa như chỉ là ảo giác. Nhưng, Diệp Thần biết, vậy tuyệt đối không phải ảo giác, đó là tương lai có thể sự tình phát sinh. Hắn thấy được mình tương lai, chính là thành tựu thiên đế nghiệp vị, sau đó đi dẫn người đi cứu võ tổ, kết quả thất bại. Bởi vì Hồng Quân Lão Tổ ngăn trở. Hồng Quân Lão Tổ tự mình ra tay, giết chết tương lai Diệp Thần, ngăn cản hắn cứu võ tổ. Diệp Thần mồ hôi lạnh nhễ nhại, nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhất Nam. Chỉ gặp Tiêu Nhất Nam, cũng là đầu đầy mồ hôi hình dáng, thần sắc trắng bệch. Hiển nhiên, mới vừa Diệp Thần thấy hình ảnh, hắn cũng nhìn thấy. Đây cũng là hắn tương lai vận mệnh. Hắn đi theo Diệp Thần, muốn cứu võ tổ. Giống vậy bị Hồng Quân Lão Tổ giết chết. Luân hồi chi chủ, đây chính là, chúng ta tương lai vận mệnh sao? Tiêu Nhất Nam nuốt nước miếng một cái, thần sắc thật là lạnh lẽo hoảng hốt. Vận mệnh thiên trì, hội tụ toàn bộ vận mệnh thiên địa địa mạch linh khí, truyền thuyết từ nơi này vận mệnh thiên trì bên trong, có thể thấy tương lai mình vận mệnh. Hiện tại Tiêu Nhất Nam thấy được, hắn cuối cùng vận mệnh, chính là và Diệp Thần cùng nhau, bị Hồng Quân Lão Tổ giết chết. Này. Các ngươi thế nào? Giang Mệnh Tâm tiến lên trước một bước, thấy Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam sắc mặt không đúng, nhất thời lẩm bẩm hỏi. Mới vừa vận mệnh thiên trì bên trong hình ảnh, chỉ có Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam thấy. Còn như Giang Mệnh Tâm, Kỷ Tư Thanh, Cổ Vĩnh Tiêu các người, chỉ thấy thạch tượng quỷ tàn ảnh, cũng không có phát hiện cái khác khác thường. Không việc gì. Diệp Thần cười khổ một tí, hít sâu một hơi, phục hồi tinh thần lại. Mặc dù tương lai vận mệnh, 10 phần hung hiểm, nhưng bất kể như thế nào, tương lai còn chưa tới, hắn còn có nghịch chuyển vận mạng cơ hội. Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối, ngươi tiến vào vận mệnh thiên trì, mau sớm khôi phục cặp mắt. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Cổ Vĩnh Tiêu, nói. Tương lai sự việc, còn không phát sinh, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là để cho Cổ Vĩnh Tiêu khôi phục cặp mắt. Cổ Vĩnh Tiêu gật đầu một cái, liền muốn tiến vào vận mệnh thiên trì bên trong. Trước đợi một chút, Tiêu Nhất Nam lên tiếng ngừng, chỉ trong ao nước thạch tượng quỷ tàn ảnh, hướng Cổ Vĩnh Tiêu nói. Nơi này còn có ma thiên đế tàn ảnh, nhất định phải người dẫn đường tán, nếu không ngươi tùy tiện tiến vào, rất có thể bị ma thiên đế ý chí ăn mòn. Ma thiên đế, đây không phải là thạch tượng quỷ sao? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Không phải, thạch tượng quỷ tàn ảnh. Có thể ở lại vận mệnh thiên trì, âm hồn không tiêu tan, chủ yếu là bởi vì sau lưng nó chủ nhân. Sau lưng nó chủ nhân,
chính là trong truyền thuyết Ma Thiên Đế, là cũ thần thời đại cường giả, truyền thuyết là ma đạo ngọn nguồn, ban đầu thiên ma tinh hải từ trong ảo tưởng đúc, bắt đầu từ Ma Thiên Đế trên mình lấy được linh cảm. Vậy Ma Thiên Đế, vậy có thể nói là thiên ma tinh hải năng lượng ngọn nguồn, thực lực cực kỳ đáng sợ, vậy thạch tượng quỷ chính là hắn thú cưỡi. Tiêu Nhất Nam giải thích, tự nói ra một đoạn cổ xưa bí mật, là liên quan tới Ma Thiên Đế truyền thuyết. Diệp Thần nội tâm chấn động, mơ hồ tới giữa, vậy dòm ngó hôm nay cơ hội. Cái này Ma Thiên Đế, lại là cùng Thương Huyền Đại Đế, cùng người cùng một thời đại vật. Thương Huyền Đại Đế, chính là Huyền Hàn Ngọc Tổ Tiên, đã từng khai sáng đồ thần kỷ nguyên, chu diệt qua vô số cũ thần. Ngày xưa Thương Huyền Đại Đế, đã từng cùng Ma Thiên Đế đã giao thủ, hai bên đánh ngang tay, cho dù là Thương Huyền Đại Đế, cũng không cách nào áp chế Ma Thiên Đế. Có thể tưởng tượng được, cái này Ma Thiên Đế có lợi hại dường nào. Vận mệnh thiên chỉ bên trong, vậy thạch tượng quỷ cái bóng ngược, cặp mắt lộ vẻ được đặc biệt là dữ tợn, đó chính là Ma Thiên Đế ánh mắt, là hắn còn sót lại ý chí hiển hóa. Thì ra là như vậy, vậy Ma Thiên Đế, cuối cùng là bị băng thần thiên tôn giết chết sao? Diệp Thần dòm ngó thấy cổ xưa thiên cơ, mơ hồ thấy được Ma Thiên Đế sau cùng số mệnh. Đúng vậy, Ma Thiên Đế bị băng chi nữ hoàng giết chết, bất quá xem loại cấp bậc này ma thần, cơ hồ không thể nào hoàn toàn xóa bỏ, từ đầu đến cuối sẽ có ý chí lưu lại. Còn có Ma Thiên Đế thú cưỡi thạch tượng quỷ, năm đó cũng bị băng chi nữ hoàng giết chết. Băng chi nữ hoàng đem Ma Thiên Đế và thạch tượng quỷ hài cốt, phong ấn ở liền vận mệnh thiên địa. Vậy phiến đất phong ấn, bị hậu nhân gọi là tuyệt nhân cốc, cũng là mảnh thiên địa này đáng sợ nhất đường cùng. Theo thời gian đưa đẩy, Ma Thiên Đế và thạch tượng quỷ đều có hồi phục dấu hiệu. Đầu tiên hồi phục là thạch tượng quỷ. Vạn năm trước, thạch tượng quỷ cũng đã hồi phục, cũng chiếm cứ vận mệnh thiên trì, muốn dựa vào thiên trì linh khí, hồi phục Ma Thiên Đế. Thật may, hôm nay vậy thạch tượng quỷ đã bị ta kiếm tông chu diệt, nếu không, một khi bị Ma Thiên Đế cướp lấy thiên trì năng lượng, hồi phục sống lại, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Nhất Nam cảm thán nói. Còn có ta Giang gia. Giang Mệnh Tâm tiến lên trước một bước, bĩu môi, nói. Chu diệt thạch tượng quỷ, nàng Giang gia xuất lực cũng là to lớn, bất quá chiến quả toàn bộ bị kiếm tông chiếm đoạt. Thật xin lỗi. Tiêu Nhất Nam trận lại nói áy náy. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu tới Đông Thần Điện kiếm tông, và Giang gia liên thủ giết chết, đã là hồi phục sau thạch tượng quỷ. Vạn năm trước, thạch tượng quỷ cũng đã hồi phục. Vậy thật may, hồi phục chỉ là thạch tượng quỷ, cũng không phải là Ma Thiên Đế. Nếu là Ma Thiên Đế hồi phục nói, vậy thì thật là không có thể tưởng tượng tai nạn. Luân hồi chi chủ, hôm nay cái này vận mệnh thiên trì, có Ma Thiên Đế một chút ý chí lưu lại, xin ngươi hãy dùng luân hồi máu xua tan. Tiêu Nhất Nam chỉ trong hồ cái bóng ngược, nói. Ao nước bên trong, vậy thạch tượng quỷ cái bóng ngược, mười phần dữ tợn, đặc biệt là một đôi mắt, đó là Ma Thiên Đế ánh mắt, tại chỗ mỗi một người thấy được, đều cảm thấy trong lòng phát mau, thật giống như thấy được mãi mãi ma thần, liền đứng ở trước mặt mình. Vậy ở ma thần dưới bóng tối, cho dù là thiên đế cấp cường giả, cũng như con kiến hôi nhỏ bé. Thiếu tông chủ, tuyệt đối không thể. Thanh trừ Ma Thiên Đế ý chí lưu lại, chúng ta có thể triệu hoán băng chi nữ hoàng ra tay, cần gì phải đem công lao này, chắp tay nhường cho người ngoài. Một cái kiếm tông trưởng lão đứng dậy, trực tiếp phản đối, không hề muốn để cho Diệp Thần ra tay, sợ Diệp Thần cướp đi công đức. Một chút chuyện nhỏ, cũng không cần quấy rầy băng chi nữ hoàng thanh tĩnh. Tiêu Nhất Nam nói, đây không phải là chuyện nhỏ. Trưởng lão kia còn muốn tranh cãi, bị Tiêu Nhất Nam khoát khoát tay dừng lại. Luân hồi chi chủ, mời ngươi ra tay đi. Tiêu Nhất Nam cung kính nhìn Diệp Thần, nói. Ừ. Diệp Thần suy nghĩ một hồi, liền gật đầu một cái, lúc này cắn bể đầu ngón tay, linh khí hội tụ, đem một giọt luân hồi máu tươi, nhỏ xuống đến vận mệnh thiên chỉ bên trong. Suy. Luân hồi máu tươi nhỏ xuống, nhất thời để cho được toàn bộ vận mệnh thiên chỉ, kịch liệt sôi trào. Ao nước sôi trào, từng luồng màu đen hơi khói bốc hơi lên lên, ẩn chứa trong đó thạch tượng quỷ gầm thét, còn có vô số ma vật kêu rên, thật giống như có cái gì quỷ dị đồ, bị Diệp Thần luân hồi máu bốc hơi rớt. Luân hồi chi chủ, ta nhớ ngươi. Một đạo cực kỳ xâm nghiêm đáng sợ thanh âm, mang vô tận ma uy, từ trong hư không truyền ra, làm run sợ lòng người.
Diệp Thần khó hiểu có chút rợn cả tóc gáy, biết đó chính là truyền thuyết bên trong, Ma Thiên Đế Thanh Âm. Ma Thiên Đế Thanh Âm tiêu tán sau đó, hắc khí kia vậy hoàn toàn tiêu tán, chung quanh tất cả khí tượng lắng xuống. Mọi người nhìn về phía vận mệnh thiên trì, liền thấy ao nước đã bị lọc sạch, đổi được trong suốt vô cùng, bên trong lại cũng không có thạch tượng quỷ cái bóng ngược, cũng không có Ma Thiên Đế ý chí lưu lại. Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối, tốt. Diệp Thần trong lòng vui mừng, quay đầu hướng Cổ Vĩnh Tiêu nói. Ao nước đã lọc sạch, hiện tại Cổ Vĩnh Tiêu có thể tiến vào. Cổ Vĩnh Tiêu nhìn xem Tiêu Nhất Nam, Tiêu Nhất Nam cũng là gật đầu. Lấy được Tiêu Nhất Nam cho phép, Cổ Vĩnh Tiêu chính là phi thân tiến vào vận mệnh thiên trì, ngâm ở trong đó. Hắn một ngâm đi vào, trong thiên trì linh khí, liền lăn lăn đi trên người hắn bơm vào đi. Tại thiên trì linh khí bồi bổ hạ, hắn mù rơi cặp mắt, đang chậm rãi khôi phục, trống rỗng trong hốc mắt, truyền ra một hồi máu thịt nảy sinh thanh âm cổ quái. Thanh âm này nghe tuy cổ quái, nhưng Diệp Thần biết, đây là Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt khôi phục dấu hiệu. Hắn phỏng đoán chỉ cần mấy giờ thời gian, Cổ Vĩnh Tiêu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chung quanh kiếm tông các cường giả, thấy một màn này, đều là tim thương yêu không dứt. Cái này vận mệnh thiên trì, bọn họ cũng không muốn cho mượn người ngoài sử dụng. Tiêu Nhất Nam thần sắc bình tĩnh, ngược lại là không có để ý, yên lặng đứng tại chỗ. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt, cũng ở đây vững bước khôi phục bên trong. Một canh rưỡi sau đó, hắn một cái mắt phải, đầu tiên khôi phục như cũ, ánh mắt thần mang dính, hào quang sáng ngời. Khôi phục. Kỷ Tư Thanh thấy vậy, trong bụng đại hỉ. Nàng mạo hiểm mang Diệp Thần tới vận mệnh thiên địa, chính là muốn giúp luân hồi trận doanh, vãn hồi một thành viên đại tướng. Hiện tại Cổ Vĩnh Tiêu ánh mắt khôi phục, nàng tất nhiên vô cùng mừng rỡ. Còn có một con mắt. Diệp Thần lại không có nhiều ít vui sướng, hiện tại Cổ Vĩnh Tiêu chỉ là khôi phục một nửa, còn thiếu con mắt trái không có khôi phục. Trong sâu thẳm, Diệp Thần bắt được một chút nguy cơ hơi thở. Cổ Vĩnh Tiêu muốn khôi phục cặp mắt, sợ rằng sẽ không như thế thuận lợi. Ùm ùm. Quả nhiên, ở lại chờ đợi một lát sau, trên bầu trời, truyền ra một hồi phong vân chấn động lăn lăn tiếng vang, khí tượng nổ tung, chỉ gặp một cái thần sắc che lấp, to lớn hùng tráng, thân mặc trường bào màu đen người trung niên, từ chân trời hạ xuống. Cha! Tiêu Nhất Nam thấy trung niên kia người hạ xuống, nhất thời thần sắc đại biến. Bái kiến tông chủ! Chung quanh tất cả kiếm tông các cường giả, chính là hưng phấn vui sướng, cung kính quỳ xuống. Từ trên bầu trời hạ xuống người trung niên, chính là kiếm tông tông chủ, Tiêu Nhất Nam phụ thân, Tiêu Huyền Đình. Tiêu Huyền Đình hơi thở, hơi có chút phập phồng không yên, hiển nhiên là trước đây chu diệt thạch tượng quỷ, linh khí hao tổn to lớn. Vốn là hắn lúc này, hẳn đang bế quan nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn là hạ xuống, rõ ràng cho thấy cảm thấy vận mệnh thiên trì thay đổi. Một nam, người tại sao có thể đem vận mệnh thiên trì, cho mượn người ngoài sử dụng? Tiêu Huyền Đình thấy thiên trì bên trong Cổ Vĩnh Tiêu, lại nhìn xem Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Diệp Thần các người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Nhất Nam trên mình, tràn đầy lửa giận. Cha! Tiêu Nhất Nam hết sức lo sợ, muốn giải thích, nhưng bị Tiêu Huyền Đình trực tiếp cắt đứt. Không cần giải thích. Dừng một chút, Tiêu Huyền Đình ánh mắt, thấm ra ý định giết người, ánh mắt rơi vào Cổ Vĩnh Tiêu trên mình. Giết thiên đế, người dám ăn cắp ta vận mệnh thiên trì linh khí. Ta muốn ngươi chết. Ngươi máu tươi, sẽ trở thành là cung phụng băng chi nữ hoàng chất dinh dưỡng. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Huyền Đình một chưởng đánh giết ra, bàng bạc vô cùng chưởng thế, mang lớn mộ thiên táng vậy hơi thở, hung hăng hướng Cổ Vĩnh Tiêu trấn áp xuống đi. Một chưởng này, hơi thở lại cùng đại mộ thần kiếm tương thông. Đây là bởi vì, ngày xưa Tiêu Huyền Đình, là mộ cung bên trong cường giả, hơn nữa địa vị cao vô cùng. Hắn có học hỏi đại mộ thần kiếm tư cách. Đại mộ thần kiếm, 33 thần thuật một trong, lúc ban đầu chính là xuất từ mộ cung. Môn thần thuật này, thâm ảo tinh thâm, ở mộ cung bên trong, trừ nguyên thiên đế ra, không người nào có thể lĩnh ngộ. Nhưng, những cái kia quyền cao chức trọng người, thông qua học hỏi đại mộ thần kiếm, vẫn có thể bắt được rất nhiều thần thuật tinh túy, tăng tiến tự thân đạo pháp. Tiêu Huyền Đình một trưởng này, mơ hồ có đại mộ thần kiếm mấy phần tinh túy, sát phạt vô cùng lợi hại. Cổ Vĩnh Tiêu tại thiên trì bên trong, đang yên lặng hấp thu thiên trì linh khí, khôi phục ánh mắt, đối mặt Tiêu Huyền Đình một trưởng vỗ xuống, nhưng là khó mà chống lại.
Đại mộ thần kiếm, phá cho ta. Diệp thần mắt gặp Cổ Vĩnh Tiêu gặp nạn, lập tức cổ động linh khí, một kiếm cuồng như vậy giết ra. Một kiếm này, chính là Chánh Tông đại mộ thần kiếm, kiếm khí biến dạng hư không, như có hàng tỷ quỷ thần gầm thét, cực kỳ kinh khủng. Diệp thần cũng không có bùng nổ toàn bộ kiếm thế, bởi vì đại mộ thần kiếm đối với linh khí tiêu hao, cực kỳ đáng sợ, coi như chỉ là vung ra một kiếm, vậy đủ để đem Diệp thần nhín thời giờ. Diệp thần chấn định tâm thần, chỉ thả ra một nửa linh khí. Cái này đại mộ thần kiếm, hắn chỉ sử dụng 5 thành công lực. Nhưng 5 thành công lực, cũng đủ rồi. Suy rồi. Kiếm quang phá không, chỉ một kiếm, Diệp thần liền đem Tiêu Huyền Đình trưởng thế, trực tiếp chảm phá. Kinh khủng kia lớn mộ kiếm khí, lại là mang chém ngược trời uy thế, cắt vỡ Tiêu Huyền Đình bàn tay. Tiêu Huyền Đình nhà một tiếng hét thảm, lòng bàn tay máu tươi văng tung tóe, phun ra máu, nhưng là cho đen màu sắc. Giống như mang địa ngục lăng mộ xâm nghiêm quỷ khí, cực kỳ khủng bố. Đại mộ thần kiếm, luân hồi chi chủ, ngươi lúc nào luyện thành kiếm này? Tiêu Huyền Đình cảm thấy không tưởng tượng nổi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần. Hắn sấm sét hạ xuống, vốn là muốn chấn áp hết thảy, nào nghĩ tới chỉ là một đối mặt, liền bị Diệp thần đánh bại. Cái này còn là Diệp thần hạ thủ lưu tình. Diệp thần chỉ dùng 5 thành công lực, nếu như hắn toàn lực bùng nổ, không. Thậm chí hắn chỉ sử dụng 80% công lực nói, vậy đủ để đem Tiêu Huyền Đình giết chết. Đại mộ thần kiếm, chính là 33 thiên thần thuật bên trong, hạng thứ 10 tồn tại, lực sát thương cực kỳ đáng sợ, tuyệt không phải Tiêu Huyền Đình có thể đối kháng. Tiêu Huyền Đình cũng không nghĩ tới, Diệp thần đã luyện thành kiếm này. Phải biết, đại mộ thần kiếm đặc biệt phức tạp, thật sâu áo trình độ, có thể nói là đứng sau thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Năm đó ở mộ cung bên trong, vô số cường giả hiểu vạn cổ, cũng không thể hiểu thấu đáo cái này môn kiếm pháp. Nhưng Diệp thần, nhưng là thu thả tự nhiên, khua kiếm sát phạt, nước chảy mây trôi, muốn gì được nấy. Tiêu Nhất Nam và rất nhiều kiếm tông các cường giả, còn có Giang Mệnh Tâm, thấy Diệp thần đại mộ thần kiếm như vậy tuyệt diệu cường đại hình dáng, cũng là rung động không dứt. Diệp thần thu kiếm, ngưng mắt nhìn Tiêu Huyền Đình, nói cái này vị tiền bối, ta không muốn cùng ngươi tranh nhau. Chỉ là muốn mượn dùng thiên chỉ chốc lát, xin ngươi hãy châm trước một chút. Tiêu Huyền Đình cuối cùng là Tiêu Nhất Nam phụ thân, Diệp thần không hề muốn xé rách ra mặt. Tiêu Huyền Đình nhìn Diệp thần vậy chấn định như thường tư thái, thân thể hơi phát run. Hắn cũng không biết, Diệp thần có thể nắm giữ đại mộ thần kiếm, là bởi vì là Diệp thần đã sớm luyện qua. Chính xác mà nói, là Diệp thần tương lai, có thể tu luyện qua đại mộ thần kiếm. Tương lai nhân quả. Hình chiếu đến thực tế, cho nên thời khắc này Diệp thần, liền dễ dàng lĩnh ngộ cái này môn kiếm pháp, hơn nữa kiếm pháp thành tựu, đã đến lô hỏa thuần thanh bước. Ngươi thật lấy vì ngươi nắm giữ đại mộ thần kiếm, thì có tư cách cản rỡ trước mặt ta. Ta nói cho ngươi, coi như là năm đó mộ cung vậy một đời luân hồi chi chủ, cũng phải đối với ta lễ để cho ba phần. Ngươi chính là thiên huyền cảnh, còn không tư cách cùng ta nói chuyện. Luân hồi hoa bỉ ngạn, cho ta trấn áp. Tiêu Huyền Đình căm tức nhìn Diệp thần, đột nhiên cháy cả người khí huyết, sử dụng một đóa hoa. Đóa hoa này, lộ ra tinh không bờ bên kia hơi thở, lại tràn ra luân hồi kim quang, toát ra 3000 thế giới, vô cùng vũ trụ, khí tượng mênh mông muôn vàn. Hoa này vừa ra, hào hùng uy áp, chính là bao phủ toàn trường. Phốc xích, ở nơi này to lớn dưới áp lực, Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm hai người, tại chỗ hộc máu. Cha! Tiêu Nhất Nam có vẻ chấn động chỉ, như bánh xe hồi hoa bỉ ngạn uy thế, cũng không có chèn ép đến trên người hắn, nhưng hắn là Diệp thần thật sâu lo âu. Diệp thần chỉ cảm thấy ngập trời áp lực bao phủ xuống, như vậy 3000 đại thế giới, hàng tỷ vũ trụ tinh không chấn áp, nếu như không phải là hắn linh khí hùng hồn nói, hắn chỉ sợ cũng muốn tại chỗ hộc máu. Rắc rắc sát, chỉ bất quá, ở nơi này vậy áp lực uy bách hạ, Diệp thần cũng có chút để không chịu nổi. Xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Thằng nhóc, có thể ép ta sử dụng luân hồi hoa bỉ ngạn, người vậy coi là không uổng công cuộc đời này. Tiêu Huyền Đình áo khoác nổ tung, tóc hóa thành tái nhợt màu sắc, liền trên mặt cũng bỗng nhiên toát ra rất nhiều nếp nhăn, hiển nhiên thúc dục như bánh xe hồi hoa bỉ ngạn, hắn tiêu hao cũng là 10 phần to lớn. Diệp thần thiên cơ thấy rõ dưới, vậy dòm ngó thấy như bánh xe hồi hoa bỉ ngạn sâu xa, nội tâm một hồi chấn động. Luân hồi hoa bỉ ngạn, là ngày xưa mộ cung pháp bảo,
là vậy một đời luân hồi chi chủ, hao phí vô số tâm huyết tạo ra đồ, là chuẩn bị dùng để trang sức luân hồi vãng thế thư. Luân hồi vãng thế thư, thiên đế linh khiếp là hắn đồ đựng, luân hồi hoa bỉ ngạn là hắn đồ trang sức. Cái này luân hồi hoa bỉ ngạn, có thể không phải là đơn giản đồ trang sức đến luân hồi thư phía trên, còn có thể tăng lên luân hồi thư uy lực. Luân hồi thư nếu như có thể chế tạo ra tới, uy lực đã là long trời lở đất, thế nhưng một đời luân hồi chi chủ, cảm thấy như vậy còn chưa đủ, còn cần tiếp tục tăng lên. Luân hồi hoa bỉ ngạn, chính là từ trong ảo tưởng sáng tạo, dùng để đề thăng luân hồi thư uy lực đồ trang sức. Vậy một đời luân hồi chi chủ, dã tâm lớn, có thể tưởng tượng được. Như bánh xe hồi hoa bỉ ngạn uy lực, vậy có thể tưởng tượng được. Năm đó Tiêu Huyền Đình trốn tránh thời điểm, liền đem luân hồi hoa bỉ ngạn trộm ra ngoài, hóa thành bổn mạng của mình pháp bảo. Cái này luân hồi hoa bỉ ngạn, năm đó chế tạo thời điểm, còn bắt chước trung cực đạo thư tinh không bờ bên kia. Cho nên cái này một đóa hoa, có tinh không đạo thư uy lực. Hoa bỉ ngạn linh khí nổ tung, tinh không thần uy tràn ngập, từ không trung hạ xuống từng hạt tròn tinh không thần lôi, hội tụ thành lôi kiếp vậy, hung hăng đánh giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần ban đầu tấn thăng thiên huyền cảnh thời điểm, liền đụng phải những thứ này tinh không thần lôi, không nghĩ tới giờ phút này còn có thể gặp phải. Hơn nữa, Tiêu Huyền Đình phóng thích ra tinh không thần lôi, so với Diệp Thần ban đầu tấn thăng lúc gặp lôi kiếp, còn đáng sợ hơn được hơn. Trảm thiên cửu kiếm. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, vội vàng vận chuyển luân hồi huyết mạch, mở ra trảm thiên cửu kiếm, kiếm khí như thác vải vậy bay chém ra, đem vậy oanh tạc xuống tinh không thần lôi, từng kiếm một trảm phá, khó khăn cùng Tiêu Huyền Đình đối kháng. Thật ra thì bàn về thực lực tổng hợp mà nói, Diệp Thần so Tiêu Huyền Đình lợi hại. Nhưng, Tiêu Huyền Đình cái này pháp bảo, luân hồi hoa bỉ ngạn, uy thế chân thực quá mức khủng bố, áp chế gắt gao Diệp Thần, để cho hắn rơi xuống hạ phong. Thậm chí, còn có rơi xuống nguy hiểm. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là trì hoãn thời gian. Luân hồi hoa bỉ ngạn uy lực quá lớn, Tiêu Huyền Đình hiển nhiên vậy không chống đỡ được bao lâu, chỉ cần trì hoãn nữa, Diệp Thần thì có chuyển bại thành thắng cơ hội. Nhưng sợ là sợ ở đây, hắn kéo không được. Ở đó luân hồi hoa bỉ ngạn uy áp kinh khủng hạ, Kỷ Tư Thanh và Giang Mệnh Tâm cũng thừa nhận to lớn chèn ép, hai cô gái đều bị từng hạt tròn tinh không thần lôi, nổ ngã xuống đất. Tông chủ uy vũ, chung quanh rất nhiều kiếm tông các cường giả, rối rít vung cánh tay hô to ủng hộ. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, tất cả lên cho ta, làm thịt thằng nhóc này. Tiêu Huyền Đình tức giận, chỉ Diệp Thần, ra lệnh. Hắn biết dựa hết vào mình, chưa chắc có thể giết chết Diệp Thần, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Năm đó hắn trốn tránh mộ cung, cuối cùng là chột dạ, nếu là Diệp Thần truy cứu xuống, hắn cũng khó. Rất nhiều kiếm tông các cường giả, liền chuẩn bị giết ra. Cha, đủ rồi. Tiêu Nhất Nam sải bước ra, ngăn lại đám người, gắt gao bảo vệ Diệp Thần, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Huyền Đình. Chúng ta năm đó trốn tránh, phụ lòng luân hồi quá nhiều, người ngày hôm nay làm sao còn phải tổn thương luân hồi chi chủ. Tiêu Huyền Đình hừ một tiếng, nói, một nam, người tránh ra cho ta, người bị thằng nhóc này mê hoặc, hắn không tư cách trở thành bá chủ, chân chính bá chủ, chỉ có băng chi nữ hoàng. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Huyền Đình lại không để ý tự thân tiêu hao, liều mạng thúc dục luân hồi hoa bỉ ngạn, từng hạt tròn tinh không thần lôi, xen lẫn kinh khủng luân hồi uy thế, như thiên vũ như sao rơi xuống. Không! Cha, dừng tay đi! Tiêu Nhất Nam ánh mắt buồn bã, đột nhiên rút ra trọng xích, một kiếm mang võ tổ khí tượng, võ đạo uy thế nổ tung, hung hăng bổ về phía Tiêu Huyền Đình. Nghịch tử, ngươi! Tiêu Huyền Đình kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Nhất Nam sẽ đối với hắn ra tay, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một kiếm trẻ bay ra ngoài, cả người linh khí hỗn loạn, luân hồi hoa bỉ ngạn vậy phát ra nghẹn ngào thanh âm. Trong hư không, luân hồi hoa bỉ ngạn mang tới uy áp, thật to giảm bớt, liền tinh không thần lôi cũng dịu xuống một chút đi. Đi! Tiêu Nhất Nam ở đánh lui phụ thân sau đó, lập tức mang Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm ba người, thoát đi ra ngoài. Rất nhiều kiếm tông các cường giả, trố mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Tiêu Huyền Đình chính là kêu la như sấm, liền liền gầm thét, tức giận vạn phần. Ở Tiêu Nhất Nam dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm ba người,
rất nhanh liền chạy ra vận mệnh thiên trì, đi tới một cái an toàn tĩnh lặng địa phương. Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối còn ở bên trong. Diệp Thần khẽ cắn răng, muốn phải đi về. Đừng xung động, luân hồi chi chủ, cha ta hắn đã điên rồi, người nếu là bây giờ đi về, chắc là phải bị hắn giết chết. Tiêu Nhất Nam vội vàng ngăn lại Diệp Thần, thật ra thì hắn vậy lo lắng hắn phụ thân, nếu như quá độ sử dụng luân hồi hoa bỉ ngạn mà nói, sợ rằng sẽ làm khí huyết khô kiệt, thân tử đạo tiêu. Hôm nay hắn mang Diệp Thần thoát đi ra, cũng có là phụ thân tính toán ý. Diệp Thần nhớ tới luân hồi hoa bỉ ngạn khủng bố, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhưng niệm đến Cổ Vĩnh Tiêu, hắn cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, nói ta phải trở về, ta không thể để cho Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối, bị ngươi phụ thân giết chết. Tiêu Nhất Nam bận bịu ngừng Diệp Thần, nói, đừng xung động, luân hồi chi chủ, ta mang ngươi đi tới Đông Thần Điện, hôm nay cục diện này, chỉ có mời băng chi nữ hoàng ra mặt, mới khá phá cuộc. Diệp Thần trong bụng rét một cái, nói, ngươi muốn mời băng thần thiên tôn ra tay. Tiêu Nhất Nam nói, đúng vậy. Ta còn có một cái khác thân phận, chính là băng chi nữ hoàng linh thính giả, ta có thể cùng nàng câu thông. Diệp Thần nói, chỉ sợ băng thần thiên tôn ra tay, muốn trực tiếp giết ta. Tiêu Nhất Nam lắc đầu một cái, nói, sẽ không, băng chi nữ hoàng nhận luân hồi ân huệ, nàng sẽ không dễ dàng tổn thương ngươi, hôm nay chỉ có nàng ra tay, mới có thể ngăn lại ta phụ thân. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, quả nhiên cảm giác được lần đi tới Đông Thần Điện. Lại có chút cát tinh cao chiếu ý, tuy có chỗ hung hiểm, nhưng càng nhiều hơn chính là cơ duyên cùng tạo hóa. Vậy băng thần thiên tôn, đích xác là phá cuộc mấu chốt. Được, ta liền cùng ngươi đi tới Đông Thần Điện một chuyến. Diệp Thần lúc này gật đầu đáp ứng, lại hướng Kỳ Tư Thanh và Giang Mệnh Tâm nói. Tư Thanh, ngươi và Giang Tiểu Thư ở chỗ này chờ ta. Giang Mệnh Tâm nói, luân hồi chi chủ, ta mang Tư Thanh tỷ tỷ hồi nhà ta, hừ. Vậy Tiêu Huyền Đình quá ghê tởm, ta muốn triệu tập ta người của Giang ra tay, cùng hắn quyết tử chiến một trận cũng được. Tiêu Nhất Nam cảm giác sâu sắc không biết làm sao, nói, Giang tiểu thư, sự việc còn có Chu Toàn chỗ trống, không cần như vậy xung động. Giang Mệnh Tâm nói, các ngươi kiếm tông như vậy hèn hạ vô sỉ, còn có cái gì Chu Toàn chỗ trống. Tiêu Nhất Nam thở dài nói, à, tóm lại, chờ ta và Luân Hồi Chi Chủ, thấy băng chi nữ hoàng sau nói sau. Giang Mệnh Tâm hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ta bây giờ đi về rời cứu binh, ngươi nếu là ở tới Đông Thần Điện gặp phải nguy hiểm gì, ta Giang ra coi như liều mạng cá chết lưới rách, cũng không thể để cho tới Đông Thần Điện được như ý. Diệp Thần trong bụng cảm kích, nói, đa tạ. Tiêu Nhất Nam không biết làm sao, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Thỏa thuận xong, Giang Mệnh Tâm liền dẫn Kỳ Tư Thanh, trở lại gia tộc của nàng, chuẩn bị viện binh. Luân hồi chi chủ, mời. Tiêu Nhất Nam thì mang Diệp Thần, hướng tới Đông Thần Điện phương hướng chạy tới. Hôm nay thế cục nguy cấp, Cổ Vĩnh Tiêu tùy thời cũng có thể, bị Tiêu Huyền Đình giết chết, chỉ có mời băng chi nữ hoàng ra mặt, mới có phá cuộc có thể. Một đường bay vút, Diệp Thần đi theo Tiêu Nhất Nam, rất nhanh là đến tới Đông Thần Điện lãnh địa. Xa xa nhìn lại, từng ngọn băng tuyết mài rũa mà thành cung điện, mang sâm nghiêm lạnh lùng khí thế. Xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Bầu trời là xám mai màu sắc, vạn cổ tuyết bay nổi lên, cho tới bây giờ chưa từng trời tạnh. Nơi này chính là tới Đông Thần Điện, trong truyền thuyết băng thần thiên tôn lãnh địa, một cái quanh năm tuyết bay bao phủ, cho tới bây giờ không thấy được trời trong địa phương. Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam, đi tới Đông Thần Điện cửa. Chỉ gặp lối vào, có hai cái thị vệ trấn thủ, một người mặc áo đen, một người khác mặc quần áo đỏ. Vậy quần áo đen người gặp Tiêu Nhất Nam tới, lập tức khom người thi lễ, kêu lên, thiếu tông chủ. Một cái khác đồ đỏ người, chính là không nói một lời, nhìn về phía Tiêu Nhất Nam trong ánh mắt, mang vẻ địch ý, lại thấy Diệp Thần, trong mắt toát ra kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên nhận ra Diệp Thần thân phận. Diệp Thần gặp vậy đồ đỏ thị vệ, vạt áo trên in một đạo tấm thuẫn khắc hoa văn, cũng biết hắn là thuẫn tông người, cũng không phải là Tiêu Nhất Nam dưới quyền. Tới Đông Thần Điện phân kiếm tông và thuẫn tông, hai cái tông phái thế thành nước lửa, nội đấu 10 phần kịch liệt. Kiếm tông mặc áo đen, thuẫn tông mặc quần áo đỏ, tốt vô cùng phân biệt. Ta phải đi tổ điện gặp băng chi nữ hoàng, các ngươi tránh ra đi. Tiêu Nhất Nam nói. Ừ, vậy thị vệ quần áo đen nhìn xem Diệp Thần, trong mắt có chút chần chờ, nhưng vẫn là lập tức tránh ra,
đặc biệt tuân theo Tiêu Nhất Nam mệnh lệnh. Tiêu Nhất Nam gật đầu một cái, liền muốn mang Diệp Thần đi vào. Chậm! Nhưng lúc này, một cái khác đồ đỏ thị vệ, chính là ngăn trở ở hai người. Tiêu Thiếu Tông Chủ, người không thể mang người ngoài đi vào, đặc biệt là người này, vẫn là trong truyền thuyết. Luân hồi chi chủ. Vậy đồ đỏ thị vệ, nhìn Diệp Thần, ánh mắt không che giấu được kiêng kỵ cùng sợ hãi, nhưng hắn vẫn đủ thân đi ra ngăn trở. Diệp Thần từ hắn trong ánh mắt, thấy được kiên định tín ngưỡng. Đó là đối băng thần thiên tôn tín ngưỡng. Vì bảo vệ băng thần thiên tôn, cái này đồ đỏ thị vệ, không cho phép bất kỳ người ngoài bước vào tới Đông Thần Điện, miễn được quấy nhiễu băng thần trật tự. Ta có việc gấp muốn gặp nữ hoàng, các người Thuẫn Tông muốn ngăn trở ta, vậy thì kêu Thuẫn Thiên Sơn tự mình đi ra. Tiêu Nhất Nam thần sắc lạnh lùng, cũng không nói nhảm, một trưởng đánh ra, đánh lui vậy đồ đỏ thị vệ, liền mang theo Diệp Thần đi vào. Hai người vào được tới Đông Thần Điện, thẳng hướng tổ điện đi tới. Theo dọc đường, tất cả kiếm tông thị vệ, đều là để cho phải, cũng không có ngăn trở Tiêu Nhất Nam. Nhưng Thuẫn Tông bên này, thì là khắp nơi gây khó khăn. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, kiếm tông cùng Thuẫn Tông thủ oán, đã đến nước lửa không dung bước. Coi như coi thường hắn thân phận, Thuẫn Tông bên kia, cũng không khả năng cho đi, chính là muốn gây khó khăn Tiêu Nhất Nam. Tiêu Nhất Nam vậy không khách khí, cưỡng ép vượt qua ải, Thuẫn Tông bên kia đệ tử, nếu như dám cố ý ngăn trở, hắn liền trực tiếp giết chết, thủ đoạn đặc biệt tàn bạo. Diệp Thần cảm giác Tiêu Nhất Nam liền cùng biến thành người khác vậy, đối mặt Thuẫn Tông thời điểm, đặc biệt hung tàn thích giết chóc, đặc biệt nóng nảy, ra tay không chút lưu tình. Luân hồi chi chủ, để cho ngươi chê cười, Thuẫn Tông những cái kia tạp chủng, ngươi không thể khách khí với bọn họ, ngươi khách khí, bọn họ liền sẽ lấn áp ngươi. Tiêu Nhất Nam vậy cảm thấy được mình thất thố, bất đắc dĩ nói. Diệp Thần im lặng, thật ra thì hắn xem Thuẫn Tông các đệ tử, ánh mắt tín ngưỡng kiên định, cũng không phải là cái gì hung ác hạng người, chẳng qua là cho kiếm tông đạo không cùng, hai bên liền tàn sát lẫn nhau, chân thực khó phân ai đúng ai sai. Cái này thế gian sự việc, luôn là khó phân đúng sai, rất lâu, chỉ là lập trường không cùng. Kiếm tông muốn dùng nhanh nhất tốc độ, hồi phục băng thần thiên tôn thực lực, đi ngoại giới chinh chiến sát phạt, thành lập sự nghiệp phong công. Thuẫn Tông bên này, chính là bảo thủ rất nhiều, ở băng thần thiên tôn không có hoàn toàn nắm trong tay vận mệnh quy luật, trở thành vận mệnh chủ trước, bọn họ tuyệt chẳng muốn để cho băng thần thiên tôn rời núi mạo hiểm. Một đường đi tới tổ điện, truyền thuyết đó là băng thần thiên tôn hài cốt ngủ yên chi địa, cũng là băng thần ý chí hội tụ chỗ. Cả tòa tổ điện, hoàn toàn là băng cứng đúc thành, phía trên hiện đầy cổ xưa phiền phức phù văn, vô số tuyết bay còn quấn tổ điện phiêu vũ. Trong hư không ẩn nhiên lại có cầu vồng ngang trời, khí tượng khá là nguy nga. Ở tổ điện bốn phía, có mười mấy ông già trấn thủ, bọn họ đều là tới Đông Thần Điện cao cấp trưởng lão, kiếm tông và Thuẫn Tông số người mỗi người chiếm một nửa. Tất cả trưởng lão cửa, sớm cảm giác được thiên cơ, thấy Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam tới, kiếm tông trận doanh trưởng lão, lập tức khom người tránh ra. Thuẫn Tông mấy trưởng lão, chính là thần sắc âm trầm đứng dậy, ngăn ở tổ điện đóng chặt cửa trước mặt. Tránh ra. Tiêu Nhất Nam lạnh lùng nói. Tiêu Thiếu Tông Chủ, người là linh thính giả, người có thể vào tổ điện, nhưng luân hồi chi chủ không được. Một cái Thuẫn Tông trưởng lão, giọng nói âm trầm nói. Chớ ép ta động thủ. Tiêu Nhất Nam không nói nhảm, ánh mắt tàn bạo. Hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, chung quanh mấy cái kiếm tông trưởng lão, toàn bộ đi lên, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền muốn động thủ. Tuy nói kiếm tông các trưởng lão, cũng không gặp được đồng ý Diệp Thần, nhưng có tàn sát Thuẫn Tông cơ hội và mượn cớ, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua. Tại chỗ Thuẫn Tông các trưởng lão, không có một cái lùi bước, lên tiếng trước nhất trưởng lão kia, ánh mắt sắc bén, khí tức trầm ổn, nói, băng chi nữ hoàng trật tự, không thể bị người ngoài quấy nhiễu, luân hồi chi chủ, người nếu như thức thời, liền lập tức rời đi. Diệp Thần gặp cái này kiếm bạt nỗ trương tình cảnh, liền hướng Tiêu Nhất Nam nói, Tiêu huynh, người một mình đi gặp băng thần thiên tôn, ta ở bên ngoài chờ người cũng có thể. Tiêu Nhất Nam nói, không, luân hồi chi chủ, ta. Ta nếu là thấy băng chi nữ hoàng, sợ rằng liền lời cũng không dám nói, chỉ có ngươi, mới có thể cùng nàng trao đổi. Lúc nói lời này, Tiêu Nhất Nam giọng nói khẽ run, hiển nhiên là sợ hãi băng thần thiên tôn uy nghiêm. Chung quanh kiếm tông và Thuẫn Tông các trưởng lão, cũng không có ai cười nhạo hắn.
Bởi vì người người đều biết, băng thần thiên tôn là thần minh chí tôn, uy nghiêm cực kỳ khủng bố, người bình thường ở nàng trước mặt, liền dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Diệp thần trong lòng bừng tỉnh, thiếu chút nữa không để mắt đến người bình thường và thần linh chênh lệch. Muốn mời băng thần thiên tôn hạ xuống, ra tay phá cuộc mà nói, chỉ có thể là Diệp thần mở miệng thỉnh cầu, Tiêu Nhất Nam ở băng thần trước mặt, là nói đều nói không lanh lẹ. Chỉ có Diệp thần, mới có tư cách nhìn thẳng thiên đế chủ thần, bình đẳng trao đổi. Các vị Thuẫn Tông trưởng lão, xin cho đi, ta cùng băng thần có duyên phận, chỉ muốn gặp nàng một mặt, tuyệt sẽ không quấy rầy nàng trật tự. Diệp thần hướng tại chỗ Thuẫn Tông các trưởng lão, chắp tay nói. Hắn nói hắn cùng băng thần có duyên phận, cũng không phải là nói bậy, năm đó Tiêu Huyền Đình trốn tránh thời điểm, mang đi mộ cung đại lượng thiên tài địa bảo. Những thứ này thiên tài địa bảo, cuối cùng đều được băng thần thiên tôn hồi phục tài nguyên cùng chất dinh dưỡng. Cho nên nói, là Diệp thần trước mấy đời hy sinh, mang cho băng thần thiên tôn hồi phục hy vọng. Luân hồi chi chủ, ta không thể để cho ngươi tiến vào tổ điện, ngươi cần phải rời đi. Cầm đầu một cái Thuẫn Tông trưởng lão, thần sắc lạnh lùng, hội tụ linh khí trong trời đất, hóa ra một mặt hàn băng tấm thuẫn, vững vàng bảo vệ sau lưng tổ điện. Xem hắn hình dáng, hiển nhiên là dự định liều mạng cái mạng này, cũng phải ngăn trở Diệp thần tiến vào. Lão gia, ngươi lấy là ngươi thật có thể chống đỡ chúng ta. Tiêu Nhất Nam hừ một tiếng, trong mắt lộ ra lửa giận, rút ra sau lưng trọng xích, võ tổ đạo uẩn cháy, cực hạn võ đạo hơi thở nổ tung ra, liền muốn động thủ. Đủ rồi. Ngay tại lúc này, chỉ nghe một hồi tiếng hét phẫn nộ vang lên. Cả người hình cao lớn, mặt đầy râu màu vàng, lưng đeo một mặt to lớn băng thuẫn người đàn ông trung niên, sải bước từ đàng xa đi tới. Hắn ánh mắt như ưng chuẩn vậy sắc bén, quét nhìn toàn trường, làm người ta không lạnh mà run. Toàn trường Thuẫn Tông người đám người, thấy cái này lưng đeo băng thuẫn người đàn ông trung niên, lập tức khom người hỏi thăm sức khỏe, kêu lên, bái kiến tông chủ. Lúc đầu người trung niên này nam tử, chính là Thuẫn Tông tông chủ, Thuẫn Thiên Sơn. Diệp thần nhìn Thuẫn Thiên Sơn, liền cảm thấy người sau hơi thở, cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa trên mình tựa hồ có một cổ đặc thù hơi thở vần quanh, đó là thần linh chúc phúc hơi thở, là băng thần thiên tôn chúc phù hộ. Ở băng thần thiên tôn chúc phù hộ hạ, cái này Thuẫn Thiên Sơn sức chiến đấu, sợ rằng có thể cùng cao cấp tiên đế sánh bằng, 10 phần cường hãn, liền Diệp thần cũng không dám khinh thường. Tiêu Nhất Nam thấy Thuẫn Thiên Sơn tới, cũng là trong bụng rét một cái, ánh mắt lộ ra một hồi vẻ đề phòng. Thuẫn Thiên Sơn nhìn xem Tiêu Nhất Nam, lại nhìn xem Diệp Thần, chắp hai tay sau lưng, hướng chung quanh rất nhiều Thuẫn Tông người đám người nói, để cho bọn họ vào đi thôi. Thuẫn Tông đám người nghe được, đều cảm ngạc nhiên. Một cái trưởng lão nói, tông chủ, người muốn thả bọn họ đi vào. Vạn quấy dày liền băng chi nữ hoàng trật tự. Thuẫn Thiên Sơn ánh mắt sắc bén. Rơi vào Diệp thần trên mình, gần từng chữ một, ta dòm ngó gặp tương lai, luân hồi chi chủ, hoặc giả là giải quyết ma thiên đế ung thư mấu chốt, liền để cho hắn đi gặp nữ hoàng, ta muốn hắn sẽ trở thành là nữ hoàng con cờ, cuối cùng giải quyết hết ma thiên đế. Ma thiên đế, chính là thạch tượng quỷ sau lưng chủ nhân, ngày xưa cũ thần, được gọi là ma đạo ngọn nguồn, cũng là thiên ma tinh hải ảo tưởng linh cảm nguyên, thực lực đặc biệt khủng bố. Hắn bị băng thần thiên tôn chém chết. Hài cốt phong ấn mai táng ở Tuyệt Nhân Cốc. Vậy phiến Tuyệt Nhân Cốc, chính là vận mệnh thiên địa kinh khủng nhất đường cùng, không người dám can đảm đến gần. Ma thiên đế tuy vẫn, nhưng ý chí không tiêu tan, như một viên ung thư vậy, phụ thuộc vào ở vận mệnh thiên địa địa mạch phía trên. Nếu như ma thiên đế chưa trừ diệt mà nói, cái này phiến vận mệnh thiên địa, thủy chung là ẩn hàm to lớn tai họa ngầm. Thuẫn Thiên Sơn lời nói này, nói được đặc biệt thẳng trắng. Lại là muốn cầm Diệp thần làm con cờ, trừ ma thiên đế. Diệp thần sửng sốt một tí, âm thầm bấm ngón tay tính toán, vậy không coi là đến mình cùng ma thiên đế tới giữa, sẽ có cái gì dây dưa dễ má liên lụy. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy, ma thiên đế là ma đạo ngọn nguồn, nếu như có thể thu lấy hắn hài cốt, luyện hóa hấp thu, đem sẽ có thiên đại chỗ tốt. Nhưng ý niệm này, cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, không việc gì thực hiện có thể. Dẫu sao. Ma thiên đế là cũ thần thời đại cường giả, hắn hài cốt, năng lượng khí tức quá kinh khủng, so với bất hủ tôn long còn kinh khủng hơn rất nhiều, muốn luyện hóa hấp thu, cơ hồ không thể nào. Hiện tại đặt ở Diệp thần trước mắt, chuyện trọng yếu nhất, chính là thấy băng thần thiên tôn, mời nàng ra tay phá cuộc.
Ngươi chính xác ta đi gặp băng thần thiên tôn. Diệp thần nhìn Thuẫn Thiên Sơn, nói. Đúng vậy, nếu như ngươi không ngại trở thành con cờ. Thuẫn Thiên Sơn nói. Ha ha, có thể cầm ta làm con cờ, điều khiển ta vận mạng người, chỉ sợ thế gian vậy không mấy cái. Diệp thần cười lạnh nói. Như vậy, ngươi cứ việc đi gặp nữ hoàng cũng được. Thuẫn Thiên Sơn không có nói nhảm nữa cái gì, nghiêng người tránh ra. Tại chỗ Thuẫn Tông các cường giả, chố mắt nhìn nhau, vậy yên lặng tránh ra. Luân hồi chi chủ, chúng ta đi thôi. Tiêu Nhất Nam chau mày, biết Thuẫn Thiên Sơn trong lòng không ý tốt, nhưng đương thời giây phút, vậy không có lùi bước đạo lý. Diệp thần gật đầu một cái, lập tức hai người sải bước đi đến tổ trước cửa điện. Tiêu Nhất Nam đưa tay ra, đặt ở tổ điện trên cửa. Khách ầm ầm. Tổ điện cửa từ từ mở ra, nội bộ băng tuyết bao trùm, một tòa hàn tượng đá chắc thành pho tượng, xuất hiện ở Diệp thần trước mắt. Đó là băng thần thiên tôn pho tượng, uy nghi ung dung, khí chất tuyệt nhã, sau lưng linh khí nhô lên, băng tuyết thủy ải có tường, biến ảo thành một đôi hàn băng cánh hình dáng, mười phần lộng lẫy. Hắn và Tiêu Nhất Nam bước vào trong đại điện, sau lưng cửa phịch đích một tiếng, tự động đóng lại. Tội nhân Tiêu Nhất Nam, bái kiến băng chi nữ hoàng. Tiêu Nhất Nam nhìn băng thần thiên tôn pho tượng, hết sức lo sợ, quỳ xuống, tự xưng là tội nhân. Băng thần thiên tôn tín đồ, đều là tự xưng là tội nhân, bọn họ cho rằng mọi người sanh ra, liền mang theo nguyên tội, chỉ có thờ phượng băng thần thiên tôn, mới khá tha tội phi thăng. Luân hồi chi chủ, quỳ xuống đi. Tiêu Nhất Nam lại kéo kéo Diệp thần ống tay áo, để cho hắn quỳ xuống, nhưng Diệp thần cũng không có quỳ, vẫn là đứng tại chỗ, nhìn thẳng băng thần pho tượng. Nữ hoàng ân uy ở trên cao, xin ban cho tội nhân vô thượng vinh quang, đồng ý ta yết kiến ngài vĩ đại uy nghi. Tiêu Nhất Nam cúi đầu khấn cầu, thanh âm mười phần thành kính, và mới vừa ở bên ngoài vậy cổ cáu kỉnh thích xiết chóc hình dáng, lại lớn là không cùng. Diệp thần không nói gì, yên lặng đứng, chỉ chốc lát sau, liền cảm đến trong đại điện, băng tuyết gào thét, khí lạnh từng trận tập sát tới, hư không vậy dần dần vặn vẹo, trước mắt hoàn cảnh không ngừng biến hóa. Hoảng hốt tới giữa, Diệp thần liền phát hiện, mình đã tới một cái ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu thế giới. Mảnh thế giới này bên trong, bầu trời bay vút lên trước từng cái to lớn tuyết chim, sư thú, chim ưng, trên vùng đất chạy tuyết báo, cửu vĩ hổ, trắng lộc vân. Vân, linh khí dư thừa, sương mù hòa hợp, khí tượng mười phần nguy nga. Hắn và Tiêu Nhất Nam, đứng ở một phiến tuyết động thật dày phía trên, phía trước là một phiến đóng băng rừng cây. Một cô gái, mái tóc dài đạt tới eo, xích hai chân, cưỡi một đầu trắng lộc, chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Nàng da thịt như tuyết, mắt ngọc mày ngài, trên mặt từ đầu đến cuối mang biểu tình cười mỉa, mặc trên người trước nhàn nhạt tuyết sắc xiêm áo, như lụa mỏng vậy nông cạn, có thể mơ hồ thấy nàng uyển chuyển động lòng người dáng vẻ, gió thổi dậy sợi tóc của nàng, càng lộ vẻ được ôn nhu lưu luyến, như bên trong cung trăng tiên tử, tuyết quốc trung thần nữ. Tiêu Nhất Nam thấy cô gái này, sắc mặt bị sợ trắng bệch, lập tức quỳ sụp xuống đất, sợ hãi vạn phần, run rẩy khó hiểu, nói, gặp qua băng chi nữ hoàng. Lúc đầu cô gái này, lại chính là băng thần thiên tôn. Ở bên ngoài, Diệp thần thấy băng thần thiên tôn pho tượng, ung dung tuyệt nhã, uy nghi cao nhất, nhưng không nghĩ tới cái này băng thần thiên tôn chân nhân, lại là một cái bề ngoài như vậy nhu nhược tươi đẹp thiếu nữ. Thật bất ngờ, phải không? Thiếu nữ mỉm cười cười một tiếng, ngắm nhìn Diệp thần, tựa hồ xem thấu hắn tâm tư, nói. Là có chút. Diệp thần trầm mặc một hồi, liền đáp lại. Người ngoài lấy là ta bất cận nhân tình, lạnh lùng như hàn băng, thật ra thì đó là ta chứa, ha ha, ta còn không chấp trưởng băng thần quyền chuôi thời điểm, là một cái đại thế gia thiên kim tiểu thư, các trưởng bối cũng gọi ta chú ý đại tiểu thư lễ nghi, nhưng thực ta rất ghét những thứ này. Tên ta kêu Vũ Lăng Hoa, người có thể kêu ta Lăng Hoa. Băng thần ôn hòa cười nói, nàng tên chữ chính là kêu Vũ Lăng Hoa. Vũ Lăng Hoa, ừ, ta nhớ. Diệp thần gật đầu, liếc mắt nhìn xem Tiêu Nhất Nam, nhưng gặp người sau sắc mặt trắng bệch được dọa người, thân thể run run dữ dội hơn, đặc biệt là nghe văn băng thần tên thật sau đó, lại là thống khổ muốn chết, nghẹn ngào lên tiếng, cúi đầu đi, cơ hồ đều muốn chôn ở tuyết trong ruộng. Thần linh tên chữ, uy áp mạnh mãnh liệt, đối người bình thường mà nói, không thua gì ngũ lôi oanh. Lên đây đi, chúng ta trò chuyện một chút.
Vũ Lăng Hoa hướng Diệp Thần vẫy vẫy tay, thái độ là 10 phần khách khí. Ừ. Diệp Thần không do dự, lập tức phi thân nhảy lên Vũ Lăng Hoa cưỡi trắng lộc, liền ngồi ở nàng phía sau, hai tay nhưng có chút không chỗ sắp đặt. Lạc Lạc, ôm eo ta đi. Vũ Lăng Hoa cười duyên một tiếng, nói. Ừ. Diệp Thần theo bản năng ôm nàng eo thon chi, vào tay một hồi dịu dàng, tâm thần nhất thời hơi rung động, vội vàng mắt nhìn mũi, cái mũi xem tim, coi giữ đạo tâm, miễn cho ra hiện cái gì dao động. Hắn biết, nơi này là Vũ Lăng Hoa lãnh địa, hơi lơ là mà nói, rất có thể phải bị nàng mê muội. Vũ Lăng Hoa thổi một cái huýt sáo, cưỡi trắng lộc, mang Diệp Thần đi trong rừng rậm chạy đi. Tiêu Nhất Nam sợ hãi không chạng, vậy không dám thở ơ, hoảng vội vàng đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngã đuổi theo đi. Hắn ở thế giới bên ngoài, là kiếm tông thiếu tông chủ, quyền cao chức trọng, nhưng ở chỗ này, hắn bất quá là băng thần thiên tôn nô bộc. Luân hồi chi chủ, ừ, ta hay là gọi ngươi Diệp Thần đi, có thể không? Vũ Lăng Hoa cưỡi trắng lộc, tiến vào rừng rậm sau đó, liền thả chậm tốc độ, ở rừng cây gian bước chậm, quay đầu hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần có thể cảm nhận được và băng thần thiên tôn đến gần, thậm chí vậy mang đặc thù nhàn nhạt nhang. Có thể. Diệp Thần đáp lại. Ừ, Diệp Thần, thật ra thì ta muốn giết ngươi. Vũ Lăng Hoa cười nói. Hung ác như vậy lời nói, từ nàng vậy cười yếu ớt xinh đẹp trên gò má nói ra, để cho được Diệp Thần cũng là một hồi kinh ngạc, cái gì? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết là ta truyền nhân, ngươi và nàng thù oán không nhỏ, thật ra thì ta có nghĩ tới. Là nàng ra mặt, đem ngươi giết. Vũ Lăng Hoa cười nói. Vậy ngươi vì sao không ra tay? Diệp Thần siết chặt chặt Vũ Lăng Hoa eo, nói. Lạc Lạc, bởi vì ta không có tuyệt đối chắc chắn, hơn nữa nếu là cùng các ngươi luân hồi trận doanh, xé rách ra mặt, Nhâm Phi Phàm sẽ không bỏ qua ta. Hôm nay Nhâm Phi Phàm thực lực, đã ở trên ta. Vũ Lăng Hoa đầu tiên là cười một tí, rồi sau đó lại là thật sâu than thở. Nhắc tới Nhâm Phi Phàm thời điểm, giọng nói bên trong tràn đầy hâm mộ kiêng kỵ ý, lại là bội phục. Diệp Thần trong đầu nghĩ, Nhâm tiền bối còn đang bảo vệ trước ta. Vũ Lăng Hoa lại nói, hơn nữa, ngươi cũng đã nói, ngươi cùng ta có duyên, ta năm đó bước vào vận mệnh thiên địa, muốn thay đổi mình vận mệnh, kết quả bị đà đế cổ thần ngăn trở, cuối cùng tiếc nuối thất bại, chết bỏ mình. Ta chỉ còn lại một chút ý chí bất diệt, vốn là tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng sau đó dựa vào mộ cung thiên tài địa bảo, khôi phục thực lực liền rất nhiều, hôm nay chín thần bên trong, hẳn là ta khôi phục thực lực được nhanh nhất, cũng là ta mạnh nhất, cái này cũng muốn nhờ có ngươi kiếp trước, ta làm sao có thể giết ngươi. Năm đó Tiêu Huyền Đình, từ mộ cung trốn tránh, mang đi đại lượng thiên tài địa bảo. Những thứ này thiên tài địa bảo, đều được Vũ Lăng Hoa khôi phục thực lực chất dinh dưỡng. Chín thần bên trong, nàng khôi phục thực lực được nhanh nhất. Hôm nay cũng là mạnh nhất tồn tại. Nàng nhận luân hồi ân huệ, dĩ nhiên là không thể lại tùy tiện tổn thương Diệp Thần, nếu không nhân quả thiếu nợ quá lớn, nàng trả lại không rõ, còn có lưng đeo tội nghiệt nguy hiểm. Diệp Thần nói, ngươi nếu như muốn đa tạ ta, vậy thì giúp ta một chuyện. Hắn nhất nhớ nhung, chính là cổ vĩnh tiêu an nguy. Vũ Lăng Hoa dòm ngó hôm nay cơ hội, dĩ nhiên là biết được hết thảy, cười nói, ta biết, ngươi muốn ta ra tay, giúp ngươi phá cuộc. Giải cứu Cổ Vĩnh Tiêu. Nhưng, Cổ Vĩnh Tiêu người này, chính là ngày xưa giết thiên đế, ngươi muốn ta xuất thủ cứu hắn, có thể cho ra chút máu, coi như ngươi ngày xưa đối với ta có ân, cũng không thể để cho ta dùng lớn như vậy nhân quả tới trả lại. Nếu như Diệp Thần là muốn giải cứu người bình thường, vậy Vũ Lăng Hoa liền trực tiếp ra tay. Nhưng Diệp Thần phải cứu người, thân phận chân thực quá đặc thù, quá trọng yếu, danh tiếng cũng quá lớn. Cổ Vĩnh Tiêu sống chết vận mệnh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến không không lúc nào không tương lai cách cục. Trọng đại như vậy nhân quả, Vũ Lăng Hoa cũng không khỏi không thận trọng suy xét, nàng nhất định phải Diệp Thần trả tiếp ra điểm giá phải trả. Cần ta cầm ra cái gì tiền đặt cuộc? Diệp Thần nhướng mày một cái, nhưng trong lòng cũng biết, muốn giải cứu Cổ Vĩnh Tiêu mà nói, tuyệt không phải chuyện dễ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Không cần ngươi cầm ra cái gì tiền đặt cuộc, ta cũng không phải là dạ mẫu. Không cần gì giao dịch, ta chỉ cần ngươi thông qua ta khảo nghiệm. Vũ Lăng Hoa cười nói. Cái gì khảo nghiệm? Diệp Thần trong lòng căng thẳng, biết Vũ Lăng Hoa khảo nghiệm, tuyệt đối là vô cùng khó khăn, nhưng vì giải cứu Cổ Vĩnh Tiêu, hắn tự nhiên sẽ không lùi bước. Tiếp theo 7 ngày thời gian,
Thuẫn tông người sẽ đuổi giết ngươi. Lại qua 2 ngày, ta còn sẽ đem ta truyền nhân Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, từ Vạn Khư bên trong tiếp đón xuống. Ngươi nếu có thể thoát khỏi bọn họ đuổi giết, kiên trì 7 ngày không chết, coi như ngươi thắng. Ngươi nếu có thể thắng, ta cái gì đều tùy ngươi. Nhưng ngươi như thua, ngươi lại phải chết nha, cũng không nên trách ta vô tình, đây là ngươi lựa chọn. Vũ Lăng Hoa cười nói. Diệp Thần trong lòng run lên, từ Vũ Lăng Hoa nụ cười bên trong, hắn cảm nhận được liền một chút sát cơ lạnh như băng. Vũ Lăng Hoa thật muốn giết hắn, nhưng sợ hãi Nhâm Phi Phàm uy nghiêm, không liền trực tiếp động thủ. Cho nên, nàng bày ra cái này khảo nghiệm. Nếu như Diệp Thần khảo nghiệm không qua, đó cũng là hắn lỗi do tự mình gánh, Nhâm Phi Phàm không có báo thù đạo lý. Lăng Hoa cô nương, người thật đúng là giỏi tính toán. Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, nhìn Vũ Lăng Hoa vậy thanh thuần động lòng người gương mặt, lại có loại nhìn một con rắn độc vậy cảm giác. Lạc Lạc, như nhau, người muốn mượn tay ta, vì người phá cuộc, cũng không phải tính toán rất khá sao. Đáng tiếc, ta không thích đừng người mưu hại ta. Vũ Lăng Hoa cười dịu dàng, ngắm nhìn Diệp Thần, mảnh khảnh bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn gò má, rồi sau đó hôn môi hắn một tí. Bầu trời màu xám, nơi tuyết, rừng rậm, trắng lộc, cái này một tí hôn, hình ảnh thật là như mộng như ảo. Hậu phương Tiêu Nhất Nam thấy được, ngẩn ngơ, rồi sau đó hoảng vội vàng cúi đầu, không dám lại xem. Diệp Thần vậy không khách khí, vuốt Vũ Lăng Hoa cằm, cũng ác tàn nhẫn hôn nàng một tí. Nói, ngươi nói ta nếu là thông qua khảo nghiệm, ngươi cái gì cũng theo ta. Vũ Lăng Hoa quyến rũ cười một tiếng, nói, đúng vậy, nhưng chỉ sợ ngươi khảo nghiệm thất bại, thân tử đạo tiêu, vậy cũng không oán ta được. Diệp Thần con ngươi híp lại, ha ha cười một tiếng, trong lòng suy nghĩ, Thuẫn Tông người, hơn nữa Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, đuổi giết ta 7 ngày, ta chỉ cần chịu đựng qua 7 ngày, liền coi là thông qua khảo nghiệm, đích xác có chút hung hiểm, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể mạo hiểm. Hắn nhớ tới Thuẫn Tông Tông chủ Thuẫn Thiên Sơn, đây chính là đủ để cùng cao cấp tiên đế sánh ngang nhân vật, tuyệt không thể khinh thường. Mà Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hạ xuống nói, khẳng định không phải là một thân một mình, tất nhiên sẽ mang theo Vạn Khư cao thủ, cũng là khó đối phó vô cùng. Thật may, cái này khảo nghiệm, cũng không phải là muốn Diệp Thần đánh bại bọn họ, chỉ cần tránh được đuổi giết, còn sống xuống, chính là thông qua, vậy vẫn là có quá quan có thể. Diệp Thần liền ôm Vũ Lăng Hoa eo, nói. Được, ta liền tiếp nhận ngươi khảo nghiệm. Nhưng, cái này 7 ngày thời gian. Vũ Lăng Hoa nói, yên tâm, cái này 7 ngày thời gian, ta sẽ để cho Tiêu Huyền Đình dừng tay, sẽ không lại tổn thương vậy Cổ Vĩnh Tiêu chút nào, chỉ chờ ngươi cuối cùng khảo nghiệm kết quả. Ha ha, ngươi nếu là đánh bại, không chỉ là ngươi phải chết, vậy Cổ Vĩnh Tiêu, còn có Kỳ Tư Thanh, đều phải chết. Nói xong lời cuối cùng. Vũ Lăng Hoa ánh mắt bên trong, ý định giết người hiện lên, cái này cổ sát cơ lạnh như băng, cùng nàng thanh thuần gương mặt, 10 phần không tương xứng, làm người ta rợn cả tóc gáy. Nàng đã sớm muốn thay đổi mình vận mệnh, đáng tiếc năm đó bị đà đế cổ thần ngăn trở, cuối cùng thất bại. Nếu có thể giết chết Kỳ Tư Thanh, chiếm đoạt vận mệnh linh khí, nàng thì có lần nữa sửa đổi vận mạng có thể. Lăng Hoa cô nương, người thật đúng là lòng dạ ác độc sao? Diệp Thần cười một tí, bóp nặn Vũ Lăng Hoa vậy dịu dàng gương mặt trắng noãn, nội tâm nhưng là 10 phần ngưng trọng. Nếu không đâu, thật lấy là ta cái này băng thần quyền bính, là trên trời rơi xuống tới sao? Vũ Lăng Hoa cười duyên nói. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng biết nàng có thể trở thành băng thần, muốn đến năm đó vậy trải qua rất nhiều gặp nhiều trắc trở trắc trở. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, muốn trở thành là chí cao thần minh, cũng không biết muốn đạp bể nhiều ít hài cốt. Tiêu Nhất Nam, ngươi là muốn cùng Luân Hồi Chi Chủ cùng nhau, tiếp nhận khảo nghiệm sao? Ta xem qua tương lai, ngươi tương lai và hắn cùng nhau cứu võ tổ, muốn đến ngươi là dự định phản bội ta, lần nữa quy thuận Luân Hồi trận doanh. Vũ Lăng Hoa quay đầu nhìn về Tiêu Nhất Nam, mỉm cười nói. Tiêu Nhất Nam hù được hồn phi phách tán, quỳ xuống đất run run nói, không dám, không dám, tội nhân nguyện vĩnh sinh đi theo băng chi nữ hoàng, thành lập cao nhất phong công nghiệp bá. Vũ Lăng Hoa cười nói thôi, ngươi dậy đi, ngươi liền đi theo Luân Hồi Chi Chủ bên người, nếu không vận mệnh thiên địa lớn như vậy, hắn chạy thoát thân cũng không biết trốn nơi nào, há chẳng phải là gai gâu. Ta không thể quá khi dễ người, bàn tay khẽ vuốt ve trắng lộc dừng bước lại. Nàng lại hướng Diệp Thần nói,
Diệp Thần, ngươi đi thôi, chỉ cần ngươi có thể chống nổi 7 ngày không chết, liền coi là ngươi thắng. Hư không hỗn loạn, ở Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam sau lưng, xuất hiện một miếng cửa không gian. Diệp Thần trong đầu nghĩ, Thuẫn Tông Tông chủ Thuẫn Thiên Sơn nói qua, băng thần thiên tôn có thể sẽ lợi dụng ta, cầm ta làm con cờ, diệt trừ ma thiên đế viên này ung thư, nhưng nàng không có đề cập tới, không biết có gì dự định. Hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều, liền gật đầu một cái, chắp tay hướng Vũ Lăng Hoa tạm biệt, Lăng Hoa cô nương, vậy ta đi, như ta có thể chống nổi 7 ngày không chết, ta muốn ngươi gia nhập ta luân hồi trận doanh, trở thành ta đồng minh. Vũ Lăng Hoa cưỡi ở trắng lộc trên, hình dáng ôn nhu mà thanh thuần, phía sau là băng thiên tuyết địa, càng lộ vẻ cho da trần không nhiễm, nghe Diệp Thần mà nói, nàng cười dịu dàng nói, ngươi nếu có thể thông qua khảo nghiệm, đừng nói trở thành đồng minh của ngươi, ta chính là làm ngươi lò đều có thể. Nói xong lại hướng Diệp Thần chớp chớp mắt, hơi có chút dí dỏm hình dáng. Diệp Thần tâm thần rung động, nhưng chợt lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa, mang Tiêu Nhất Nam, xuyên qua vậy cửa không gian, trực tiếp rời đi. Hai người rời đi băng thần thế giới, lần nữa trở lại tổ điện ra. Hô hô hô, phong tuyết đầy trời, một phiến sâm nghiêm. Tới đông thần điện phía trên bầu trời, lơ lửng một đạo to lớn hư ảnh, đó là băng thần thiên tôn bóng người, uy nghiêm, mênh mông, vô địch, ngàn vạn băng tuyết vần quanh, sau lưng một đôi băng tuyết cánh hơi vũ động, thiên địa làm run rẩy, vũ trụ thời không tựa như đều phải đông. Toàn bộ vận mệnh thiên địa, cũng có thể thấy băng thần thiên tôn hư ảnh. Tất cả người, cũng có thể cảm nhận được băng thần thiên tôn ý chí. Thiên cơ tràn ngập, tất cả mọi người đều biết, Diệp Thần và băng thần thiên tôn ước định. Như Diệp Thần thông qua khảo nghiệm, thì băng thần thiên tôn quy thuận luân hồi trận doanh, trở thành Diệp Thần đồng minh, thậm chí là lò. Như Diệp Thần thất bại, thì luân hồi bỏ mình, Kỷ Tư Thanh và Tiêu Nhất Nam, Giang Mệnh Tâm các người, cũng sẽ gặp bị liên lụy chết đi. Tổ ngoài điện, từng cái Thuẫn Tông cường giả, im lặng không lên tiếng, đem Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam bao vây lại. Đạp 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 đạp, toàn bộ tới đông thần điện các nơi, tất cả Thuẫn Tông cường giả, vậy từ bốn phương tám hướng chạy tới. Kiếm Tông người đám người, chính là chố mắt nhìn nhau, yên lặng lui về phía sau chạy đi. Băng thần thiên tôn muốn giết Diệp Thần, bọn họ tự nhiên không dám chống lại băng thần ý chí, cho dù Tiêu Nhất Nam vậy đứng ở Diệp Thần bên kia. Thoáng chốc tới giữa, trên trời dưới đất, chi chít, khắp nơi đều là Thuẫn Tông cường giả, bọn họ đem Diệp Thần đường lui, hoàn toàn phong kín. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, liền toàn bộ vận mệnh thiên địa không gian, cũng bị phong tỏa ở, không cách nào thoát thân. Điều này hiển nhiên là băng thần thiên tôn bút tích. Nàng muốn để Diệp Thần lưu lại nơi này phiến vận mệnh thiên địa, tiếp nhận nàng khảo nghiệm. Luân hồi chi chủ, không cần cùng 7 ngày, ta ngày hôm nay thì phải ngươi táng thân ở chỗ này. Cả người hình to lớn, dài mặt đầy râu màu vàng đại hán, sải bước bước ra, ánh mắt như điện vậy bắn thẳng đến trước Diệp Thần. Chính là Thuẫn Tông Tông chủ Thuẫn Thiên Sơn. Hắn chậm rãi cầm xuất thân sau lưng đeo băng thuẫn, phịch đích một tiếng, rơi thuẫn thành trận. Một cái nghiêm ngặt băng trận lá chắn pháp, liền đem Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam bao phủ ở. Cái này băng trận lá chắn pháp, mơ hồ cùng bầu trời băng thần thiên tôn hư ảnh đồng tình, khí tượng muôn vàn, xâm nghiêm khí lạnh thấu xương. Luân hồi chi chủ, chúng ta có thể đi chưa xong. Ở nơi này cực hạn khí lạnh dưới sự kích thích, Tiêu Nhất Nam cũng là tỉnh táo lại, cắn răng, rút ra sau lưng trọng xích, nhìn Thuẫn Thiên Sơn và chung quanh chi chít Thuẫn Tông các cường giả. Nếu như hắn còn có thể chỉ huy Kiếm Tông người, có lẽ có thể đột phá ra ngoài. Nhưng Kiếm Tông các cường giả, rõ ràng không dám chuyến nước đục này. Một cái Kiếm Tông trưởng lão nói, Thiếu Tông chủ, luân hồi chi chủ đã là hẳn phải chết, người mau trở lại, chớ theo hắn chôn theo. Thuẫn Thiên Sơn nói, Tiêu Thiếu Tông chủ, người tránh ra đi, ta chỉ giết luân hồi chi chủ, không giết ngươi. Tiêu Nhất Nam ánh mắt run lên, nói, không, lần thi này nghiệm. Ta cùng luân hồi chi chủ đồng sanh cộng tử. Tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên huy động trọng xích, sử dụng loạn phi phong kiếm pháp, hung hăng hướng Thuẫn Thiên Sơn chém tới. Ở hắn xuất kiếm ngay tức thì, Diệp Thần vậy là đặc biệt ăn ý, sử dụng luân hồi thiên kiếm, võ cực đạo thư vần quanh, một kiếm chém điên cuồng ra. Hai người cũng có thể nhìn ra, Thuẫn Tông vòng vây bên trong, Thuẫn Thiên Sơn là mạnh nhất một vòng, cũng là đột phá mấu chốt.
chỉ cần có thể đánh lui Thuẫn Thiên Sơn, là có thể chạy ra khỏi chỗ này. Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam Sử, đều là võ tổ tuyệt học, đặc biệt là Diệp Thần kiếm, còn mang võ cực đạo thư uy nghiêm, kiếm khí lăn lăn như nước thủy triều, sát phạt đặc biệt ác liệt. Ta có băng chi nữ hoàng che chở, các ngươi điểm này tu vi, chỉ sợ còn không đả thương được ta. Thuẫn Thiên Sơn hừ một tiếng, giơ lên trong tay băng thuẫn, ngăn cản ở trước người. Chanh! Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam kiếm khí, chém ở đó băng trên lá chắn mặt, chém ra hai đạo sâu đậm dấu vết, như rãnh vậy, băng vụn văng khắp nơi, nhưng cũng không có thể chân tránh phá vỡ băng thuẫn, càng không có thể làm bị thương Thuẫn Thiên Sơn chút nào. Nếu như là vậy tình huống, Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam hợp lực, đủ để đem phổ thông tiên đế giết chết. Nhưng hiện tại, Thuẫn Thiên Sơn có băng thần thiên tôn cao nhất chúc phù hộ, cả người linh khí dâng trào, hắn băng thuẫn bảo vệ, căn bản không phải hai người có thể đột phá. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, vậy cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Thuẫn Thiên Sơn trên mình che chở hơi thở, rõ ràng so mới vừa rồi hùng hồn nhiều, điều này hiển nhiên là băng thần thiên tôn bút tích, nàng chính là muốn giết chết Diệp Thần, không hề muốn Diệp Thần ung dung thông qua khảo nghiệm. Băng chi nữ hoàng ân uy, không cho tiếm quyền, luân hồi chi chủ, Tiêu Thiếu Tông chủ, các ngươi đều phải vì các ngươi lỗ mãng, trả giá thật lớn. Thuẫn Thiên Sơn ánh mắt ác liệt, kiên định được như nhất tín đồ trung thành, hắn sải bước ra, trong tay to lớn băng thuẫn, trên tấm thuẫn các loại hoa văn ánh sáng tách thả ra, linh khí nổ tung, tiên đế uy nghiêm dâng trào, hung hăng hướng Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam vỗ tới. Xem hắn vậy bá đạo uy thế, cái này băng thuẫn nếu là chụp thực, sợ rằng có thể đem Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam, trực tiếp đánh thành thịt nát. Long đằng mệnh tinh, mở. Luân hồi long quyền. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần đột nhiên mở long đằng mệnh tinh, cả người long khí nổ, huyết long gào thét gầm thét, bao trùm ở nắm đấm của hắn trên. Hắn một quyền đánh giết ra, mang luân hồi lực, cương mãnh vô cùng, hung hăng đánh vào Thuẫn Thiên Sơn băng trên lá chắn. Rắc rắc, rắc rắc, băng thuẫn tan vỡ. Diệp Thần quả đấm, vậy đồng thời truyền ra bể thanh âm, xương cốt vỡ vụn, máu tươi thấm vào, đem vậy băng thuẫn cũng nhiễm đỏ, bước chân lảo đảo lui về phía sau hai bước. Thuẫn Thiên Sơn lui về sau ba bước, khen, không hổ là luân hồi chi chủ, quả nhiên là hung mãnh. Cái này một tí va chạm, lại là Diệp Thần thoáng chiếm thượng phong. Chung quanh Thuẫn Tông cường giả, còn có kiếm tông mọi người, thấy một màn này, đều là kinh hãi. Diệp Thần lực lượng, quả nhiên là hung mãnh vô cùng, long đằng mệnh tinh mở dưới, lại vẫn có thể áp chế tiên đế. Nếu như Thuẫn Thiên Sơn không có băng thần che chở nói, chỉ sợ sớm đã bị Diệp Thần một quyền đánh chết. Bất quá, vậy đến đây chấm dứt, ngươi lực lượng tuy hung mãnh, nhưng cũng không thể kéo dài. Thuẫn Thiên Sơn nắm chặt băng thuẫn, tiến lên trước một bước, vốn là đã bể băng thuẫn, lại lần nữa tu bổ, vung thuẫn hướng Diệp Thần vỗ tới. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, nghiêng người tránh. Thuẫn Thiên Sơn nói không sai, hắn long đằng mệnh tinh mở, mặc dù hung mãnh, nhưng cũng không thể kéo dài như vậy nữa, hắn sớm muộn phải bại. Vừa lúc đó, trên trời truyền tới một hồi hung mãnh linh khí chập chờn, chỉ gặp một cái áo bào đen người đàn ông trung niên, xé rách hư không, từ trời cao hạ xuống. Lại là kiếm tông tông chủ, Tiêu Huyền Đình. Thuẫn Thiên Sơn, ngươi làm mưa làm gió, có thể có hỏi qua ta không? Tiêu Huyền Đình cười nhạt, cả người kiếm khí nổ tung, như một con chim ưng vậy, từ chân trời nổ bắn ra xuống, hướng Thuẫn Thiên Sơn đánh chết đi, kiếm khí gào thét, nhất thời liền đem Thuẫn Thiên Sơn ép được từng bước lui về phía sau. Cha! Tiêu Nhất Nam thấy Tiêu Huyền Đình tới, nhất thời kinh hãi. Tiêu Huyền Đình, ngươi làm sao tới? Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm băng chi nữ hoàng ý chí? Thuẫn Thiên Sơn sắc mặt trầm xuống, nhìn thẳng Tiêu Huyền Đình. Mơ hồ cảm thấy không đúng. Băng thần thiên tôn muốn giết Diệp Thần, Tiêu Huyền Đình không có ngăn trở đạo lý. Diệp Thần cũng là 10 phần bất ngờ, nhìn về phía Tiêu Huyền Đình, bỗng nhiên tới giữa, giật mình trong lòng, cảm thấy ở Tiêu Huyền Đình trên mình, có một cổ đặc thù nhân quả chập chờn. Lại có thể cùng cổ Vĩnh Tiêu có liên quan. Không đúng, đây không phải là Tiêu Huyền Đình, khả năng này là cổ Vĩnh Tiêu tiền bối chế tạo ảo ảnh. Diệp Thần trong lòng toát ra một cái ý niệm, nhất thời rợn cả tóc gáy. Chỉ nghe Tiêu Huyền Đình vui vẻ cười to, nói ta không phải muốn vi phạm nữ hoàng ý chí, ta là chuẩn bị trước hết giết ngươi, lại đi chu diệt luân hồi, ha ha ha,
tiêu diệt luân hồi công lao lớn, cũng không thể bị các ngươi Thuẫn Tông đoạt đi. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Huyền Đình khua kiếm chém liên tục, từng cái tiên đế kiếm khí cuồng như vậy giết ra, như sóng như nước thủy triều vậy hướng Thuẫn Thiên Sơn bổ đi. Thuẫn Thiên Sơn không biết làm sao, đành phải giơ lên băng thuẫn ngăn cản. Là cơ hội, đi. Diệp Thần gặp Thuẫn Thiên Sơn bị kéo ở, chính là cách thời cơ mở, lập tức mang Tiêu Nhất Nam, đi bên ngoài bay đi. Thuẫn Tông cường giả muốn ngăn trở, nhưng không có Thuẫn Thiên Sơn chấn giữ, căn bản không người có thể ngăn cản Diệp Thần. Đừng để cho bọn họ chạy. Thuẫn Thiên Sơn tức giận, cuồng uống, lại sử dụng một kiện pháp bảo, chính là một hạt châu, kêu băng thần Thiên Châu, phía trên còn quấn các loại băng thần chúc phúc hơi thở. Băng thần Thiên Châu vừa ra, khoáng đạt chúc phúc linh khí, liền bao phủ toàn trường, để cho được rất nhiều Thuẫn Tông các cường giả, khí thế tăng lên gấp bội. Thuẫn Thiên Sơn sắc mặt, chính là hơi trắng bệch, hiển nhiên thúc giục cái này băng thần Thiên Châu, đối hắn tự thân tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Ở băng thần Thiên Châu chúc phúc hạ, từng cái Thuẫn Tông cường giả, nhất thời như sói như hổ, kêu giết truy đuổi đánh ra. Thuẫn Thiên Sơn hít sâu một hơi, trong tay băng Thuẫn hung hăng một chụp, vỗ vào trước mặt Tiêu Huyền Đình trên mình. Ra dữ liệu, cái này một chụp lại có thể đánh trúng, nhưng cũng không có truyền tới máu gì thì tiếp xúc cảm giác. Ngược lại tốt giống như là vỗ chúng liền không khí. Chỉ gặp Tiêu Huyền Đình thân thể, tại chỗ đổi được hư ảo, chợt như bọt nước vậy tiêu tán. Đây là, ảo thuật. Đáng chết, là giết thiên đế. Thuẫn Thiên Sơn thấy một màn này, nhất thời tức giận dị thường, lại là sợ hãi bộ dạng sợ hãi. Hắn biết mới vừa đối mặt mình Tiêu Huyền Đình, thật ra thì cũng không phải là bản thể, mà là một đạo ảo ảnh. Một đạo ảo ảnh, lại có thể như vậy chân thực. Này chỉ có thể là giết thiên đế Cổ Vĩnh Tiêu bút tích. Cái này thế gian, trừ Cổ Vĩnh Tiêu bên ngoài, không có cái người thứ hai, có thể chế tạo ra như thế chân thật ảo ảnh. Xa xa, vận mệnh thiên chỉ cạnh. Cổ Vĩnh Tiêu đã từ trong hồ đi ra, đứng ở một cây đại thụ hạ, một tay nặn quyết, một cái con mắt trái đã hóa thành đỏ tươi, con người hình dáng như vạn hoa đồng, khí tượng xâm nghiêm. Chính là hắn, lợi dụng ảo thuật, chế tạo ra Tiêu Huyền Đình hình dáng. Chiếu đến tới Đông Thần Điện bên trong, là Diệp Thần kéo lại Thuẫn Thiên Sơn. Chân chính Tiêu Huyền Đình, đang đứng ở hắn bên người. Ở tiếp xúc tới băng thần Thiên Tôn ý chí sau đó, Tiêu Huyền Đình đã ngưng bất kỳ thương tổn gì cử động, chỉ là canh chừng Cổ Vĩnh Tiêu, không để cho hắn chạy khỏi. Hết thảy, đều phải cùng 7 ngày sau, Diệp Thần có thể hay không thông qua băng thần Thiên Tôn khảo nghiệm, lại làm quyết đoán. Giết Thiên Đế, người đang lợi dụng ta. Tiêu Huyền Đình nhìn Cổ Vĩnh Tiêu con mắt trái dị tượng, nhất thời cảm giác được tất cả, da mặt tràn đầy không có gì sánh kịp ngưng trọng. Cổ Vĩnh Tiêu chỉ khôi phục một con mắt, mắt phải còn không khôi phục, nhưng chỉ là một con mắt, là có thể chế tạo ra kinh khủng như vậy ảo ảnh, đơn giản là điên đảo càn khôn, làm được Tiêu Huyền Đình cũng là vô cùng chấn động. Ta giúp ngươi, ngươi cũng không muốn ngươi con trai bị Thuẫn Tông người giết chết chứ. Cổ Vĩnh Tiêu thần sắc sửng dưng, thu hồi ảo thuật, bình tĩnh nói. Hừ, cùng 7 ngày sau, vậy tiểu tử không thông qua khảo nghiệm, chính là ngươi ngày rỗ. Tiêu Huyền Đình hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến, bàn tay khẽ động, Cổ Vĩnh Tiêu dưới chân, liền nổi lên một cái kiếm trận. Hắn sớm đã đem Cổ Vĩnh Tiêu vây khốn, chỉ cùng khảo nghiệm kết quả cuối cùng. Nếu như Diệp Thần thất bại, hắn liền sẽ không chút do dự, đem Cổ Vĩnh Tiêu giết chết. Cổ Vĩnh Tiêu gương mặt trầm tĩnh, tựa hồ đã đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Tiêu Huyền Đình nhìn hắn biểu tình bình tĩnh, trong lòng khó hiểu có chút phát mao, luôn cảm giác nếu là Diệp Thần thất bại vẫn diệt, cái này Cổ Vĩnh Tiêu, liền sẽ bùng nổ, kéo hắn lấy mạng đổi mạng vậy. Lúc này, Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam, chạy trốn tới Đông Thần Điện ra, Thuẫn Tông rất nhiều các cường giả, ở phía sau đuổi giết. Còn có Thuẫn Thiên Sơn, ở kích phá ảo ảnh sau đó, cũng là tức giận vạn phần đuổi giết đi ra, thế cục 10 phần nguy cấp. Diệp Thần, ta tới giúp ngươi. Lúc này, chân trời truyền tới một hồi quát mắng tiếng, lửa cháy mạnh hơi thở nổ tung. Chỉ gặp Kỳ Tư Thanh như lửa thần hạ xuống vậy, từ xa thiên phóng tới. Nàng trên mình, còn quấn hỏa thần Thiên Tôn hơi thở, còn có vận mệnh phép tắc uy nghiêm. Từng tia vận mệnh phép tắc linh khí, hóa thành từng cái xích thần, ở trên người nàng vần quanh chấp động, đặc biệt nguy nga, nàng liền giống như là vận mạng nắm giữ, chí cao vô thượng vận mệnh nữ thần. Ở lưng nàng trên xương sống,
ngọn lửa hơi thở hội tụ, hóa thành một đôi to lớn nóng rực chu tước cánh, thoáng vung lên động, liền che khuất bầu trời, nguy nga tới cực điểm. Oanh! Kỷ Tư Thanh hai cánh một miếng, ùn ùn kéo đến lưu diễm, giống như lưu tinh hỏa vũ vậy gào thét xuống. À à à! Trên mặt đất, rất nhiều thuẫn tông cường giả, gặp phải Kỷ Tư Thanh lửa cháy mạnh đạp chết, nhất thời hét thảm lên. Thuẫn tông sùng bái băng thần, cũng là tu luyện hệ băng thuật pháp, vừa vặn bị Kỷ Tư Thanh hỏa diễm thuật CMN chế. Ở đó ngập trời liệt hỏa gào thét hạ, không thiếu thuẫn tông cường giả, tại chỗ liền bị đốt thành kiếp bụi. Bất quá, thuẫn tông cao thủ như mây, đang hy sinh một nhóm người sau đó, còn có chi chít người đám người, như nước thủy triều như biển vậy đuổi giết đi lên. Vù vù, bầu trời bên trong, dâng lên một viên lạnh như băng tinh thần, đó là thuẫn tông hạch tâm pháp bảo, băng thần Thiên Châu. Ở nơi này viên băng thần Thiên Châu chiếu rọi xuống, Kỷ Tư Thanh ngọn lửa uy nghiêm, nhất thời bị áp chế xuống, trong thiên địa nhiệt độ giảm xuống, thuẫn tông áp lực lớn giảm. Vận mạng tiếm quyền người, người dám bảo vệ luân hồi, ta liền liền ngươi vậy cùng nhau giết. Một đạo uy mãnh bóng người, đạp phá hư không, phá giết tới, chính là Thuẫn Thiên Sơn. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Kỷ Tư Thanh, mang vô hạn sát khí. Kỷ Tư Thanh được gọi là vận mệnh chủ, nhưng ở hắn trong mắt, chỉ là một tiếm quyền người. Chân chính vận mệnh chủ, vận mệnh nữ thần, hẳn là băng thần thiên tôn. Ở Thuẫn Thiên Sơn cuồng bạo tiên đế uy áp hạ, Kỷ Tư Thanh hơi thở, tiến một bước bị áp chế. Tư Thanh tỷ tỷ, đây là, ở Kỷ Tư Thanh sau lưng, lại có một từng đạo thần quang phóng tới. Một người cầm đầu, chính là Giang gia tiểu thư Giang Mệnh Tâm. Ở Giang Mệnh Tâm phía sau, đủ có mấy trăm người, toàn bộ là Giang gia hạch tâm tinh nhuệ. Bé gái, người Giang gia còn dư lại bao nhiêu người, người còn dám tới chịu chết. Thuẫn Thiên Sơn thấy Giang Mệnh Tâm người đám người đến, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bảo vệ vận mệnh, dù chết không tiếc. Giang Mệnh Tâm khẽ cắn răng, động thân đứng ở Kỷ Tư Thanh trước mặt. Bảo vệ vận mệnh, dù chết không tiếc. Toàn trường tất cả Giang gia các cường giả, cũng là hô to kêu gào, bảo vệ Kỷ Tư Thanh. Giang Mệnh Tâm phải bảo vệ, là Kỷ Tư Thanh, nhưng gián tiếp vậy đến giúp liền Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, người đi trước, ta tới ngăn lại bọn họ. Diệp Thần nói, không, phải đi cùng đi. Tịch Diệt Thiên Thư, cho ta trấn áp. Diệp Thần cũng không có ném xuống Kỷ Tư Thanh một mình thoát đi, mà là đột nhiên sử dụng một phiến trang sách. Vậy phiến trang sách, phơi bày mờ tối màu sắc, phía trên còn quấn vô số kiếp nạn hơi thở, tràn đầy hủy diệt năng lượng ba động, chính là Tịch Diệt Thiên Thư. Cái này Tịch Diệt Thiên Thư, là thần thích tụng đời điển chương thứ 8, đã đặc biệt đến gần cuối cùng tinh không bờ bên kia. Diệp Thần ở trước đây không lâu, liền đem Tịch Diệt Thiên Thư một trang cuối cùng, cùng tất cả kiếp bụi toàn bộ dung hợp luyện hóa. Chỉ bất quá, cái này Tịch Diệt Thiên Thư, đến gần trung cực, khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố, hắn luyện hóa sau đó, vậy không sử dụng qua, bởi vì lo lắng tiêu hao quá lớn và cắn trả. Giờ khắc này, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, trực tiếp sử dụng Tịch Diệt Thiên Thư. Tịch Diệt Thiên Thư vừa ra, thoáng chốc tới giữa, cuồng bạo khí tức hủy diệt nổ, ở lăn lăn hủy diệt kiếp nạn bên trong, lại lộ ra một cổ Phật quang. Phật quang ngất trời, mang ích dịch vạn ma uy áp, mất đi chư thiên, chợt như thác vải vậy chút xuống. Thác nước Phật quang thủy thiên, như lăn lăn ngân hà rủ xuống, để cho được toàn trường Thuẫn Tông các cường giả, cũng cảm nhận được liền một cổ uy áp kinh khủng. Lại là, Tịch Diệt Thiên Thư. Thuẫn Thiên Sơn nhìn vậy một phiến Phật quang cùng tai nạn hội tụ trang sách, cũng là cảm thấy trước đó chưa từng có khủng bố. Hắn đã sớm nghe nói qua, Diệp Thần pháp bảo rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới, Diệp Thần lại còn nắm trong tay Tịch Diệt Thiên Thư. Trang sách này vừa ra, vậy cổ kinh khủng mất đi uy áp, liền Thuẫn Thiên Sơn cũng cảm nhận được nguy hiểm, liên tiếp lui về phía sau, thúc giục băng thần Thiên Châu hộ thể. Rắc rắc sát, ở Tịch Diệt Thiên Thư uy áp hạ, hắn băng thần Thiên Châu, lại có thể xuất hiện từng tia vết rách. Tựa như liền chí cao vô thượng băng thần, đều không cách nào ngăn trở Tịch Diệt Thiên Thư sát phạt. Đi! Diệp Thần một trang Tịch Diệt Thiên Thư, áp chế toàn trường, nhưng cũng không có ham chiến, lập tức mang Kỷ Tư Thanh, Tiêu Nhất Nam, Giang Mệnh Tâm, còn có Giang gia rất nhiều các cường giả rút lui. Tịch Diệt Thiên Thư uy áp tản đi, nhưng tại chỗ Thuẫn Tông người đám người cửa, đều là người người sợ hãi, thất hồn lạc phách, không ít người đã sớm ở kinh khủng kia mất đi uy áp hạ,
hóa thành thịt nát. Đáng chết, chẳng lẽ chỉ dựa vào một trang tịch diệt thiên thư, sẽ bị vậy tiểu tử tránh được ta Thuẫn Tông đuổi giết. Thuẫn Thiên Sơn cắn răng nghiến lợi, căm hận không dứt. Lúc này, chân trời kim quang nhô lên, mơ hồ hiện ra một phiến cung khuyết hư ảnh. Đó là Vạn Khư Thần Điện khí tượng. Ngay sau đó, một cái mang mặt nạ hộ pháp giả xoa, mang hàng ngàn hàng vạn vạn khư cường giả, chậm rãi từ bầu trời hạ xuống. Vạn khư người tới. Thuẫn Thiên Sơn thấy vậy rất nhiều vạn khư cường giả, trong bụng ngạc nhiên mừng rỡ. Xa xa, Diệp Thần đoàn người, thoát đi ra Thuẫn Thiên Sơn đuổi giết, trong lòng đang là vui duyệt, nhưng bỗng nhiên thấy bầu trời vạn khư khí tượng, tất cả người đều là kinh hãi. Người này là, Phù Đồ Huyền, không đúng. Hắn không phải là bị ta giết chết sao? Diệp Thần con người có rúc lại, nhìn bầu trời bên trong, cầm đầu hộ pháp giả xoa, đó lại là Phù Đồ Huyền. Hắn nhớ, Phù Đồ Huyền đã bị mình giết chết, thậm chí liền võ cực đạo thư, cũng bị hắn cướp đoạt lại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, giờ khắc này, Phù Đồ Huyền lại có thể dẫn rất nhiều vạn khư cường giả, từ trên trời hạ xuống. Đúng rồi, Phù Đồ Huyền là không không thời không cường giả. Thậm chí là Đà Đế Thiên Tông thập đại giả xoa một trong, này đám nhân vật, trừ phi đem hắn tất cả thời gian tuyến, xóa bỏ toàn bộ, nếu không là không giết chết. Diệp Thần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, liền biết. Không không thời không cường giả, sinh mệnh lực đều vô cùng ương ngạnh, bọn họ có thể vô hạn sống lại, chỉ cần còn có thời gian tuyến tồn tại. Cái này Phù Đồ Huyền, tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn bị Diệp Thần giết chết, chỉ là hiện tại điều này thời gian tuyến chết. Hắn còn có thiên thiên vạn vạn cái thời gian tuyến, căn bản không có thể như thế đơn giản sẽ chết đi. Vốn là, vậy không không thời không cường giả, hạ xuống đến thế giới hiện thật sau đó, bị thực tế phép tắc hạn chế, một khi chết, liền không có cách nào sống lại, vô cùng nguy hiểm. Ví dụ như tử thần giáo đoàn hạ sáu tiệc hộ pháp, chết sau đó, liền hoàn toàn chết đi, cơ hồ không có lại sống lại khả năng, trừ phi là có thông thiên đại có thể, nghịch chuyển thời gian sông dài. Đem bọn họ từ đi qua thời gian sông dài bên trong, lần nữa mò ra, nhưng giá phải trả to lớn. Nhưng, Phù Đồ Huyền sau lưng, là Vạn Khư Thần Điện, là Vũ Hoàng Cổ Đế, cùng tương lai Đà Đế Cổ Thần hơi thở tương thông. Ở Vũ Hoàng Cổ Đế Cổ Thần huyết mạch dưới sự che chở, hắn cho dù người ở thế giới hiện thật, cũng có vô hạn sống lại có thể, vô cùng lợi hại. Dĩ nhiên, như vậy vô hạn sống lại, cũng không phải là không có giá phải trả. Mỗi một lần tử vong, cũng sẽ cho tự thân đạo tâm, mang đến nghiêm trọng vết thương. Những thứ này đạo tâm vết thương, không ngừng tích lũy, liền sẽ tạo thành to lớn mài mòn. Mài mòn chất đống dưới, đủ để cho người sống sờ sờ đau khổ mà chết. Cho nên, cái gọi là vô hạn sống lại, cuối cùng chỉ là lý luận. Trên thực tế, không người nào có thể làm được vô hạn sống lại, mỗi lần tử vong đều sẽ có nghiêm trọng giá phải trả. Phù Đồ Huyền đáp xuống, tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm lạnh lùng gương mặt, thần sắc so trước kia nhiều hơn một chút che lấp, đó là tử vong mang tới mài mòn cùng mệt mỏi. Hắn đi tới Thuẫn Thiên Sơn trước mặt, nói tại hạ Vạn Khư Phù Đồ Huyền, bị băng thần thiên tôn cảm cho đòi, đặc biệt tới tương trợ Quý Tông, đuổi giết luân hồi chi chủ. Thuẫn Thiên Sơn vui vẻ nói, đa tạ, đa tạ. Lại hỏi, không biết Ngạo Tuyết tiểu thư ở nơi nào? Hắn biết. Phù Đồ Huyền chỉ là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết dưới quyền. Chỉ có Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, mới là băng thần thiên tôn chân chính truyền nhân. Ở bên ngoài, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết không phải Diệp Thần địch thủ. Nhưng ở chỗ này, nàng có thể được băng thần thiên tôn cao nhất ban phúc, đủ để áp chế Diệp Thần. Phù Đồ Huyền nói, Ngạo Tuyết tiểu thư huyết mạch đặc thù, nàng còn cần điểm thời gian chuẩn bị, đại khái hai ngày sau mới có thể chân chính hạ xuống. Thuẫn Thiên Sơn nhướng mày một cái. Lại gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta liên thủ đánh ra, tốt nhất ở Ngạo Tuyết tiểu thư hạ xuống trước, đem Diệp Thần vậy tiểu tử giết chết. Phù Đồ Huyền gật đầu một cái, thần thức thả ra, nhanh chóng tràn ngập ngàn vạn dặm, lập tức liền bắt được Diệp Thần chỗ, hi hi cười lạnh một tiếng, nói, vậy tiểu tử cướp đi ta võ cực đạo thư, ta sẽ để cho hắn hối hận. Trong lúc nói chuyện, Phù Đồ Huyền vung tay lên, trên bầu trời rất nhiều vạn khư thần điện các cường giả, lập tức phong tỏa Diệp Thần hơi thở. Hóa thành từng đạo thần quang, như sao rơi hướng Diệp Thần bay tập kích đi. Động thủ. Thuẫn Thiên Sơn vẫy tay hét ra lệnh, để cho dưới quyền Thuẫn Tông người, dốc toàn bộ ra. Có vạn khư trợ giúp,
hắn có tuyệt đối lòng tin, trấn áp Diệp Thần. Suy, suy. Một khắc sau, Thuấn Thiên Sơn và Phù Đồ Huyền hai người, cũng là tự mình điều động, hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng, bạo cướp đi. Xa xa, Diệp Thần gương mặt hơi trắng bệch, hắn mới vừa vận dụng tịch diệt thiên thư, linh khí tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, lúc này đối mặt Vạn Khư cùng Thuẫn Tông liên hiệp vây giết, nhất thời rơi vào hiểm cảnh. Chỉ gặp trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, Vạn Khư thần điện cùng Thuẫn Tông các cường giả, hơi thở hung hãn, như nước thủy triều như biển vậy đuổi giết tới đây. Hư không ở chấn động, quanh mình linh khí nổ, quy luật dao động. Bảo vệ luân hồi. Kỷ Tư Thanh một tiếng quát mắng, Chu Tước kiếm sử dụng, cả người lửa cháy mạnh nổ tung, sau lưng lần nữa huyễn hóa ra một đôi ngọn lửa cánh, cuồng bạo lửa trời hơi thở phóng lên cao, xen lẫn từng luồng số mệnh mây tía, che khuất bầu trời, khí tượng mười phần nguy nga. Và Tư Thanh tỷ tỷ sóng vai tác chiến. Giang Mệnh Tâm cũng không nói nhảm, mang dưới quyền người của Giang ra đám người, đứng ở Kỷ Tư Thanh bên người, đối kháng tới địch. Luân hồi chi chủ, người trước hay là đi thôi, chỉ cần chống nổi 7 ngày, liền coi là chúng ta thắng. Tiêu Nhất Nam nhìn Diệp Thần một mắt, rồi sau đó kiên quyết nâng kiếm bước ra, cùng phía trước liều chết xông tới Vạn Khư Thuẫn Tông các cường giả, kích đánh nhau. Trong thoáng chốc, đại chiến đỉnh dậy. Vạn Khư, Thuẫn Tông, Kỷ Tư Thanh, Giang gia, Tiêu Nhất Nam các người, hoàn toàn hỗn chiến với nhau, tình cảnh khá là hỗn loạn. Diệp Thần bị Kỷ Tư Thanh các người, bảo vệ ở nhất trung tâm. Hắn hiện tại có hai cái lựa chọn, hoặc là lưu tại chỗ, cùng hơi thở khôi phục, sau đó gia nhập chiến đấu. Hoặc là lập tức rời đi, né tránh đuổi giết, chờ đợi 7 ngày thời gian trôi qua. Chính quyền nhận định để gặp, phương xa hư không, bỗng nhiên có hai đạo thần mang, như sấm vậy hướng Diệp Thần sâu từng giết tới. Là Thuẫn Thiên Sơn và Phù Đồ Huyền. Hai người đều là hàng đầu cường giả, nhưng giờ khắc này, lại là liên thủ đánh ra, đồng loạt hướng Diệp Thần lướt đi. Diệp Thần bốn phía, là Giang gia rất nhiều cường giả, nhưng bọn họ căn bản không ngăn được Thuẫn Thiên Sơn và Phù Đồ Huyền. Thuẫn Thiên Sơn và Phù Đồ Huyền, liền như hai đạo lợi kiếm, thế như trẻ tre, dễ như bớn, đột phá trùng trùng cường giả bảo vệ, trong nháy mắt liền giết tới Diệp Thần trước mặt. Thằng nhóc, dám cướp ta võ cực đạo thư, ta muốn ngươi cầm mệnh trả lại. Phù Đồ Huyền thần sắc hung tàn hết sức, một chưởng đánh phía Diệp Thần đầu. Luân hồi chi chủ, nhận mệnh đi, băng chi nữ hoàng muốn giết ngươi, ngươi vừa có thể trốn đi nơi nào. Thuẫn Thiên Sơn gương mặt lạnh lùng, trong tay cầm to lớn nặng nề băng thuẫn, cũng là hung hăng đập về phía Diệp Thần thân thể. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh kinh hãi, muốn cứu viện, nhưng vậy không còn kịp rồi. Thuẫn Thiên Sơn và Phù Đồ Huyền liên thủ giết hại, coi như là phổ thông tiên đế, đều phải bị bọn họ nhất kích giết chết, huống chi là thiên huyền cảnh ba tầng thiên Diệp Thần. Đại hoang thâu thiên thuật. Diệp Thần biết không có thể cứng rắn đụng, nguy cấp bên trong, sử dụng đại hoang thâu thiên thuật, đem sau lưng trăm dặm không gian, lập tức toàn bộ trộm mất, người liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Oanh! Thuẫn Thiên Sơn và Phù Đồ Huyền đánh giết, nhất thời rơi vào khoảng không, cuồng bạo thế công, toàn bộ oanh ở trên mặt đất, đánh được động đất đáng, bản khối rạn nứt, nhưng cũng làm bị thương Diệp Thần chút nào. Cái gì? Thuẫn Thiên Sơn ra mặt run lên, nhìn xem ngoài trăm dặm Diệp Thần, lại không nghĩ rằng Diệp Thần còn có này cùng né tránh thân pháp. Vốn là hắn và Phù Đồ Huyền tấn công, khí thế hung mãnh, phong tỏa thiên địa không gian, Diệp Thần không cách nào chạy khỏi. Nhưng, Diệp Thần nhưng lợi dụng đại hoang thâu thiên thuật, đột phá phong tỏa, tránh thoát công kích của bọn họ. Đại hoang thâu thiên thuật, này các loại bí pháp, ta xem ngươi có thể sử dụng mấy lần. Phù Đồ Huyền hừ một tiếng, ngược lại cũng thong thả, lập tức sải bước bay vút, hướng Diệp Thần đuổi giết. Thuẫn Thiên Sơn vậy vội vàng đi theo lên. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, chỉ có thể đi về trước phi độn đi. Hắn đại hoang thâu thiên thuật, có thể phạm vi nhỏ thuấn di, nhưng muốn đột phá toàn bộ vận mệnh thiên địa phong tỏa, chạy tới ngoại giới đi, nhưng là tuyệt đối không thể. Dẫu sao vận mệnh thiên địa phong tỏa, là băng thần thiên tôn tự tay bố trí, nàng là thật muốn đem Diệp Thần, vây chết ở chỗ này. Thuẫn Thiên Sơn và Phù Đồ Huyền, hai đại cường giả đuổi giết, để cho Diệp Thần bội cảm áp lực. Dưới áp lực to lớn, Diệp Thần suy diễn thiên cơ, hy vọng có thể tìm được phương pháp phá cuộc, trong sâu thẳm, còn thật cho hắn thấy được một chút sức sống. Ồ! Diệp Thần có chút bất ngờ,
dọc theo cái này sinh cơ hơi thở, đi về trước bay vút. Một đường bay vút, Diệp Thần nhưng cảm thấy không khí chung quanh, dần dần đổi được kiềm chế, hoàn cảnh đổi được tối xuống, bầu trời hiện ra khói mù, khắp mọi nơi âm phong gào thét. Lại bay vút chốc lát, một cái sâu thẳm thung lũng, lộ ra tử vong cùng bóng tối hơi thở, ma sương mù tràn ngập, quỷ bí hơi thở bao phủ, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Thung lũng lối vào, đứng sừng sững một khối đá bia, vậy trên tấm bia đá, bất ngờ khắc ba cái màu máu chữ to. Tuyệt nhân cốc, vận mệnh thiên địa kinh khủng nhất đường cùng. Diệp Thần ngây ngẩn, hắn lấy mà sống cơ hội hơi thở chi địa, sẽ là cái gì động thiên phúc địa, nơi nào nghĩ đến lại là tuyệt nhân cốc. Chẳng lẽ nói, bước vào tuyệt nhân cốc, là có thể thoát khỏi đuổi giết, thành công phá cuộc sao? Nhưng vấn đề là, cái này tuyệt nhân cốc, nhưng mà vận mệnh thiên địa đáng sợ nhất địa phương, là ngày xưa ma thiên đế hải cốt mai táng chi địa. Trong truyền thuyết ma đạo ngọn nguồn, thế gian vị thứ nhất nghịch thiên đại ma, xuất xứ từ mãi mãi ma thiên đế, hắn hải cốt, liền mai táng ở chỗ này. Cho dù là băng thần thiên tôn, năm đó chém chết ma thiên đế sau đó, cũng không cách nào nghiền diệt ma thiên đế hải cốt, chỉ có thể đem phong ấn ở tuyệt nhân cốc bên trong. Cái này tuyệt nhân cốc, vậy là tuyệt đối tử địa, không có bất kỳ sinh mạng nào cùng linh khí tồn tại, chỉ có chết cùng kiềm chế. Vạn cổ tới nay, vận mệnh thiên địa bên trong, phàm là lơ là bước vào tuyệt nhân cốc người, cũng không có mới đi ra qua, truyền thuyết bọn họ đều bị ma thiên đế cắn nuốt. Ma thiên đế, lại bị gọi là thần nguyền rủa. Truyền thuyết hắn là giữa trời đất viên thứ nhất sinh ra ung thư, hắn có tiến hóa cố ý ma thần có thể, nhưng ở tiến hóa trước, liền bị băng thần thiên tôn giết chết. Đời sau sinh ra tâm ma chủ, ký túc ở luân hồi cùng vận mệnh quy luật tới giữa, cũng là một viên lớn ung thư, hắn linh khí ngọn nguồn, thật ra thì chính là ma thiên đế. Tâm ma chủ nếu như thành thần, đó chính là tâm ma thần. Diệp Thần ngắm nhìn tuyệt nhân cốc, nhất thời cảm thấy kinh khủng nguyền rủa hơi thở. Như khói độc vậy gào thét tới, hắn đạo tâm, thậm chí cũng xuất hiện một chút dao động, tựa như gặp phải tâm ma tập kích vậy. Thật may, Diệp Thần tim gông xiềng, đã sớm chặt đứt, hắn sẽ không lại bị tâm ma ảnh hưởng, thoáng hít sâu một hơi, tâm thần liền chấn định lại. Chỗ này, thật đúng là tà môn. Diệp Thần lui về phía sau hai bước, lẩm bẩm nói. Thằng nhóc, ngươi còn có thể trốn tới chỗ nào? Phía sau, phù đồ huyền lông mày đảo thụ. Khí thế như điên vậy đuổi giết tới. Luân hồi chi chủ, trước mặt chính là tuyệt nhân cốc, người không đường có thể trốn. Thuẫn Thiên Sơn cũng là lớn bước phóng tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa như đang nhìn một cổ thi thể. Diệp Thần phía sau, chính là tuyệt nhân cốc, truyền thuyết vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả tiến vào, cũng chỉ có lâm vào là ma thiên đế thức ăn kết quả, phải bị sống sờ sờ nuốt ăn cắn nát, sống không bằng chết. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần đã không có đường lui, chỉ có thể đối mặt cái chết. Diệp Thần nhìn Phù Đồ Huyền và Thuẫn Thiên Sơn đến, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Nếu như trực diện cái này hai người, hắn chỉ có chết. Nếu như bước vào tuyệt nhân cốc, vậy chỉ sợ cũng là chết, thậm chí so chết còn thảm. Này, các ngươi nếu là muốn giết ta, vậy thì vào đi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên xoay người, sải bước xông vào tuyệt nhân cốc bên trong. Hắn suy diễn thiên cơ, mơ hồ dò ngó gặp ở tuyệt nhân cốc bên trong, còn có một đường sinh cơ, chưa chắc thật sẽ chết. Cái gì? Thấy Diệp Thần vào tuyệt nhân cốc, Thuẫn Thiên Sơn và Phù Đồ Huyền đều là kinh hãi. Thằng nhóc này, thật không sợ chết sao? Thuẫn Thiên Sơn rất chấn động, hắn một mực sống ở vận mệnh thiên địa bên trong, tự nhiên biết cái này tuyệt nhân cốc đáng sợ. Cho dù là băng thần thiên tôn, hôm nay cũng không dám lại vào tuyệt nhân cốc. Sợ gặp phải ma thiên đế hơi thở ô nhiễm. Chỗ này, có thể nói là tuyệt đối tử địa, liền thần đô muốn tránh lui 90 dặm địa phương. Nhưng Diệp Thần, lại có thể cứ như vậy tiến vào. Chúng ta truy đuổi. Phù Đồ Huyền khẽ cắn răng, tuy cũng nghe qua tuyệt nhân cốc truyền thuyết, nhưng lại không muốn lúc này buông tha, liền muốn đuổi giết đi vào. Người muốn truy đuổi liền mình truy đuổi, ta không đi, ta không muốn chết. Thuẫn Thiên Sơn lắc đầu một cái. Cầm trong tay băng Thuẫn, thu về, không có lại đuổi giết Diệp Thần ý. Phù Đồ Huyền thấy Thuẫn Thiên Sơn bộ dáng kia, vô hình một hồi rợn cả tóc gáy, càng cảm thấy cái này tuyệt nhân cốc đáng sợ. Hắn hừ một tiếng, cũng chỉ tốt dừng lại ở bước chân, trong đầu nghĩ, cùng Ngạo Tuyết tiểu thư tới, nàng tự nhiên có biện pháp đi vào. Lập tức, Phù
Phù Đồ Huyền liền cùng Thuẫn Thiên Sơn cùng nhau, thủ ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Thần bên này. Diệp Thần vào Tuyệt Nhân Cốc, lập tức liền cảm thấy từng trận âm phong, như đao vậy thổi qua tới, trong không khí tràn đầy âm trầm khói mù, hoàn cảnh chung quanh mơ hồ, tựa như bao phủ một tầng bụi bẩm, không thấy được một chút hoa cỏ cây cối dấu vết, chỉ có một phiến phiến lởm chởm vặn vẹo quái thạch. Nơi này chính là Tuyệt Nhân Cốc. Diệp Thần tim đập khó hiểu tăng nhanh, mơ hồ tới giữa, có thể bắt được Tuyệt Nhân Cốc chỗ sâu, hàng loạt ma khí năng lượng ba động, làm người ta nghẹt thở. Bốn phía sương mù phong tỏa, hắn đã không thấy được lúc đi vào hậu đường, vậy không thấy được con đường phía trước. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, vận công điều tức, dự định trước khôi phục mình linh khí nói sau. Cái này Tuyệt Nhân Cốc, khắp nơi đều là khói mù cùng ma sương mù. Thiên địa linh khí hiện đầy dơ bẩn cùng tạp chất, không cách nào hấp thu. Nhưng Diệp Thần luân hồi huyết mạch, có thể tự động khôi phục năng lượng, vậy không cần thiên địa linh khí bổ sung, hắn nghỉ ngơi chốc lát, tự thân linh khí liền khôi phục rất nhiều. Vì phòng ngừa ma khí cùng dơ bẩn ăn mòn, Diệp Thần lại sử dụng Kim Trương Thần Ấn, bảo vệ tự thân. Cái này Kim Trương Thần Ấn, là Nham Thần Thiên Tôn lưu lại tổ khí pháp bảo, hơn nữa không có một chút hư hại dấu hiệu, vô cùng lợi hại. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, vẫn không thể hoàn toàn phát huy Kim Trương Thần Ấn uy lực, nhưng phải dùng tới bảo vệ tự thân, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Ở Kim Trương Thần Ấn dưới bảo vệ, chung quanh ma khí năng lượng, cũng không có thể ô nhiễm đến Diệp Thần. Diệp Thần trong đầu nghĩ, ta chỉ cần ở chỗ này chống nổi 7 ngày thời gian, há chẳng phải là liền thắng. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, chỗ này sương mù dày đặc phong tỏa, ma khí tràn ngập, ta coi như thắng. Thì như thế nào có thể đi ra ngoài? Hống, hống. Đang suy nghĩ lúc đó, Diệp Thần chợt nghe phương xa, truyền tới từng trận như có như không, thật thấp trầm trầm, như đoạn như tiếp theo tiếng gào. Thứ gì? Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, liền cảm thấy lòng đất chấn động, một cổ xưa hung hãn hơi thở, không ngừng nổi lên. Oanh! Hạ một sát, mặt đất nứt ra. Một đạo tràn đầy cổ xưa ý vị tiếng gầm gừ, đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, là một đạo ngập trời màu máu ánh sáng, phóng lên cao. Suy rồi. Màu máu ánh sáng ngất trời, lại là đem không gian cũng xé, một chút xíu máu loãng như mưa sa nghiêng vẩy xuống, hiện ra kinh khủng hơi thở. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một đầu to lớn quái vật, vắt ngang ở chân trời. Vậy con quái vật, chừng trăm trượng to lớn, đầu sói thân người, sau lưng chiều dài cánh rơi vậy thịt cánh, thoáng một miếng động. Liền nổi lên hung mãnh cương phong, cắn nát mây mù, cát bay đá chạy, đặc biệt khủng bố. Đây là, thạch tượng quỷ. Diệp Thần nhìn cái này con quái vật, con người hơi có giúp một cái, nhất thời liền nhận ra, đó lại là Ma Thiên Đế đã từng là thú cưỡi, thạch tượng quỷ. Thạch tượng quỷ vốn là bá chiếm vận mệnh thiên trì, sau đó bị tới Đông Thần Điện Kiếm Tông và Giang Gia liên thủ chém chết. Nhưng loại cường đại này ma vật, coi như bị giết chết. Cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, từ đầu đến cuối sẽ có một chút ý chí dấu vết lưu lại tới. Diệp Thần hiện tại đối mặt, hẳn là thạch tượng quỷ ý chí hóa thân. Nhưng cho dù là một đạo ý chí hóa thân, ở Tuyệt Nhân Cốc địa mạch ra chỉ xuống, cái này hóa thân hơi thở, cũng là vô cùng cường hãn. Luân hồi chi chủ, ngươi lại dám xông vào Tuyệt Nhân Cốc. Thạch tượng quỷ ánh mắt quan sát Diệp Thần, trong mắt chớp động hung mang, tựa hồ có chút không tưởng tượng nổi. Chủ nhân, cái này thạch tượng quỷ ý chí hóa thân, đối ta lại nói, nhưng mà thiên đại đồ bổ sao, cho ta cắn nuốt đi. Đây là, Diệp Thần nghe được huyết long thanh âm, tràn đầy khát vọng ý. Trước đây, huyết long cắn nuốt bất hủ tôn long cốt, long đằng mệnh tinh tiến hóa, nó thực lực cũng lớn lớn tăng lên. Diệp Thần mượn long đằng mệnh tinh cùng huyết long lực lượng, thậm chí có thể cùng tiên đế cường giả đối kháng. Thực tủy chi vị. Huyết long đối những cái kia cường đại tồn tại, cũng là tràn đầy đói khát, muốn trực tiếp cắn nuốt hết, lớn mạnh thực lực bản thân, thậm chí tiến một bước để cho long đằng mệnh tinh tiến hóa. Chiếm đoạt thạch tượng quỷ sao? Diệp Thần khóe miệng giật một cái này thạch tượng quỷ hơi thở, cực kỳ khủng bố, muốn phải chiếm đoạt mà nói, sợ rằng không quá dễ dàng. Ngươi muốn chiếm đoạt ta? Thạch tượng quỷ thấy Diệp Thần diễn cảm, nhất thời cảm giác được cái gì, ánh mắt lướt qua ý định giết người. Không biết tự lượng sức mình, nếu như ở bên ngoài, người có lẽ còn có áp chế ta cơ hội. Nhưng ở Tuyệt Nhân Cốc, người không phải ta địch thủ.
ngươi còn muốn chiếm đoạt ta. Ha ha, hẳn là ta chiếm đoạt ngươi. Ngươi biết trở thành ta tế phẩm, trở thành ma thiên đế đại nhân hồi phục chất dinh dưỡng. Tiếng nói rơi xuống, thạch tượng quỷ vung ra móng vuốt sói vậy sắc bén móng vuốt, lăng không hướng Diệp Thần Đầu lấy xuống. Móng vuốt tia máu nổ tung, thanh thế ác liệt, mỗi một cây móng nhọn cũng giống như đao kiếm, giết phá hư không, hơi thở sắc bén vô cùng, tựa như có thể xuyên qua tinh thần. Thiên quân phong thần bia, cho ta ngăn trở. Diệp Thần thong thả, lập tức sử dụng thiên quân phong thần bia, như tấm thuẫn vậy che trước mặt mình. Đinh! Thạch tượng quỷ móng nhọn, huy kích xuống, lập tức liền bị thiên quân phong thần bia ngăn trở, thậm chí bị phản chấn, đi không trung bay ngược. Ồ! Thạch tượng quỷ một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần còn có như vậy thần khí. Nó nhất kích, đủ để xuyên qua tinh thần, vốn còn muốn coi như giết không chết Diệp Thần, chỉ ít có thể trọng thương, nào nghĩ tới lại bị Diệp Thần ung dung ngăn trở. Trảm thiên cửu kiếm, sát tâm vô ngân. Diệp Thần huy động luân hồi thiên kiếm, từ thiên quân phong thần bia sau lưng ám sát ra, kiếm khí lăn lăn, nhưng cũng không có sát khí bại lộ ra. Đây là trảm thiên cửu kiếm bên trong kiếm thứ 8, sát tâm vô ngân, giết người không có dấu vết. Thạch tượng quỷ không cảm giác được sát khí, không cách nào phong tỏa Diệp Thần kiếm khí chỉ, lật đật lần nữa đi trời cao bay ngược. Diệp Thần luân hồi huyết mạch vận chuyển, kiếm khí bạo dài. Phốc xích một tiếng, đánh trúng thạch tượng quỷ đầu vai, một kiếm xuyên qua, máu tươi văng tung tóe. À! Thạch tượng quỷ phát ra một tiếng hét thảm, nhất thời cảm thấy Diệp Thần thực lực mạnh mẽ. Đáng chết tiểu tử, ta nếu có nguyên vẹn thân xác, ngươi có thể gây tổn thương cho ta. Thạch tượng quỷ vô cùng tức giận, hôm nay nó, cuối cùng chỉ là một đạo ý chí hóa thân, đối phó người bình thường còn có thể, nhưng muốn đối kháng Diệp Thần, nhưng là tuyệt đối không thể. Coi như nó có tuyệt nhân cốc địa mạch gia trì, cũng không phải Diệp Thần địch thủ. Ồn ào rêu rao thì có ích lợi gì? Trảm thiên cửu kiếm, cho ta tiêu diệt. Diệp Thần hừ một tiếng, lần nữa khua kiếm chém điên cuồng ra, trảm thiên cửu kiếm quy nhất, phượng vũ 9 tầng trời khí tượng bùng nổ, lăn lăn kiếm quang như nước thủy triều, như phượng hoàng vậy, hướng thạch tượng quỷ chém chết đi. Ma thiên đế đại nhân, mượn ta lực lượng. Thạch tượng quỷ cảm nhận được Diệp Thần kiếm khí khủng bố, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, phát ra lanh lảnh tiếng ngâm sướng, lại là đang kêu gọi ma thiên đế lực lượng. Ung ung. Nhất thời, trên bầu trời mây đen nổi lên, sấm sét cổn đáng, một đôi đen nhánh con ngươi, ở chân trời nứt ra. Đôi tròng mắt kia, tràn đầy kinh khủng ảo uy, giống như là mang thế gian nồng nhất mãnh liệt, nhất nghiêm ngặt sát khí, lại thích xem hàm chứa cực hạn khí tức tử vong, làm người ta nghẹt thở. Đây là ma thiên đế ánh mắt. Ma thiên đế ánh mắt xuất hiện, Diệp Thần nhất thời cảm thấy lăn lăn ma uy nện xuống, hô hấp một tí ngưng động chất, kiếm thế cũng là suy yếu đi xuống. Cùng lúc đó, thạch tượng quỷ như có thần giúp, kiêu căng bạo tăng, cả người bắp thịt rắc rắc sát vang dội, từng cục bạo nổi lên, tràn đầy nổ lực lượng, trên da toát ra các loại quỷ bí hắc ám phù văn. Thằng nhóc, chết đi. Thạch tượng quỷ một tay nắm quyền, một quyền lăng không đánh giết xuống, như vậy ma thần thiên phạt, quyền phong kích động. Nổ tung hư không. Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng là cảm thấy to lớn áp lực. Không nghĩ tới cái này ma thiên đế, ý chí lại có thể hung mãnh như vậy. Bầu trời đen nhánh ma nhãn, làm người ta chấn động chỉ. Ở ma thiên đế hơi thở bao phủ hạ, Diệp Thần võ đạo lớn bị hạn chế, trên mình lại quỷ dị toát ra từng cái màu đen sương mù gông xiềng, đó chính là ma thiên đế ý chí phong tỏa. Ở nơi này cổ phong tỏa hạ, Diệp Thần 100% thực lực, không phát huy ra 50%, thậm chí liền long đằng mệnh tinh, cũng mơ hồ bị phong tỏa ở. Xem ra vậy ma thiên đế, cũng biết Diệp Thần long đằng mệnh tinh lợi hại, liền trực tiếp bố trí phong tỏa, không cho Diệp Thần bùng nổ cơ hội. Thậm chí liền Diệp Thần luân hồi huyết mạch, vậy được hạn chế. Đối mặt thạch tượng quỷ hung mãnh một quyền, Diệp Thần nhất thời nguy hiểm. Liệt nhật ma tinh, phá cho ta. Nguy cấp bên trong. Diệp Thần quát to một tiếng, liệt nhật mệnh tinh không gian mở, một viên đen nhánh ma tinh, từ từ bốc lên. Luân hồi thất tinh bên trong, Diệp Thần viên thứ hai liệt nhật mệnh tinh, còn không có chút sáng. Nhưng trước đây ở Bất Hủ Thần Quốc, hắn chu diệt liệt nhật ma tộc Cửu Dương Tiên Đế, chiếm đoạt đối phương khí huyết, cũng đem đối phương liệt nhật ma tinh, cướp đoạt lại. Hôm nay Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh trong không gian, mặc dù không có chân chính mệnh tinh tồn tại, nhưng lại có một viên ma tinh.
ung ung. Liệt nhật ma tinh bay lên, giống như là đen nhánh mặt trời, đột phá sương mù dày đặc phong tỏa, bay lên bầu trời, bầy vô hạn chói lọi. Ở liệt nhật ma tinh chiếu rọi xuống, Diệp Thần luân hồi huyết mạch cũng bị mang động, cấp tốc vận chuyển, khí huyết bừng bừng, dễ như bớn, phá hủy ma thiên đế tất cả phong tỏa, trên mình từng cái xương mù xích sắt toàn bộ vết nứt. Cuồng bạo luân hồi hơi thở, hóa thành kim quang, phóng lên cao. Cái gì? Thạch tượng quỷ cảm nhận được Diệp Thần tăng vọt hơi thở, nhất thời kinh hãi dị, liền quả đấm thế nói, vậy xuất hiện suy yếu. Luân hồi thiên kiếm, cứu cực giết hại. Diệp Thần ánh mắt run lên, luân hồi khí huyết bơm vào đến luân hồi thiên kiếm bên trong, cả cây luân hồi thiên kiếm, bộc phát ra trước đó chưa từng có trình độ cao nhất chói lọi, kinh khủng màu vàng kiếm khí chém ra, hung hăng hướng trên bầu trời thạch tượng quỷ chém chết đi. Ở Diệp Thần toàn lực thúc dục dưới, luân hồi thiên kiếm mũi nhọn, thậm chí đã vượt qua nhân hoàng thánh đao, sát phạt hơi thở long trời lở đất, như vậy muốn chém diệt tinh không, đặc biệt khủng bố. Đây là cực hạn một kiếm. Đủ để trong nháy mắt giết vô lượng cảnh hậu kỳ cấp cường giả khác. Không. Thạch tượng quỷ phát ra một tiếng thét kinh hãi, muốn né tránh, nhưng căn bản không kịp. Phốc xích. Diệp Thần kiếm quang chém qua, tại chỗ liền đem thạch tượng quỷ chém eo, trực tiếp giết chết. Thạch tượng quỷ bị giết chết sau đó, từng luồng linh khí tản ra, đi bốn phía thổi tới. Còn muốn chạy. Diệp Thần hừ một tiếng, biết loại cấp bậc này quái vật. Chỉ cần có một chút linh khí bất diệt, cũng sẽ sống lại. Huyết long, cắn nuốt đi. Diệp Thần mở long đằng mệnh tinh, đem huyết long thả ra ngoài. Huyết long ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, miệng mở mở, như gió cuốn mây tan vậy, đem thạch tượng quỷ còn sót lại tất cả linh khí, toàn bộ cắn nuốt hết. Hi hi, chủ nhân, đa tạ, tốt nhất ngươi có thể giết chết ma thiên đế, để cho ta tới chiếm đoạt, như vậy ta có thể lại tiến hóa. Huyết long nuốt thạch tượng quỷ linh khí, giống như là ăn đại bổ phẩm, chép miệng một cái, vô cùng hài lòng cười một tiếng, lại hướng Diệp Thần nói. Chiếm đoạt ma thiên đế, ngươi vẫn là đừng có nằm mộng. Diệp Thần lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vậy đôi ma thiên đế con ngươi, đã dần dần tiêu tán đi, nhưng ma thiên đế vậy cổ uy áp, như cũ để cho Diệp Thần có lòng dư quý. Hắn phỏng đoán, coi như là mình long đằng mệnh tinh. Đều không cách nào chứa ma thiên đế thi hài, bởi vì ma thiên đế uy năng, chân thực quá kinh khủng. Muốn chứa ma thiên đế thi hài, thậm chí luyện hóa nói, cần dựa vào liệt nhật mệnh tinh. Liệt nhật mệnh tinh độ dung nạp, so với long đằng mệnh tinh lớn hơn rất nhiều, coi như là chí tôn ma thần hài cốt, đều có thể chứa hấp thu. Nếu là hấp thu ma thiên đế hài cốt, ta đạt được thiên đại linh khí tư bổ, liệt nhật mệnh tinh có lẽ có thể thức tỉnh, nhưng nếu là hấp thu thất bại. Ta liền biết bị cắn trả. Diệp Thần trong lòng thoáng qua rất nhiều ý niệm, hiện tại thiên bia rơi vào Tử Hoàng Thiên Cung trong tay, khó mà đoạt lại, hắn muốn ở nửa năm sau quyết chiến bên trong, chiến thắng thiên nữ mà nói, chỉ có dựa vào liệt nhật mệnh tinh. Liệt nhật mệnh tinh muốn thức tỉnh, cực kỳ khó khăn, không biết cần phải hao phí nhiều ít tài nguyên. Nhưng nếu như, mới có thể có ma thiên đế hài cốt, thành tựu đồ bổ, Diệp Thần viên này mệnh tinh, lại có thắp sáng có thể. Dẫu sao ma thiên đế đỉnh cấp thời điểm thực lực, đủ để cùng chín thần chí tôn sánh bằng, hắn lưu lại hài cốt, năng lượng tự nhiên cũng là khủng bố. Thôi, trước hay là nghĩ biện pháp, rời đi nơi này nói sau. Diệp Thần lại lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước vào. Ma thiên đế uy năng, như vậy khủng bố, đừng nói luyện hóa hắn hài cốt, lấy Diệp Thần thời khắc này thực lực, sợ rằng liền đối kháng hắn ý chí, cũng là vô cùng chật vật sự việc. Coi như là hôm nay băng thần thiên tôn, đối ma thiên đế cũng là vô cùng kiêng kỵ, sợ gặp phải ma thiên đế hơi thở ô nhiễm. Diệp Thần muốn đối kháng ma thiên đế, có thể tưởng tượng được, có khó khăn bao nhiêu. Một đường đi tới trước, Diệp Thần đâu đâu vòng vo một chút, từ đầu đến cuối không có tìm được đường ra, chung quanh vẫn là mây sâu sương mù hóa, khắp nơi khói mù hình dáng, thỉnh thoảng sẽ có một ít ma vật xuất hiện, nhưng cũng không có thể thương tổn tới Diệp Thần. Diệp Thần lo lắng ma thiên đế, thì từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nhưng hắn biết, ma thiên đế khẳng định ẩn núp ở trong bóng tối, chờ đợi thời cơ ra tay. Rất có thể, ma thiên đế là muốn cùng Vạn Khư và Thuẫn Tông người giết đi vào, cùng Diệp Thần đại chiến, hắn liền ẩn thân ở phía sau, lấy được ngư ông thủ lợi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Diệp Thần đâu đâu vòng vo một chút đi hai ngày,
từ đầu đến cuối không tìm được đường đi ra ngoài. Hai ngày trôi qua, muốn đến hôm nay, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết vậy hạ xuống chứ. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, muốn theo dõi bên ngoài thiên cơ, nhưng tuyệt nhân cốc ma sương mù phong tỏa nghiêm trọng, hắn vậy không thấy được ngoại giới tình huống. Đáp, đáp, đáp. Đang mê mang tới giữa, Diệp Thần chợt nghe, phía trước truyền tới một hồi nhanh nhẹn tiếng vó ngựa, thật giống như dã lộc ở giữa núi rậm chân, mang sinh mạng sống động hơi thở, cùng chung quanh không khí trầm lặng hoàn cảnh, rất không cùng. Ồ! Diệp Thần một hồi kinh y, trong lòng khẽ nhúc nhích, sải bước đi về trước, dọc theo tiếng vó ngựa kia phát ra đi về phía. Chỉ chốc lát sau, hắn thấy chung quanh âm sương mù, lại có thể dần dần nhạt đi, bên tai nghe được thác nước nước chảy thanh âm, lại tiến lên trước mấy bước, đột nhiên rộng rãi, một phiến tiên cảnh vậy phúc địa, xuất hiện ở hắn trước mắt. Đó là một cánh hoa cỏ sum xuê đất đai, chim bay lượn, cây cối xanh núi cao sừng sững, một tòa bạch long tựa như thác nước, từ trên núi chút xuống, khắp nơi tràn ngập sinh mạng hương thơm. Ở nơi này phiến ma sương mù bao phủ, tử khí tràn ngập, hoàn toàn yên tĩnh thung lũng bên trong, Diệp Thần trước mắt đất đai, đơn giản là tiên gia thánh cảnh, là tiên nhân cư trú động thiên phúc địa. Một cô gái, cưỡi một đầu trắng lộc, bước chậm ở đó phiến phúc địa bên trong. Nàng mang cánh hoa bện thành đầu vòng, mặc trên người trước làm màu trắng xiêm áo, mái tóc dài bù xù, mắt ngọc mày ngài, da thịt nước nước non non, trắng trẻo, xinh được đặc biệt đáng yêu, ngũ quan như trắng nõn, mềm mịn. Dài gió thổi tới, trong không khí truyền tới nàng mát mẻ gái trinh thơm dịu, để cho người hít thở một cái, liền giác tâm thần sảng khoái. Băng thần thiên tôn. Diệp Thần một mặt kinh ngạc, cô gái kia chính là băng thần thiên tôn. Hắn chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này thấy băng thần thiên tôn, liền cất bước muốn đến gần đi lên. Nhưng, làm hắn đến gần phía trước vậy phiến động thiên phúc địa lúc đó, liền gặp phải một tầng cấm chế tinh bích hệ ngăn trở, thiếu chút nữa đụng vào lỗ mũi. Lúc đầu cái này phiến phúc địa, có một tầng cấm chế bảo vệ, ngăn cách ngoại giới ma khí ăn mòn, ngăn cách hết thảy dơ bẩn cùng bóng tối quấy nhiễu. Ai yêu, đại ca ca này, người không có sao chứ? Cô gái kia thấy Diệp Thần, gặp hắn thiếu chút nữa bị cấm chế gây thương tích, lộ ra một vẻ lo âu thần sắc, kêu lên. Diệp Thần sửng sốt một chút, lại nhìn về phía cô gái kia, liền phát hiện thiếu nữ tướng mạo, tuy cùng băng thần thiên tôn giống nhau như đúc, nhưng trẻ hơn đơn thuần rất nhiều. Băng thần thiên tôn hình dáng, nhìn như ít nhất có 18 tuổi. Nhưng cô gái này, nhiều nhất là 13-14 tuổi, muốn non nớt rất nhiều, dáng vẻ cũng phải kiều nhỏ rất nhiều. Ngươi không phải băng thần thiên tôn. Diệp Thần khẽ cau mày. Cái gì băng thần thiên tôn? Ta kêu Vũ Lăng Hoa, người nhà cũng gọi ta Tiểu Vũ. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, nhảy xuống lưng nai, vẫy tay mở ra cấm chế, lại là không có một chút tâm cơ cùng phòng bị, liền đem Diệp Thần kéo đi vào. Tiểu Vũ. Diệp Thần nội tâm đại chấn, băng thần thiên tôn tên chữ, chính là để cho Vũ Lăng Hoa. Cô gái này, lộ vẻ lại chính là băng thần thiên tôn không sai, nhưng xem nàng hồ đồ non nớt hình dáng, tựa như lại không biết mình thân phận. Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, thiên cơ thấy rõ dưới, mơ hồ liền đoán được cái gì, trong đầu nghĩ. Đúng rồi, cái cô gái này, là băng thần thiên tôn đi qua thân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Muốn đến là băng thần thiên tôn thành thần sau đó, vì vững chắc đạo tâm, đem mình đi qua thân cắt, vậy phong ấn ở nơi đây, là đoạn tuyệt đi qua, trực diện tương lai ý. Đoạn tuyệt đi qua, ngang hàng là chặt đứt đi qua nhân quả, đây là lớn quyết đoán, đại khí phách cử động, hơi lơ là, tự thân đạo tâm thì sẽ sụp đổ. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, băng thần thiên tôn lại có lớn như vậy quyết đoán, lại đem tự thân đi qua, cắt đi, hoàn toàn phong ấn. Tiểu Vũ, người nhà ngươi đâu? Diệp Thần nhìn băng thần thiên tôn đi qua thân, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải, cái này đạo đi qua thân, hiển nhiên không có tương lai băng thần thiên tôn trí nhớ, chỉ là một non nớt hồ đồ cô gái, hắn liền tùy ý hỏi. Người nhà ta sao? Tiểu Vũ trong suốt trong tròng mắt, lộ ra một chút ảm đạm, lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, ta tỉnh dậy, liền xuất hiện ở nơi này, cái này phiến động thiên phúc địa cũng không lớn, chỉ có ta một người, người nhà ta toàn bộ không thấy. Ta đã thử đi ra ngoài, nhưng bên ngoài toàn bộ là hắc ám sương mù dày đặc, có rất nhiều quái vật hoành hành, ta chỉ có thể lui rút về.
Ta bị vây ở chỗ này, không biết vượt qua nhiều ít năm thời gian. Diệp Thần trong đầu nghĩ, băng thần thiên tôn thật là lòng dạ ác độc, lại có thể đem mình đi qua thân, phong kín ở chỗ này, đối mình cũng như thế vô tình, chớ nói chi là đối người bên ngoài. Diệp Thần nhìn Tiểu Vũ nhu nhược kia đáng thương hình dáng, cũng không khỏi sờ một cái nàng đầu nhỏ, tỏ vẻ an ủi, cười nói, Tiểu Vũ, vậy ngươi làm sao trực tiếp kéo ta tiến vào? Không sợ ta là người xấu sao? Tiểu Vũ cười nói, không sợ, mẫu thân ta nói qua, xem mắt của một người con ngươi, cũng biết hắn là người tốt hay là người xấu, ta xem ngươi ánh mắt, cũng biết ngươi là người tốt. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, lại nhìn hướng ngoại giới, gặp cái này phiến động thiên phúc địa ra, âm sương mù phong tỏa, ma khí bao phủ, không hôm nay ngày, sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống. Tiểu Vũ nói, đại ca ca, ngươi tên gọi là gì? Ngươi biết đường đi ra ngoài sao? Diệp Thần nói, ta kêu Diệp Thần, còn như đường đi ra ngoài. Ta cũng không biết. Tiểu Vũ ánh mắt lóe sáng, nói, Diệp Thần, ngươi chính là luân hồi chi chủ sao? Diệp Thần nói, đúng vậy, ngươi biết ta. Tiểu Vũ nói, nhà ta đã từng chấp trưởng kỷ nguyên đạo thư, ta xem qua tương lai kỷ nguyên, thiên địa vũ trụ tan biến sống lại trăm triệu tỷ vạn thế sau đó, mới luân hồi chi chủ, sẽ ở trong cho bụi ra đời, tên thật chính là kêu Diệp Thần. Ai yêu, ta bị vây ở chỗ này, đã qua trăm triệu tỷ vạn thế liền sao? Cái này, đây thật là... Nàng trong ánh mắt toát ra to lớn sợ hãi, trăm triệu tỷ vạn thế kỷ nguyên, thời gian quá khá dài, so bể dâu còn muốn bể dâu, rất lâu đến không thể tưởng tượng nổi bước. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, Tiểu Vũ là băng thần thiên tôn đi qua thân, nàng lúc ban đầu nhà niên đại, khoảng cách hôm nay, đích xác là đi qua trăm triệu tỷ vạn thế, thời gian lâu dài xa đến đáng sợ. Không có sao, chúng ta nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Diệp Thần lại sờ một cái nàng đầu nhỏ, cười nói. Tiểu Vũ nói, ừ, đại ca ca, thật ra thì ta biết có một con đường, có thể đi ra ngoài, nhưng... Diệp Thần kinh nghi nói, người biết có đường ra. Tiểu Vũ chăn thủ nhẹ một chút, nói, đúng vậy, nhưng... Vậy cái đường ra, nhưng thật ra là ma thiên đế cổ họng, hắn hài cốt bị mai táng ở chỗ này. Ta cũng không dám dọc theo hắn cổ họng chạy ra ngoài, nếu bị hắn một hơi nuốt, chết như thế nào cũng không biết. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Vũ le lưỡi, tràn đầy kiêng kỵ vẻ sợ hãi. Diệp Thần nghe được tuyệt nhân cốc đường ra, lại chính là ma thiên đế cổ họng, cũng là lớn cảm ngạc nhiên, lại hỏi, người biết ma thiên đế là chết như thế nào sao? Tiểu Vũ lắc lắc đầu nói, không biết, ta nhớ mẫu thân ta nói qua, ma thiên đế là đặc biệt đáng sợ chủ thần. Là thiên ma tinh hải ảo tưởng ngọn nguồn, ta chân thực không nghĩ tới cái này thế gian, có ai có thể đem ma thiên đế giết chết, người kia nhất định rất lợi hại chứ. Diệp Thần giờ khóc giờ cười, xem ra Tiểu Vũ đích xác không có tương lai trí nhớ. Thật ra thì chém chết ma thiên đế, chính là tương lai nàng, băng thần thiên tôn. Thôi, Tiểu Vũ, người dẫn ta đi ra ngoài xem. Diệp Thần nói, người muốn đi vậy cái đường ra. Đây chính là ma thiên đế hải cốt mai táng chỗ, ma khí rất đáng sợ. Tiểu Vũ cả kinh nói. Ừ, người trước mang ta đi xem nói sau, nếu như không thể đi ra ngoài nói, chúng ta lại lui về. Diệp Thần nói. Được rồi, nhưng, đại ca ca, người muốn kéo tay ta, cẩn thận một chút, không nên bị ma khí ăn mòn. Tiểu Vũ suy xét sau một lúc, liền gật đầu đáp ứng, lại ngước mắt hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần nhìn nàng như vậy thanh thuần bộ dáng đáng yêu, muốn liên tưởng đến băng thần thiên tôn tàn bạo, trong lòng mười phần ảo mộng, cười khổ gật đầu một cái. Chúng ta đi thôi. Tiểu Vũ cười hì hì kéo Diệp Thần tay, mở ra cấm chế, đi ra ngoài. Nàng tuy biết con đường phía trước hung hiểm, nhưng lúc này có Diệp Thần bầu bạn, không còn là một thân một mình, trong lòng cũng là rất vui vẻ. Diệp Thần nắm tay nàng, liền cảm thấy có một cổ năng lượng đặc thù linh khí. Từ trên người nàng truyền tới, như chúc phúc vậy, bảo vệ mình. Cẩn thận cảm ứng dưới, vậy cổ năng lượng đặc thù, lại có thể cùng cổ tinh môn có liên quan. Thậm chí, là cùng thiên đế ra lệnh tinh có liên quan. Huyết mạch ngươi, cổ tinh môn. Diệp Thần vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiểu Vũ, nội tâm rất chấn động, nào nghĩ tới Tiểu Vũ huyết mạch, lại có thể cùng cổ tinh môn có liên quan. Ồ, đại ca ca, ngươi nhìn thấu ta huyết mạch sâu xa. Hi hi, người không hổ là luân hồi chi chủ, kiến thức thật là rộng lớn à. Ta huyết mạch, kêu thiên đế huyết mạch,
ta nương thân, chính là cổ tinh môn cao nhất thiên đế, được gọi là Vũ Thiên Đế, người hẳn nghe nói qua chứ. Tiểu Vũ cười nói, trong giọng nói mang kiêu ngạo chi ý. Cao nhất thiên đế, Vũ Thiên Đế. Diệp Thần ra mặt run lên. Đúng vậy, cổ tinh môn có 5 đại thiên đế, mẫu thân ta chính là lợi hại nhất một cái. Chúng ta cổ tinh môn, lúc ban đầu là từ thiên bia ảo mộng bên trong ra đời. Ngươi luân hồi thất tinh một viên cuối cùng mệnh tinh, kêu thiên đế ra lệnh tinh, viên này mệnh tinh, ngay tại thiên trên bia mặt. Lúc ban đầu đạt được thiên bia ban phúc người, chính là mẫu thân ta, nàng huyết mạch bởi vì thiên bia mà lột xác, từ người bình thường huyết mạch, tiến hóa là thiên đế huyết mạch. Nàng nói luân hồi nhà chúng ta tộc có ân, cũng đúng cổ tinh môn có ân, tương lai muốn tận tâm hồi báo mới được. Tiểu Vũ ánh mắt lập lòe, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, tràn đầy cảm kích cùng sùng bái thần sắc. Luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, luân hồi thất tinh ở giữa thiên đế ra lệnh tinh, thành tựu gia tộc của nàng, vậy thành tựu cổ tinh môn. Tận tâm hồi báo. Diệp Thần nghe Tiểu Vũ mà nói, nhưng cảm thấy vô hạn châm biếm. Hắn cũng biết, cổ tinh môn có 5 đại thiên đế, trong đó cốt thiên đế, hắn đã gặp qua. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Tiểu Vũ nương thân, Vũ Thiên Đế, địa vị so cốt thiên đế cao hơn, là 5 đại thiên đế đứng đầu, đồng thời chắc cũng là cổ tinh môn trưởng môn. Từ cốt thiên đế qua lại cử động trên, Diệp Thần nhưng không thấy được chút nào hồi báo dấu hiệu, chỉ có thấy được đối nghịch cùng giết hại. Liền liền hắn võ tổ sư tôn, cũng bị cổ tinh môn nơi nhốt. Đại ca ca, ngươi thế nào? Tiểu Vũ gặp Diệp Thần thần sắc khác thường, hơi có chút nghi ngờ lầm bầm một câu, hỏi. Không có sao. Diệp Thần cười khổ một tí, xem Tiểu Vũ vậy trong suốt đơn thuần ánh mắt, hắn cũng biết, cổ tinh môn rất nhiều dã tâm mưu đồ, cũng cùng nàng không liên quan. Cổ tinh môn ép đi 4 đại yêu tổ, nhốt võ tổ, những chuyện này, muốn đến Tiểu Vũ cũng không biết. Vậy chúng ta đi thôi. Tiểu Vũ một bộ không có tim không có phổi hình dáng, rất là đơn thuần, liền kéo Diệp Thần đi về phía trước. Diệp Thần gật đầu một cái. Đi theo nàng đi về phía trước vào, vậy muốn tìm tuyệt nhân cốc đường ra. Hai người một đường đi tới trước, trên đường các loại ma khí xâm nhập, hắc ám dơ bẩn tràn ngập, nhưng ở Tiểu Vũ huyết mạch dưới sự che chở, hai người đều không bị thương. Những ma khí kia dơ bẩn, vậy không có thể đột phá Tiểu Vũ huyết mạch phòng vệ. Tiểu Vũ thiên đế huyết mạch, xuất xứ từ luân hồi thất tinh ở giữa thiên đế tinh. Ngày này đế tinh, là luân hồi thất tinh mạnh nhất một viên. Trước mắt còn in vào thiên trên bia mặt, từ hỗn độn mở ra đến nay, cho tới bây giờ không có ai thức tỉnh qua. Tiểu Vũ đích gia tộc, từng nhận thiên bia cùng thiên đế tinh chúc phúc, huyết mạch lột xác tiến hóa, đổi được cực kỳ mạnh mẽ. Ở nơi này vậy huyết mạch dưới sự che chở, Diệp Thần và nàng tự nhiên vậy sẽ không bị ma khí xâm nhập. Chỉ là đạt được thiên đế tinh ban phúc, huyết mạch thì có lực lượng lớn mạnh như vậy, nếu có thể trực tiếp thức tỉnh thiên đế tinh, há chẳng phải là nghịch thiên. Diệp Thần trong lòng hơi có chút nhiệt huyết, thật sâu cảm thấy luân hồi thất tinh mạnh mẽ. Luân hồi thất tinh một viên cuối cùng thiên đế ra lệnh tinh, trực tiếp tạo ra được cổ tinh môn, gián tiếp tạo ra được băng thần thiên tôn, năng lượng có thể tưởng tượng được có cường đại dường nào. Cái này một viên cuối cùng thiên đế ra lệnh tinh, uy năng so với trước 6 viên mệnh tinh, cộng lại mạnh hơn hàng tỷ lần bước, năng lượng kinh khủng, không cách nào dùng lời nói hình dạng. Diệp Thần vậy không hy vọng xa vời có thể thức tỉnh. Chỉ muốn bắt được thiên bia, kiến thức một tí thiên đế ra lệnh tinh lợi hại. Bởi vì, trong truyền thuyết thiên đế ra lệnh tinh, liền khảm nạm in vào thiên trên bia mặt. Muốn thức tỉnh thiên đế ra lệnh tinh, phải hoàn toàn luyện hóa thiên bia, hoàn toàn nắm trong tay. Nghĩ xong toàn nắm trong tay thiên bia, hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ, Diệp Thần chính là muốn lấy trước được nói sau. Đáng tiếc, hiện tại thiên bia rơi vào Tử Hoàng Tiên Cung trong tay, coi như chỉ là muốn bắt được. Đều là vô cùng chật vật sự việc. Lắc đầu một cái, Diệp Thần thu liễm lại trong lòng nghĩ bậy, kéo Tiểu Vũ tay tiếp tục tiến về phía trước. Hiện tại trọng yếu nhất, dĩ nhiên là tìm được tuyệt nhân cốc đường ra, lại chống đỡ qua mấy ngày thời gian, thông qua băng thần thiên tôn khảo nghiệm. Nếu như không thể thông qua khảo nghiệm, hắn thậm chí có thể bỏ mạng ở này, cũng không cần nói tương lai chuyện. Đoạn đường này đi tới trước, ở Tiểu Vũ dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần xuyên qua sương mù dày đặc, còn có rất nhiều hơn ảo tưởng bình phong che chở, các loại ma vật cạm bẫy vân. Vân. Cuối cùng, Diệp Thần đi tới một nơi vô cùng địa phương vắng lặng.
Đây là một phiến không có một ngọn cỏ đá, trống trải tĩnh mịch trên vùng đất, hoành tuyên một cái to lớn hình người thi hài. Cái này cổ thi hài, không biết có bao nhiêu dài, chỉ ít Diệp Thần đứng ở thi hài bàn chân chỗ, một mắt nhìn ra xa, cũng mong không tới thi hài đầu, chỉ thấy cổ họng địa phương. Cái này cái lớn lạ thường thi hài, cổ họng xương cốt thẳng tắp, đi thông phương xa, chỗ cuối mơ hồ có ánh sáng truyền tới. Đây chính là Ma Thiên Đế đất chôn xương sao? Diệp Thần kinh hãi, liền cảm thấy cổ thi hài này, ma khí năng lượng cực kỳ khủng bố, hình thành từng luồng sương mù, ở trong hư không còn quấn, tạm thời tạo thành xiềng xích, tạm thời tạo thành quỷ bí không trạng đồ, tràn đầy đáng sợ hơi thở. Chỉ là thi hài này tản ra hơi thở, cũng đủ để tiêu diệt phổ thông vô lượng cảnh cường giả. Chỗ này, lộ vẻ lại chính là Ma Thiên Đế đất chôn xương. Nếu như không phải là Tiểu Vũ dẫn dắt, Diệp Thần căn bản không có thể có thể tới bí ẩn như vậy địa phương. Trước mắt hắn thi hài, chính là Ma Thiên Đế di cốt. Di cốt cuối có ánh sáng truyền tới, tựa hồ chính là cửa ra. Nhưng muốn đến vậy lối ra, cần trước vượt qua Ma Thiên Đế hài cốt cổ họng. Vậy xương trắng cổ họng lối đi, ma khí đặc biệt là nồng nặc, mang cho người một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác, dường như muốn là nhảy vào, cũng sẽ bị trực tiếp chiếm đoạt vậy. Đại ca ca, ta có chút sợ, chúng ta trước hay là đến bên kia nghỉ một chút. Tiểu Vũ nhìn Ma Thiên Đế hài cốt, con người trong suốt bên trong, lộ ra vẻ sợ hãi ý, liền kéo Diệp Thần tay, đi tới xa xa một pho tượng dưới. Diệp Thần mới vừa sự chú ý, hoàn toàn bị Ma Thiên Đế hài cốt hấp dẫn, thẳng đến lúc này, mới phát hiện Ma Thiên Đế hài cốt cách đó không xa, còn có một pho tượng. Pho tượng này, tản mát ra mơ hồ ánh sáng tím, mang vận mạng hơi thở, như chí cao che chở. Làm Diệp Thần và Tiểu Vũ, đi tới nơi này dưới pho tượng mặt, hai người tựa như lấy được loại nào đó chúc phúc, nội tâm bình tĩnh rất nhiều. Nhưng, Diệp Thần nội tâm bình tĩnh, cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì, làm hắn ngẩng đầu nhìn pho tượng hình dáng, liền phát hiện một kiện rất kinh khủng sự việc. Pho tượng kia, là một người cô gái. Cô gái kia dung mạo, lại có thể cùng Kỳ Lâm giống nhau như đúc. Không sai, chính là Kỳ Lâm, Kỳ Tư Thanh muội muội. Pho tượng kia, Diệp Thần trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc, vận mệnh chủ không nên là Kỳ Tư Thanh sao? Tương lai rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đây là tương lai vận mệnh đứng đầu pho tượng. Tiểu Vũ giải thích nói. Tương lai vận mệnh chủ. Diệp Thần lại là ngạc nhiên. Đúng vậy, ta suy diễn qua thiên cơ nhân quả, mà thiên đế tựa hồ là bị một vị đại năng giết chết, vị kia đại năng. Từ tương lai thời không bên trong, đem vận mệnh đứng đầu pho tượng triệu hoán xuống, phụ trợ tác chiến, mượn dùng tương lai vận mệnh lực, giết chết Ma Thiên Đế. Vạn cổ tới nay, có vô số người gọi qua mình là vận mệnh chủ, nhưng từ đầu đến cuối không có được công nhận của tất cả mọi người. Chỉ có ở tương lai, mới biết chân chính sản sinh ra một cái vĩ đại vận mệnh nắm giữ, cũng đạt được tất cả người đồng ý. Vị này tương lai vận mệnh nắm giữ, lại kêu Lệ Thiên Đế. Tiểu Vũ ngắm nhìn tương lai vận mệnh đứng đầu pho tượng, ánh mắt mang theo một chút mê ly, còn có sùng bái cùng vẻ ngưỡng mộ. Lệ Thiên Đế. Diệp Thần nội tâm có vẻ chấn động, cũng vội vàng bấm ngón tay suy tính, trùng trùng thiên cơ xương mù dày đặc phá vỡ, hắn tầm mắt tựa như sâu xuyên qua tương lai. Hắn thấy rõ, năm đó băng thần thiên tôn, có thể chém chết Ma Thiên Đế, cũng không phải là dựa hết vào tự mình một người lực lượng, còn mượn tương lai vận mệnh đứng đầu lực lượng. Tương lai vận mệnh chủ, lại được gọi là Lệ Thiên Đế, tướng mạo lại có thể cùng Kỳ Lâm giống nhau như đúc. Không, không phải giống nhau như đúc. Cái này tương lai vận mệnh chủ, chính là Kỳ Lâm. Diệp Thần khó hiểu có chút rợn cả tóc gáy, hắn dò ngó gặp tương lai, thấy Kỳ Lâm sẽ trở thành là vận mệnh chủ. Còn như Kỳ Tư Thanh, hắn không dám nghĩ, cũng không dám suy tính, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Đại ca ca. Người sắc mặt rất khó xem nha, thế nào, chẳng lẽ là Ma Thiên Đế hơi thở, ăn mòn đến ngươi? Ngươi uống máu ta đi, có thể chữa thương. Tiểu Vũ thấy Diệp Thần sắc mặt, bỗng nhiên đổi được đặc biệt trắng bệch, còn lấy là hắn đã xảy ra chuyện gì, liền cắn bể ngón tay mình, trên đầu ngón tay rỉ ra trong suốt máu tươi, đưa đến Diệp Thần môi trước, muốn lấy máu chữa trị Diệp Thần. Ta không có sao, đa tạ. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có uống Tiểu Vũ máu. Ánh mắt lại nhìn xem Kỳ Lâm pho tượng. Ở tương lai, Kỳ Lâm sẽ trở thành là vận mệnh chủ, lại kêu Lệ Thiên Đế.
còn như Kỳ Tư Thanh, rất có thể đã chết. Điều này thật sự là vô cùng kinh khủng sự việc, Diệp Thần không thể tiếp nhận. Nhưng, tương lai sự việc, còn chưa tới tới. Hết thảy tai nạn cùng nguy hiểm, cũng còn có chuyển cơ. Thôi, Tiểu Vũ, ta trước mang ngươi rời đi nơi đây. Diệp Thần lắc đầu một cái, chợt liền kéo Tiểu Vũ tay, ánh mắt nhìn về Ma Thiên Đế hài cốt. Chỉ phải xuyên qua cỗ hài cốt này, thì có thể đi ra ngoài. Đại ca ca, ngươi có biện pháp đi ra ngoài sao? Phải xuyên qua Ma Thiên Đế hài cốt, cũng không phải là chuyện dễ dàng nha. Ngươi luân hồi huyết mạch, chỉ là thức tỉnh một viên mệnh tinh chứ. Năng lượng có thể không đủ nha. Tiểu Vũ nháy con mắt, thật sâu lo âu. Nàng huyết mạch xuất xứ từ Thiên Đế ra lệnh tinh, cho nên đối với Diệp Thần luân hồi huyết mạch, cảm ứng vậy là đặc biệt bén nhạy. Nàng có thể nhìn ra, Diệp Thần chỉ thức tỉnh viên thứ nhất long đằng mệnh tinh, huyết mạch nội tình còn chưa đủ. Lấy Diệp Thần hôm nay huyết mạch cường độ, trực tiếp tạt qua Ma Thiên Đế hài cốt, vẫn là mạo hiểm chút. Không cần lo lắng, Ma Thiên Đế tuy lợi hại, nhưng vậy không đả thương được chúng ta. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không hoảng hốt, tâm niệm vừa động, cả người thần quang tách thả ra. Thiên Quân Phong Thần Bia, Luân Hồi Thiên Kiếm, Nhân Hoàng Thánh Đao, Kim Trương Thần Ấn, Luân Hồi Huyền Bi, đi ra đi. Diệp Thần đem rất nhiều bảo bối, cho gọi ra tới, vần quanh quanh thân, tạo thành cực kỳ bí mật phòng vệ. Đặc biệt là vậy 9 khối Luân Hồi Huyền Bi, Trần Bia, Phong Bi, Viêm Bia Vân. Vân, vòng quanh hắn và Tiểu Vũ thân thể, làm thành một vòng, như tinh thần vậy chuyển động, thả ra hùng hồn năng lượng khí tức. Hơn nữa Thiên Quân Phong Thần Bia, Luân Hồi Thiên Kiếm, Nhân Hoàng Thánh Đao, Kim Trương Thần Ấn Vân. Vân Pháp Bảo Binh Khí, thời khắc này Diệp Thần, có thể nói là vạn pháp bất xâm, chư tà không vào. Đánh giết chiến lực trước không nói, nói riêng về phòng ngự nói, hắn có thể nói là thái thượng thế giới số 1 số 2 tồn tại, nhiều như vậy bảo bối bảo vệ, hắn thậm chí có lòng tin cứng rắn bị đỉnh cấp tiên đế nhất kích. Ở nơi này vậy phòng vệ dưới, Diệp Thần có lòng tin đột phá Ma Thiên Đế khốn khóa, trực tiếp phá đánh ra. Cho tới bây giờ, Diệp Thần còn không có cảm nhận được Ma Thiên Đế ý chí chập chờn, người sau như cũ ở ẩn núp, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Nhưng, Diệp Thần cũng không sợ, hắn đối mình bảo vệ lực, có tuyệt đối lòng tin. Được, thật là lợi hại. Tiểu Vũ nhìn Diệp Thần gọi ra rất nhiều bảo bối, cũng là trợn mắt hốc mồm, tràn đầy ngạc nhiên rung động, lại là sùng bái mừng rỡ, nói. Quá tốt, đại ca ca, có người bảo vệ, chúng ta liền có thể thuận lợi đi ra ngoài. Diệp Thần nói, ừ, đi thôi. Hắn nắm quyền một cái, ánh mắt ngưng mắt nhìn Ma Thiên Đế hài cốt, ta đây muốn xem, cái này Ma Thiên Đế có dám hay không tổn thương chúng ta. Nếu như Ma Thiên Đế thật dám xuất thủ, Diệp Thần sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem đối phương trấn áp, thậm chí trực tiếp chiếm đoạt. Thật ra thì trước lúc này, Diệp Thần cũng không dám cuồng ngạo như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn liếc mắt thấy tương lai vận mệnh đứng đầu pho tượng, cũng chính là Lệ Thiên Đế Kỳ Lâm pho tượng, hắn tâm lý khó hiểu cảm thấy an ổn, phảng phất có người ở sau lưng chống đỡ mình. Hắn tin tưởng, nếu như mình thật gặp phải Ma Thiên Đế tập sát, vậy cái pho tượng sẽ bảo hộ hắn. Rắc rắc. Diệp Thần mang Tiểu Vũ, bước vào Ma Thiên Đế hài cốt nội bộ, dọc theo xương trắng lối đi, một đường đi tới trước. Ở xương trắng lối đi bên trong, ma khí tràn ngập, khắp nơi đều là hắc ám dơ bẩn hơi thở. Nhưng, Diệp Thần quanh thân có Luân Hồi Huyền Bi bảo vệ, còn có Thiên Bia, Luân Hồi Thiên Kiếm, Nhân Hoàng Thánh Đao Vân. Vân, những cái kia hắc ám dơ bẩn, hoàn toàn ăn mòn không tới hắn. Tiểu Vũ Thiên Đế huyết mạch, vậy mang theo bảo vệ hơi thở, theo sát ở Diệp Thần bên người, dính Diệp Thần quang, tự nhiên cũng là bình yên vô sự. Hai người một đường tiến về phía trước, đều là cảm thấy những cái kia hắc ám dơ bẩn sau lưng, tựa như có vật gì, dục dịch. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, là Ma Thiên Đế ý chí. Nhưng, Ma Thiên Đế che giấu ở sau lưng ý chí, từ đầu đến cuối không có động tác, tựa hồ là có chỗ kiêng kỵ. Nhắc tới cũng là thần kỳ, Diệp Thần và Tiểu Vũ một đường tiến về phía trước, vô luận đi ra bao xa, vậy Lệ Thiên Đế pho tượng, từ đầu đến cuối đều ở đây hai người trong tầm mắt, tựa như ở yên lặng bảo vệ bọn họ. Kỳ Lâm, là ngươi đang bảo vệ ta. Tương lai ngươi, thật thành Thiên Đế chủ thần, thành vận mệnh chủ. Nhưng, tỷ tỷ ngươi đâu? Diệp Thần trong lòng mờ mịt, không nói ra là tư vị gì.
Như vậy một đường tiến về phía trước, hai người rất nhanh đi tới Ma Thiên Đế hải cốt nơi buồng tim. Cái này tim chi địa, có thể thấy Ma Thiên Đế khô héo biến thành màu đen tim, đã hoàn toàn héo rút, như một viên gồ ghề thạch cầu vậy treo treo, lại hình như là một viên chết tinh thần. Chủ nhân, cái này Ma Thiên Đế tim, không bằng cho ta ăn đi. Huyết Long thanh âm, từ Long đằng mệnh tinh trong không gian truyền ra, tràn đầy đói khát tham lam ý, hì hì, Ma Thiên Đế nguyên cỗ hải cốt, ta không ăn được, nhưng phải chiếm đoạt hắn một trái tim, đó là dư sức có thừa. Nếu là ta nuốt tim hắn, ta liền có thể lần nữa tiến hóa. Nghe Huyết Long mà nói, Diệp Thần dừng lại hạ bước chân, lại lắc đầu nói, không, vẫn là quá nguy hiểm, không muốn gây thêm rắc rối. Huyết Long cười nói, nếu là ngươi không cho ta ăn, có thể mình luyện hóa, có lẽ có thể thức tỉnh viên thứ hai mệnh tinh đâu. Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhìn Ma Thiên Đế tim, thật là có điểm động lòng. Hiện tại hắn có tương lai kỳ lâm che chở, chính là áp chế Ma Thiên Đế lớn thời cơ tốt, nếu là bỏ lỡ, sau này thì không có tốt như vậy cơ hội. Hơn nữa, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Ma Thiên Đế ý chí, liền mai phục ở chỗ tối, chờ đợi xuất thủ thời khắc. Đã như vậy, hắn ngược lại không như tiên hạ thủ vi cường, đánh đòn phủ đầu. Đại ca ca, Tiểu Vũ vậy dừng bước lại, huyết mạch năng lượng tích góp đứng lên, từ phòng ngự tư thái, thay đổi là xúc thế đãi phát, tùy thời tấn công. Nàng tuy đơn thuần, nhưng tâm tư bén nhạy, đặc biệt thông minh, đã cảm thấy được Diệp Thần ý tưởng. Nếu như Diệp Thần thật muốn ra tay, đối phó Ma Thiên Đế mà nói, nàng vậy sẽ xuất thủ phối hợp. Dẫu sao nếu như không phải là Ma Thiên Đế khốn khóa, nàng sớm liền rời đi địa phương quỷ quái này. Luân hồi chi chủ, băng thần thiên tôn, các ngươi muốn hoàn toàn diệt ta sao? Ha ha ha! Xa xa hắc ám sương mù dày đặc bên trong, truyền đến một đạo vắng lặng, tĩnh mịch, tràn đầy sát cơ thanh âm, làm người ta rợn cả tóc gáy. Đó là Ma Thiên Đế thanh âm. Bịch bịch! Ma Thiên Đế vậy hưu quạnh khô đét tim, vào giờ khắc này. Lại có thể mãnh liệt nhảy lên hai cái, chợt lại yên tĩnh lại. Nhưng cái này hai cái tim đập, như trời trống gõ vậy, chấn động càn khôn, thiếu chút nữa đánh vỡ Diệp Thần và Tiểu Vũ màng nhĩ, hai đầu người đều là ông tác hưởng. Chung quanh hắc ám vũ khí, theo Ma Thiên Đế hai cái tim đập, cũng là kịch liệt sôi trào, như mây biển vậy mãnh liệt. Ngay sau đó, một đạo đen nhánh chùm tia sáng, như vậy muốn xuyên qua chân trời vậy, từ Ma Thiên Đế trong xương cốt vọt lên. Nối thẳng thương khung. Ở nơi này cổ đen nhánh cột ánh sáng xuyên qua hạ, tuyệt nhân cốc sương mù dày đặc, lại có thể tản đi. Diệp Thần xa xa liền thấy, tuyệt nhân cốc bên ngoài cảnh tượng. Hắn thấy được tuyệt nhân cốc bên ngoài, chi chít bu đầy người. Là Thuẫn Tông và Vạn Khư Thần Điện người. Ánh sáng nổi bật nhất, là Phù Đồ Huyền, Thuẫn Thiên Sơn. Còn có hai người, là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Vũ Hoàng Giã. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết quả nhiên tới, Vũ Hoàng Giã ôm trước thiên tội vỏ kiếm, cục xúc bất an đứng ở sau lưng nàng. Bọn họ đều không dám bước vào tuyệt nhân cốc, hiển nhiên là kiêng kỵ Ma Thiên Đế uy nghiêm. Nhưng giờ khắc này, đen nhánh chùm tia sáng ngất trời, tuyệt nhân cốc sương mù dày đặc tản đi, tất cả cảnh tượng, cũng bại lộ không bỏ sót. Diệp Thần thấy được Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cũng nhìn thấy Diệp Thần. Diệp Thần, người quả nhiên không có chết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có vẻ giật mình, nàng bị băng thần thiên tôn chỉ dẫn, đi tới vận mệnh thiên địa, cũng biết Diệp Thần mạo hiểm vào tuyệt nhân cốc. Nàng có thể không tin Diệp Thần sẽ chết ở bên trong, cho nên ở tuyệt nhân cốc bên ngoài, bầy thiên la địa võng, sẽ chờ Diệp Thần ra đi tìm cái chết. Chỉ là, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tuyệt nhân cốc ở giữa Diệp Thần, lại là không chút tổn hao nào. Chẳng lẽ, trong truyền thuyết Ma Thiên Đế ý chí giết hại, thật cũng chỉ là truyền thuyết sao? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết không dám tin tưởng, xa xa thấy Ma Thiên Đế hài cốt, chỉ cảm thấy khủng bố đè nén ma khí tràn ngập tới, kinh tâm động phách, làm người ta nghẹt thở. Sau đó, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lại thấy, Diệp Thần tay phải dắt một cô gái, sinh được thanh thuần minh lệ, yếu không khỏi gió, cẩn thận vừa thấy, cô gái kia không phải người khác, lại là sư phụ của nàng băng thần thiên tôn, Vũ Lăng Hoa. Sư phụ, là ngươi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thất kinh, tủng sợ hãi khó hiểu. Nàng tự nhiên không biết, cô gái kia, nhưng thật ra là băng thần thiên tôn đi qua thân. Chung quanh Phù Đồ Huyền, Thuẫn Thiên Sơn nhóm cường giả, thấy Tiểu Vũ hình dáng, cũng là sợ hết hồn, không dám tin tưởng mình ánh mắt.
Tiểu Vũ hình dáng, cùng băng thần thiên tôn tướng mạo, giống nhau như đúc, nhân quả hơi thở vậy hoàn toàn tương thông, lộ vẻ lại chính là băng thần thiên tôn không sai. Toàn trường tất cả người, đều cảm kinh hãi. Đuổi giết Diệp Thần, là băng thần thiên tôn tự tay bày ra khảo nghiệm. Nhưng hiện tại, băng thần thiên tôn lại đi theo Diệp Thần bên người, thậm chí còn một bộ khôn khéo thân mật hình dáng, tựa như đã hoàn toàn quy thuận Diệp Thần, quả thực là để cho người không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thuẫn Thiên Sơn bối rối, không biết như thế nào cho phải. Sư phụ, người làm sao đi theo luân hồi chi chủ bên người? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tiến lên trước một bước, xa xa hỏi. Nàng dung hợp băng thần huyết, là băng thần thiên tôn truyền nhân, vậy lắng nghe qua mấy lần băng thần thần dụ, cũng thành công bái sư, trong lòng đối băng thần thiên tôn 10 phần tôn kính. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng phụng là thần linh băng thần thiên tôn, lại có thể hình như là Diệp Thần muội muội vậy, thân mật đi theo Diệp Thần bên người. Này, ngươi là ai, ta cũng không phải là sư phụ ngươi. Tiểu Vũ ôm lấy Diệp Thần cánh tay, hơi có chút cảnh giác nhìn tuyệt nhân cốc người bên ngoài. Ở nàng trong mắt, chỉ có Diệp Thần là người tốt, những người khác cũng là người xấu. Sư phụ, ngươi không nhận được ta sao? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nội tâm đại chấn, chung quanh phù đồ huyền, Thuẫn Thiên Sơn các người, cũng là xôn xao. Bọn họ đều biết, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết là băng thần thiên tôn, ở thế giới hiện thật truyền nhân duy nhất. Nhưng giờ phút này, băng thần thiên tôn nhưng thật giống như mất trí nhớ, hoàn toàn không nhận biết Vũ Hoàng Ngạo Tuyết vậy. Không chỉ là mất trí nhớ, mọi người thấy băng thần thiên tôn thời điểm, cũng không có nhìn thẳng thần linh vậy cổ cảm giác bị áp bách. Nhưng, không có ai nghĩ đến, bọn họ thiếu nữ trước mắt, thật ra thì cũng không phải là băng thần thiên tôn, chỉ là băng thần thiên tôn đi qua thân thôi, cũng không có thần cách tồn tại. Rất nhiều người trong lòng cũng lấy là, băng thần thiên tôn thu liễm hơi thở, là muốn khảo nghiệm thành ý của bọn họ. Diệp Thần trong đầu nghĩ, xem ra bọn họ không phân biệt được đi qua thân cùng hiện trong người khác biệt. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết giận dữ, chỉ Diệp Thần quát mắng, Diệp Thần, ngươi khiến cho cái gì thuật pháp, lại có thể mê hoặc sư phụ ta, ngươi thật là to gan. Diệp Thần nhún vai một cái, đang muốn nói chuyện, Tiểu Vũ nhưng tiến lên trước một bước, bĩu môi, cảnh giác nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, kêu lên. Này, đàn bà thúi, ngươi nói bậy nói bạ chút gì, đại ca ca là người tốt, hắn không có mê muội ta, ngược lại là các ngươi một đám người vây quanh, là muốn làm gì? Trong lúc nói chuyện, Tiểu Vũ lại thân mật hơn ôm lấy Diệp Thần cánh tay, thật giống như rất sợ sẽ mất đi hắn. Toàn trường xôn xao. Bọn họ trong lòng chí cao thần minh, lại thật giống như thành Diệp Thần người phụ nữ, tất cả người trong lòng đều có loại tan thành mây khói vậy cảm giác. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lại là rợn cả tóc gáy, trong đầu nghĩ, truyền thuyết luân hồi huyết mạch, đối với người khác phái có mị lực đặc thù, thậm chí liền ta. Liền ta cũng thiếu chút nữa bị ảnh hưởng. Sư phụ có thể thật bị mê hoặc, đây có thể gây gâu hết sức. Dừng một chút, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hướng về phía phù đồ huyền kêu lên, phù đồ hộ pháp, người dẫn tới. Phù đồ huyền nói, phất tay một cái, mệnh trừng đệ tử, từ phía sau đặt tới một chiếc tù sa. Tù sa che vải đen, phù đồ huyền sắp tối vải kéo ra, liền gặp tù sa bên trong, nhốt ba người. Chính là Kỳ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Tiêu Nhất Nam. Bọn họ ba người hình dáng, cũng khá là chật vật, chán nản nhìn về phía Diệp Thần. Lúc đầu trong quá khứ thời gian hai ngày bên trong, Kỳ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Tiêu Nhất Nam ba người, mang Giang gia cường giả, cùng Thuẫn Tông, Vạn Khư Thần Điện kịch chiến, cuối cùng là người ít không đánh lại đông, tất cả bị bắt. Hôm nay bọn họ ba người thành tù nhân, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết phải dùng bọn họ làm con tin. Diệp Thần, người mau đem sư phụ ta thả, lại ngoan ngoãn đầu hàng. Nếu không ta một kiếm giết chết phụ nữ của ngươi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết rút trường kiếm ra, gác ở Kỳ Tư Thanh trên cổ, nhìn chằm chằm Diệp Thần nói. Kỳ Tư Thanh ngẩng đầu ưỡn ngực, chút nào bất khuất, hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, không cần phải để ý đến ta. Như ta chết, thu liễm ta hài cốt, đem vận mệnh ta vị cách, truyền cho muội muội ta Kỳ Lâm. Kỳ Lâm vậy bé gái, nàng đem sẽ thừa kế ta ý chí, trở thành mới vận mệnh chủ. Nói tới chỗ này, Kỳ Tư Thanh thấy Ma Thiên Đế hài cốt bên cạnh, có một pho tượng, tràn ngập tương lai cùng vận mạng hơi thở, hình dáng cùng Kỳ Lâm giống nhau như đúc. Nàng nội tâm đại chấn, giọng nói một tí liền câm, trong đầu nghĩ ta. Ta ngày hôm nay quả nhiên phải chết sao?
Kỷ Lâm sẽ thay thế ta, trở thành mới vận mệnh chủ, ta không thể nhìn thấy luân hồi thiên quốc thiết lập bộ dáng. Thoáng chốc tới giữa, Kỷ Tư Thanh trong lòng vô hạn bi thương, lại không muốn chết, thân thể một hồi phát run, nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết kiếm phong, gương mặt một hồi trắng bệch. Thật ra thì nàng cũng không sợ chết, chỉ là sợ không thể lại bầu bạn Diệp Thần, thấy Diệp Thần nghiệp bá thành tựu khí tượng. Ngươi dám! Diệp Thần thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, lại cầm Kỷ Tư Thanh làm con tin, nhất thời giận dữ, nâng kiếm sải bước lao ra. Chớ lộn xộn! Vũ Hoàng Ngạo Tuyết kiếm phong thoáng ép xuống, Kỷ Tư Thanh trắng như tuyết trên cổ, liền xuất hiện một dấu máu. Diệp Thần lập tức dừng bước. Này, đàn bà thúi, người khỏe vô sỉ à, người muốn đánh liền đường đường tránh tránh đánh, bắt giữ con tin coi là bản lãnh gì nha. Tiểu Vũ vậy nổi giận đùng đùng đi ra, tức giận trợn mắt nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, nói. Người nhanh lên một chút thả người đi. Nàng những lời này nói ra, thiên sơn vạn hác bên trong, liền truyền tới từng cơn hồi âm. Thả người đi, người đi. Lúc này âm như thần linh ngâm sướng, mang theo cực mạnh xuyên thấu lực cùng lực uy hiếp. Ở vận mệnh thiên địa các nơi, cũng thiết lập có băng thần thiên tôn pho tượng. Những cái kia pho tượng, tựa như đều ở đây đáp lại Tiểu Vũ mà nói, truyền ra hồi âm, chấn nhiếp toàn trường. Tiểu Vũ lấy làm kinh hãi, cũng không nghĩ tới mình một câu nói, lại có thể đưa tới lớn như vậy vọng về. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Phù Đồ Huyền, Thuẫn Thiên Sơn, Vũ Hoàng Giã, còn có toàn trường Thuẫn Tông Vạn Khư các cường giả, đều là hoảng hốt, chỉ lấy là băng thần thiên tôn hiển linh. Sư phụ bất giận, ta thả người là được. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có chút hoảng hồn, vội vàng chém ra tù xa gông xiềng, đem Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Tiêu Nhất Nam ba người cũng thả. Kỷ Tư Thanh nhìn Tiểu Vũ, lại nghe trước thiên sơn vạn hác không tuyệt hồi âm, chỉ cảm thấy khắp nơi lộ ra cổ quái, nhưng biết cơ hội không thể mất, lập tức mang Giang Mệnh Tâm, Tiêu Nhất Nam hai người rời đi. Ba người vội vã rời đi, hơi có chút không thôi nhìn lại Diệp Thần, nhưng biết lấy trạng thái của mình hôm nay, nếu như lưu tại chỗ mà nói, có thể sẽ trở thành là liên lụy, cho nên vẫn là sớm một chút rời thì tốt hơn. Diệp Thần thấy Kỷ Tư Thanh yên ổn rời đi, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đại định. Diệp Thần, ta đã thả phụ nữ của ngươi, ngươi cũng nên buông sư phụ ta ra. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cắn chặt hàm răng, rất kiếm nhìn Diệp Thần, trầm giọng nói. Diệp Thần còn chưa lên tiếng, Tiểu Vũ liền ưỡn ngực nói, này, đàn bà thúi, ta nói hết rồi, ta không phải sư phụ ngươi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhìn Tiểu Vũ quyết tuyệt như vậy hình dáng, trong bụng cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng cẩn thận bắt dưới, lại xác định Tiểu Vũ trên mình nhân quả hơi thở, cùng nàng trong cơ thể băng thần huyết tương thông, đúng là chính là băng thần thiên tôn không sai. Mới vừa thiên sơn vạn hác hồi âm, cũng là băng thần ý chí hiện ra. Nàng trong đầu nghĩ, sư phụ có thể là đang khảo nghiệm ta. Lập tức đánh bạo, cao giọng hỏi, ngươi không phải sư phụ ta, ngươi lại là ai? Ngươi có phải hay không họ Vũ, tên gọi Lăng Hoa? Tiểu Vũ nói, đàn bà thúi, ngươi cũng biết ta tên chữ, hừ hừ, không quá ta thật không phải là sư phụ ngươi, ta là Diệp Thần đại ca ca bạn tốt. Vừa nói vừa khoác ở Diệp Thần cánh tay. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy vậy, trong lòng nghi ngờ sâu hơn. Không biết băng thần thiên tôn, rốt cuộc là đứng ở phía bên mình, vẫn là đứng ở Diệp Thần bên kia. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết to gan hỏi. Tiểu Vũ đảo tròng mắt một vòng, gặp những người này tựa hồ cũng sợ mình, liền nói, ta muốn ngươi cùng đại ca ca đơn đả độc đấu, ngươi nếu bị thua, liền lại làm học trò ta đi, lạc lạc, ta còn không thu qua học trò đây. Nàng đặc biệt thông mẫn, biết Vũ Hoàng Ngạo Tuyết những người này, là nhận lầm người. Nàng dứt khoát đem sai liền sai, phải giúp Diệp Thần một lần. Nàng đối Diệp Thần thực lực, có tuyệt đối lòng tin. Nếu là đơn đả độc đấu mà nói, Diệp Thần thắng chắc. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong đầu nghĩ, lúc đầu sư phụ là muốn ta cùng Diệp Thần đơn đả độc đấu. Nàng từ lấy là rõ ràng liền băng thần thiên tôn ý đồ, lập tức liền gật gật đầu nói, được, ta cùng hắn đơn đả độc đấu là được. Nàng cẩn thận cảm ứng mình hơi thở. Phát hiện tự thân linh khí sau lưng, vậy cổ băng thần chúc phúc, như cũ tồn tại. Nhìn lại Diệp Thần, thì không có bất kỳ băng thần ban phúc khí tượng. Sư phụ vẫn là giúp ta không thể thua. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong lòng vui vẻ, lại cảm thấy ngưng trọng. Nếu như không có băng thần che chở, nàng là thất bại không thể nghi ngờ. Mà mặc dù có băng thần ban phúc, đối chiến Diệp Thần,
thắng bại cũng chỉ là chỉ năm, rất khó nói. Nhưng bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không lùi bước. Tiểu thư, đeo cái này vào. Vũ Hoàng giã hai tay nâng thiên tội cổ kiếm vỏ kiếm, đưa cho Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, một mặt nhún nhường hình dáng. Vỏ kiếm này, ta có thể sử dụng. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhướng mày một cái này thiên tội cổ kiếm vỏ kiếm, có thể cho đòi dẫn thiên tội kiếm khí, sát phạt đặc biệt khủng bố. Ở toàn bộ Vạn Khư Thần Điện, chỉ có Vũ Hoàng Cổ Đế và Vũ Hoàng Giã, có năng lực sử dụng. Vũ Hoàng Giã thực lực, cùng Vũ Hoàng Cổ Đế so sánh, đó là đom đóm cùng nhật nguyệt, không thể như nhau. Nhưng, hắn là vỏ kiếm chủ yếu đúc người, hắn hơi thở cùng vỏ kiếm tương thông, cho nên hắn cũng có dùng vỏ kiếm tư cách. Nhưng trừ hắn và Vũ Hoàng Cổ Đế ra, người khác thì không được. Bởi vì, thiên tội cổ kiếm kiếm khí, giết hại quá kinh khủng, vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả dính một tí, đều có táng thân vẫn diệt nguy hiểm, đừng nói ngự kiếm giết người, có thể bảo đảm mình không bị chém chết cũng không tệ. Coi như là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, cũng không dám loạn dùng vỏ kiếm này. Vũ Hoàng giã một mặt nhún nhường, lại mười phần hèn mọn cười nói, tiểu thư, ta vì ngươi cầu nguyện qua. Hơn nữa người có băng thần ban phúc, cũng có thể sử dụng vỏ kiếm này. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết mắt đẹp sáng lên, nếu có thể vận dụng thiên tội vỏ kiếm, nàng chu diệt diệp thần, chắc chắn liền lớn hơn. Được, ta thử một chút. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhận lấy vỏ kiếm, chăn thủ gật đầu một cái. Vũ Hoàng giã mở cờ trong bụng, ôm quyền cười nói, tiểu thư, chúc người võ vận xương long, một kiếm chu diệt luân hồi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bật cười. Nói ta là phải đi giết sư phụ ngươi, ngươi còn cao hứng như thế. Vũ Hoàng giã ngẩn ngơ, nhìn về Diệp Thần, sau đó cả người cũng cứng lại, trên mặt toát ra quẫn bách, xấu hổ, áy náy, xấu hổ không vân. Vân thần sắc, không lời chống đỡ. Diệp Thần thấy Vũ Hoàng giã cho mượn vỏ kiếm, sắc mặt đã là đổi được đặc biệt xanh mét, đặc biệt khó khăn xem. Đại ca ca, người nọ là đồ đệ của ngươi sao? Tiểu Vũ kéo kéo Diệp Thần ống tay áo, nhẹ giọng hỏi. Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói, ta không có cái loại này học trò. Hắn lời nói không cao, nhưng lại rõ ràng truyền đến Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Vũ Hoàng Giã trong tai. Vũ Hoàng Giã lại là xấu hổ vô cùng. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cười một tiếng, liền muốn bước vào tuyệt nhân cốc bên trong. Ngạo Tuyết tiểu thư, chú ý. Phía sau. Phù Đồ Huyền trầm giọng nhắc nhở. Ừ, ta biết, ta sẽ chú ý luân hồi chi chủ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết gật đầu nói. Không phải, là Ma Thiên Đế. Phù Đồ Huyền ánh mắt như đuốc, nhìn về vậy Ma Thiên Đế thi hài, còn có vậy ngất trời đen nhánh chùm tia sáng, tựa hồ cảm giác được cái gì. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong lòng rét một cái, chợt vậy bắt được cái gì, cười nói, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao. Ha ha, bất quá. Có sư phụ ta trấn canh giữ ở chỗ này, Ma Thiên Đế muốn làm cái đó ngư ông, không như vậy dễ dàng. Vốn là, tuyệt nhân cốc quanh năm bao phủ ở hắc ám âm sương mù bên trong, là tuyệt đối tử địa. Nhưng hiện tại, tất cả âm sương mù tiêu tán, ngày xưa hoàn cảnh nghiêm ngặt tuyệt nhân cốc, giờ phút này rõ ràng lộ ra ở trước mắt mọi người. Cái này sau lưng, dĩ nhiên là Ma Thiên Đế bút tích. Ma Thiên Đế chủ động xua tan sương mù dày đặc. Tựa hồ chính là muốn dụ Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người đi vào, cùng Diệp Thần đại chiến. Hắn muốn tiêu hao hai bên lực lượng, ngồi nữa thu mưu lợi bất chính. Nếu là hắn cắn nuốt Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, còn có Tiểu Vũ, hắn đủ để làm thân xác hồi phục. Một điểm này, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cũng đoán được. Bất quá, nàng vẫn là sải bước vào tuyệt nhân cốc bên trong, thẳng hướng Diệp Thần đi tới. Nàng tin tưởng băng thần thiên tôn. Sẽ trấn áp hết thảy tà ma, sẽ không cho Ma Thiên Đế bất kỳ tàn phá bừa bãi cơ hội. Diệp Thần nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, hôm nay nàng, ăn mặc mang theo một hàng nút áo quần bó sát người bào, vậy uyển chuyển dáng vẻ, ở quần bào phác họa hạ, vậy lộ vẻ được mười phần đầy đặn ngạo nhân, tư thế oai hùng hiên ngang. Từ Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong ánh mắt, Diệp Thần vậy cảm ứng được sau lưng Ma Thiên Đế nhân quả. Thật ra thì không cần xem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Diệp Thần mình vậy đoán được. Ma Thiên Đế mưu đồ, bởi vì thật sự là quá rõ ràng. Vậy ẩn núp ở sau lưng Ma Thiên Đế, nói rõ chính là muốn nhìn hắn và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, lưỡng bại câu thương, ngồi nữa thu mưu lợi bất chính. Bất quá, Diệp Thần cũng không sợ, bởi vì bên cạnh còn có Lệ Thiên Đế trấn giữ trước,
cũng chính là tương lai Kỷ Lâm. Ma Thiên Đế muốn tính toán hắn, hắn cũng muốn tính toán Ma Thiên Đế. Dựa hết vào hắn một người mà nói, tối đa thu lấy Ma Thiên Đế tim, không cách nào thu lấy nguyên một cỗ hài cốt. Nhưng cộng thêm Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, còn có sau lưng băng thần Thiên Tôn lực lượng, kém không nhiều cũng đủ rồi. Ai yêu, đại ca ca, người thăm nàng vật trong tay. Tiểu Vũ nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết từng bước một đi tới, đột nhiên lộ ra hoảng sợ thần sắc. Theo Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đến gần, nàng cũng là thấy rõ, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tay phải nâng kiếm, tay trái nhưng nắm một thanh kiếm sao. Vỏ kiếm kia, thấm ra khí tức cực kỳ kinh khủng, tựa như hội tụ 9 tầng trời thần phạt, làm người ta nhìn một cái, liền cảm thấy sợ hãi. Đó là thiên tội cổ kiếm vỏ kiếm, tại sao có thể có loại vật này? Thiên tội cổ kiếm tự ảo tưởng lúc sau khi đi ra, còn ngoài định mức tạo một thanh kiếm sao sao? Tiểu Vũ kinh hoàng không chạng, hiển nhiên cũng là cảm thấy vỏ kiếm kia đáng sợ. Nếu như không có vỏ kiếm kia, chỉ là đơn thuần Vũ Hoàng Ngạo Tuyết một người mà nói, nàng có lòng tin Diệp Thần có thể thắng. Nhưng, hơn nữa vỏ kiếm kia, thắng bại liền khó nói. Một khi thiên tội cổ kiếm hạ xuống, đó đúng là thiên đế chủ thần, đều phải làm run rẩy sợ hãi tồn tại. Đừng lo lắng, ta có thể thắng. Diệp Thần sờ một cái Tiểu Vũ tóc, cười nói. Tuy nói Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có bữa tội vỏ kiếm, nhưng Diệp Thần cũng không sợ, hắn cả người cũng có rất nhiều pháp bảo, hơn nữa có Kỷ Lâm pho tượng ở hắn bên người, hắn như có thần giúp, cảm thấy trước đó chưa từng có lòng tin. Đừng, đại ca ca, không nên quá tự tin. À, ta cho ngươi một chút chúc phúc đi. Tiểu Vũ trợn con ngươi, nâng lên tươi đẹp gương mặt, ngắm nhìn Diệp Thần. Cái gì chúc phúc? Diệp Thần sửng sốt một chút. Tiểu Vũ lông mi mau cong cong, cười một cái, đột nhiên nhón chân lên, ôm lấy Diệp Thần gương mặt, hôn hắn. Cái này một tí hôn, nhưng là sâu hôn. Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người giống như điện giật run lên, theo cái này một tí hôn, hắn có thể cảm thấy Tiểu Vũ trong huyết mạch linh khí, bơm vào đến trong cơ thể hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Tiểu Vũ huyết mạch, là thiên đế huyết mạch. Năng lượng ngọn nguồn chính là trời bia cùng thiên đế ra lệnh tinh, cùng luân hồi tương thông. Ở Tiểu Vũ linh khí bơm vào hạ, Diệp Thần cảm thấy tự thân luân hồi huyết mạch, lại có thể ngay tức thì đổi được mạnh mẽ. Vậy 9 cái luân hồi thần mạch, Xích Trần thần mạch, Lăng Phong thần mạch, Tới Ám thần mạch, Cổ Độc thần mạch, Long Viêm thần mạch, Vạn Linh thần mạch, Thánh Ma thần mạch, Hư Linh thần mạch, Thiên Lôi thần mạch, cũng là nhanh mạnh lột xác, cường đại lên. Cái này cổ lột xác không phải ngắn ngủi trở nên mạnh mẽ, mà là vĩnh cửu tăng lên, vĩnh hằng mạnh mẽ. Tiểu Vũ đưa ra một hơi linh khí sau đó, liền muốn buông Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần trong lòng ý động, ôm thật chặt nàng, hấp thu nàng huyết mạch trong cơ thể linh khí. Đây là thiên đế huyết mạch linh khí, là mang theo luân hồi thất tinh trí cao, thiên đế ra lệnh tinh chúc phúc. Cái này cổ chúc phúc, đủ để cho Diệp Thần luân hồi huyết mạch, nhanh mạnh tăng lên. À. Tiểu Vũ có chút nghẹt thở, không nghĩ tới trước đây còn bình tĩnh khắc chế Diệp Thần, hôm nay lại có thể đổi được như thế nóng rực khát vọng. Sư phụ, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy một màn này, nhất thời ngây dại. Tuyệt Nhân Cốc bên ngoài, Thuẫn Thiên Sơn, Phù Đồ Huyền, Vũ Hoàng Giã, còn có rất nhiều hơn băng thần thiên tôn các tín đồ, thấy tràng diện này, cũng là hoàn toàn rung động cùng kinh ngạc. Vũ Lăng Hoa là người nào? Đây chính là chí cao vô thượng băng thần thiên tôn. Là bọn họ duy nhất tín ngưỡng. Nhưng hiện tại, bọn họ tín ngưỡng nữ thần, nhưng là cùng Diệp Thần khắc cốt hôn, liền như tình cảm chân thành người yêu vậy. Bọn họ không cách nào tiếp nhận, chỉ cảm thấy thiên địa cũng sụp đổ. Cái đó cưỡi trắng lộc, bước chậm ở băng thiên tuyết địa giữa tuyệt đẹp thần nữ, lúc đầu cũng có như thế nóng rực một mặt sao. Diệp Thần hôn Tiểu Vũ hồi lâu, mới đưa nàng buông. Đại ca ca, ta cũng mau hít thở không thông. Tiểu Vũ mặt đỏ tới mang tai, lui về phía sau hai bước, chợt sắc mặt lại đổi được trắng bệch. Mới vừa Diệp Thần hôn, nhưng mà cướp đi nàng không thiếu linh khí, thật may nàng huyết mạch mạnh mẽ, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, là được khôi phục. Thật xin lỗi. Diệp Thần vậy nhận ra được mình thất thố, nhưng nội tâm đói khát ý, vẫn là không có đạt được chậm tách ra. Hắn nhìn Tiểu Vũ thời điểm, trong lòng vẫn là ý động. Lòng hắn muốn, thiên đế ra lệnh tinh sức hấp dẫn, quả nhiên là to lớn. Diệp Thần biết, hắn mong muốn, thật ra thì cũng không phải là Tiểu Vũ thân thể, mà là Tiểu Vũ huyết mạch sau lưng,
vậy cổ thiên đế ra lệnh tinh năng lượng. Thiên đế ra lệnh tinh, luân hồi thất tinh chí cao, là một viên cuối cùng luân hồi mệnh tinh, coi như chỉ là một chút xíu năng lượng chúc phúc, đối Diệp Thần mà nói, đều là thiên đại đồ bổ. Hiện tại hắn đạt được tiểu vũ huyết mạch linh khí bồi bổ, tự thân xích trần thần mạch, lăng phong thần mạch, tới ám thần mạch vân. Vân, uy năng chí ít tăng lên gấp mấy lần, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi đột phá. Đây nếu là thật bị ta thắp sáng thiên đế ra lệnh tinh, coi như là Hồng Quân lão tổ, ta cũng có thể có tư cách đối hắn ra tay đi. Diệp Thần trong lòng nhiệt huyết vô cùng, tràn đầy mong đợi. Sư phụ, ngươi và luân hồi chi chủ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đi tới Diệp Thần và Tiểu Vũ trước người, nhìn hai người gương mặt ửng đỏ, hơi thở xốc xếch hình dáng, nội tâm mười phần bi thảm. Ở nàng trong lòng, băng thần thiên tôn cao cao tại thượng, nhưng hôm nay, cũng là gặp luân hồi độc thủ. Cái gì, ta và đại ca ca là trong sạch, ngươi không nên nghĩ bậy bạ. Các ngươi muốn đánh cứ đánh đi, ta làm một công chứng. Tiểu Vũ gò má đỏ lên, nói chuyện cũng thay đổi được lắp ba lắp bắp. Cái này thiếu nữ đơn thuần, thật ra thì thông mẫn rất, nên biết sự việc, nàng đều biết. Nàng xấu hổ dưới, như lộc con vậy bước nhanh chạy ra ngoài, đứng ở vậy lệ thiên đế dưới pho tượng, hít sâu một hơi, thoáng bình tĩnh tâm thần. Ra tay đi. Diệp Thần cười một tiếng, nội tâm nhiệt huyết cũng là bình tĩnh lại. Chỉ cần đánh bại Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, lần thi này nghiệm, hẳn liền có thể thông qua. Diệp Thần, ta muốn giết ngươi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết con ngươi lạnh như băng, tay phải cầm kiếm đâm thẳng ra, kiếm khí gào thét, giữa trời đất băng tuyết nổ tung, khí lạnh mãnh liệt. Ngàn băng vạn tuyết kiếm. Chỉ gặp ngàn vạn đạo băng tuyết kiếm khí, từ Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trên thân kiếm phá giết ra, hung hăng hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần gương mặt bình tĩnh, không có động tĩnh, bước chân lui về phía sau. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cầm kiếm thẳng truy đuổi, hai người vọt tới Ma Thiên Đế hải cốt nội bộ. Băng tuyết kiếm khí loạn xạ, đem từng cây một xương cốt đánh rơi xuống đất, ma khí lao nhanh. Ma thiên đế thi hài nội bộ không gian, khắp nơi đều là ma khí cùng hắc ám, nếu như là người bình thường đặt mình vào nơi đây, chỉ có một con đường chết. Nhưng Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, tu vi hơi thở đều là thập phần cường đại, cũng không có bị ảnh hưởng. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, ở nàng kiếm khí thoáng vừa chậm để gặp, đột nhiên một quyền đánh giết ra. Viêm bia, long viêm thần mạch, mở. Đi đôi với quát to một tiếng, Diệp Thần trong cơ thể long viêm thần mạch nổ tung, cuồng bạo viêm bia năng lượng khí tức, hội tụ đến nắm đấm của hắn trên, hóa thành một cái gầm thét gào thét hỏa long, chung quanh nhiệt độ cuồng như vậy tăng vọt. Oanh! Diệp Thần long viêm thần quyền đánh ra, chung quanh rất nhiều băng tuyết kiếm khí, ngay tức thì liền bị oanh diệt, hung mãnh long viêm đợt khí, lại là đem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ép được liên tiếp lui về phía sau. Sợi tóc tán loạn, hình dáng khá là chật vật. Khi lấy được tiểu vũ linh khí bồi bổ sau đó, Diệp Thần gián tiếp lấy được thiên đế ra lệnh tinh một chút chúc phúc, mặc dù chỉ là yếu ớt một chút, nhưng đối với hắn luân hồi huyết mạch, cũng có to lớn tăng thêm hiệu quả. Hôm nay hắn luân hồi huyết mạch, xa so trước kia mạnh mẽ, vậy các loại thần mạch, uy lực cũng là lớn lớn tăng lên. Hư linh thần mạch, phá. Ở một quyền đánh lui Vũ Hoàng Ngạo Tuyết sau đó, Diệp Thần thừa thắng truy kích, lại lập tức mở hư linh thần mạch, khống chế không gian, một cái ngay tức thì di động, giết tới Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trước mặt, bót đích một tiếng, hung hăng một cái tát đi xuống. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bất ngờ không kịp đề phòng, bị Diệp Thần một cái tát đánh vào trên gương mặt, nhất thời gò má sưng đỏ, hình dáng hơn nữa chật vật, thân thể mềm mại bay ra ngoài, đụng gãy từng cây một ma thiên đế xương cốt. T. Bên ngoài, Phù Đồ Huyền, Thuẫn Thiên Sơn. Vũ Hoàng Giã, Tiểu Vũ các người, còn có rất nhiều xem cuộc chiến Vạn Khư Thuẫn Tông các đệ tử, thấy Diệp Thần hung mãnh như vậy hình dáng, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, âm thầm là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lau mồ hôi một cái. Xem Diệp Thần hình dáng, hiển nhiên là không có một chút thương hương tiếc ngọc, là thật muốn hạ tử thủ. Diệp Thần, người thật đúng là tàn nhẫn. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lảo đảo lắc lư đứng dậy, che bị tát được sưng đỏ gò má, cắn chặt hàm răng, mười phần khuất nhục. Diệp Thần một tát này, lực sát thương chừng mực, làm nhục ngược lại là hết sức lợi hại, là muốn đánh nàng đạo tâm ý chí. Như nhau, Diệp Thần con ngươi lạnh lùng, không có chút nào nói nhảm, vung ra luân hồi thiên kiếm, phá giết hư không, thẳng hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết chém tới. Lăng phong thần mạch, gió lớn dậy.
ở xuất kiếm ngay tức thì, Diệp Thần lại mở Lăng Phong thần mạch, cả người linh khí nổ. Hắn Lăng Phong thần mạch, khi lấy được tiểu vũ huyết mạch linh khí bồi bổ sau đó, đồng dạng cũng là đổi được mạnh mẽ, hơn nữa so với trước kia, nhiều hơn một chút bá đạo thần uy. Dĩ vãng Lăng Phong thần mạch, có thể hấp thu địch nhân thế công năng lượng, hóa cho mình dùng, giống như là gió bão tích góp. Mà hôm nay, Lăng Phong thần mạch đổi được mạnh mẽ sau đó, tự thân là có thể nổ ra cuồng bạo gió lốc lớn. Diệp Thần một kiếm này chém ra, bạo gió gào thét, như vậy phong thần hạ xuống, ùng ùng gió bão vang lớn, làm người ta rung động. Chung quanh rất nhiều xương trắng, đều bị cuốn lên, một đạo hòa lẫn ma khí cùng dơ bẩn cuồng loạn gió lốc, mãnh liệt cạo hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Xem vậy gió lốc uy thế, sợ là phải đem nàng xé nát. Đáng chết! Sư phụ tại sao phải cho hắn lớn như vậy cơ duyên? Chẳng lẽ đây là đối với ta khảo nghiệm sao? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cảm nhận được Diệp Thần khủng bố uy thế, nội tâm cũng là vô cùng ngưng trọng, liếc mắt nhìn xem đứng ở tương lai vận mệnh chủ dưới pho tượng tiểu vũ. Nàng biết, Diệp Thần luân hồi thần mạch, có thể đổi được như thế mạnh mẽ, chủ yếu là bởi vì tiểu vũ chúc phúc. Băng bảo vệ, tuyết quốc kết giới. Mắt xem Diệp Thần kiếm thế gào thét tới, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết vậy không dám thở ơ, cả người linh khí cháy, thả ra một cái băng tuyết kết giới. Từng tầng một tinh bích hệ, ở quanh người nàng toát ra, phía trên đóng dấu trước hoa mỹ băng tuyết phủ văn. Oanh! Diệp Thần bạo gió kiếm thế, oanh chém ở đó từng tầng một tinh bích cột lên, tinh bích hệ xuất hiện tan vỡ, nhưng cũng không có nổ tung. Cái này băng tuyết kết giới, sau lưng mang theo băng thần thiên tôn chúc phúc bảo vệ, liền Diệp Thần cũng khó mà kích phá. Ngạo Tuyết tiểu thư, mau dùng thiên tội vỏ kiếm. Tuyệt nhân cốc bên ngoài, Vũ Hoàng dã lớn tiếng gào lên. Hắn gặp Diệp Thần hung mãnh như vậy, suy nghĩ coi như Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có băng thần chúc phúc, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Muốn thủ thắng, chỉ có vận dụng thiên tội vỏ kiếm. Không cần ngươi nói. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết khẽ cắn môi đỏ mọng, mắt đẹp liếc một tí bên trái tay cầm vỏ kiếm. Vỏ kiếm này, là nàng lá bài tẩy. Nàng vốn là muốn chờ đợi thời cơ, sử dụng nữa vỏ kiếm, nhất kích bại địch. Nhưng bây giờ nhìn lại, nếu như không dùng vỏ kiếm mà nói, nàng hoàn toàn không cách nào chống lại Diệp Thần lực lượng. Diệp Thần đạt được tiểu vũ bồi bổ, ngang hàng là đạt được một chút thiên đế ra lệnh tinh chúc phúc, lực lượng chân thực quá hung mãnh, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều có bạo diệt tinh không khí thế, hoàn toàn không phải Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có thể chống lại. Thiên tội phạt, đem giết Trần Thế. Lập tức, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết không do dự nữa, sử dụng kiếm trong tay sao, nhẹ giọng ngâm sướng lên tới. Nàng bây giờ trời bỏ mặc trả giá cao gì, đều phải chu diệt luân hồi. Đi đôi với nàng ngâm sướng, vỏ kiếm kia run lẩy bẩy, cùng xa xôi thời không loại nào đó đáng sợ tồn tại, lẫn nhau đồng tình. Một cổ lực lượng vô hình đang ngưng tụ. Lực lượng này có thể phá trời, có thể xé ra thế giới hiện thật vách đá táng, đi thông không không lúc nào không. Ùm ùm, tuyệt nhân cốc phía trên bầu trời, xuất hiện một tầng tai nạn đáng sợ mây đen, gió bão lăn lăn. Ở đó gió bão mây đen bên trong, ẩn nhiên có màu máu mang khí nổi lên. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, người muốn triệu hoán thiên tội kiếm khí. Cổ độc thần mạch, cho ta trấn áp. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời một cái không, cũng là cảm thấy đáng sợ kiếm khí chập chờn, đó là thiên tội cổ kiếm kiếm khí, một khi hạ xuống nói, sát phạt tuyệt đối là long trời lở đất. Hắn cũng khó mà chống lại. Rắc rắc. Diệp Thần tay trái nắm quyền, độc bia năng lượng nổ, cổ độc thần mạch mở, kinh khủng kịch khí độc tức, từ trong cơ thể hắn bạo dũng ra, hội tụ ở nắm đấm của hắn trên, khói độc lăn lăn. Hạ một sát, Diệp Thần chính là hung hăng một quyền đánh ra, kịch độc quả đấm, trực kích Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có băng tuyết kết giới bảo vệ, nhưng Diệp Thần một quyền này, khí độc nổ tung, kịch độc kia hơi thở. Có thể trực tiếp xuyên thấu bảo vệ tinh bích hệ, ăn mòn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tim. Diệp Thần phải dùng một quyền này, ngăn trở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, không cho nàng triệu hoán thiên tội kiếm khí cơ hội. Oanh! Diệp Thần quả đấm, đánh vào băng tuyết kết giới tinh bích cột lên, tuy không có thể đem tầng này tinh bích hệ đánh nát, nhưng hắn trên nắm tay khí độc, đã như rắn độc vậy xuyên qua tinh bích hệ, thấm vào, quấn đi vòng qua Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trên mình. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thân thể mềm mại bị khí độc quấn quanh, nhất thời thần sắc đại biến. Hiện tại nàng có hai cái lựa chọn, hoặc là buông tha triệu hoán thiên tội kiếm khí, vận công khu độc.
hoặc là kiên trì triệu hoán, bỏ mặc khí độc xâm lược. Diệp thần, ngươi không ngăn được ta. Ta ngày hôm nay chính là liều mạng ngọc đá cùng vỡ, cũng không thể bại trong tay ngươi. Phú Hoàng Ngạo Tuyết khẽ cắn răng, mắt đẹp lướt qua một chút Đoạn Tuyệt, lại là không để ý xâm lấn khí độc, tiếp tục ngâm sướng triệu hoán, như tín đồ trung thành vậy. Theo Vũ Hoàng Ngạo Tuyết triệu hoán, bầu trời bên trong, vô số tia máu nổi lên, một đạo mang vô tận máu tươi giết hại, vô tận tội phạt sát khí màu máu kiếm khí, từ mây đen gió bão tới giữa, hạ xuống, cùng vỏ kiếm lẫn nhau hô ứng. Đó chính là thiên tội kiếm khí. Lấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thực lực, nàng muốn triệu hoán chân chính thiên tội cổ kiếm, tự nhiên tuyệt đối không thể, nhưng muốn cho đòi dẫn một món kiếm khí, lại cũng không việc khó. Thiên tội kiếm khí hạ xuống, nhất thời toàn bộ Tuyệt Nhân Cốc, thậm chí toàn bộ vận mệnh thiên địa, cũng bao phủ ở kinh khủng tội phạt sát ý bên trong, hình như là tối cao vô thượng thần vương thần đế hạ xuống, muốn ở nơi này thế gian, biểu dương mình uy nghiêm cùng bá đạo. Thiên tội kiếm khí, giết! Phú Hoàng Ngạo Tuyết con ngươi lãnh khốc, tay chỉ một cái, trên bầu trời vậy một đạo màu máu kiếm khí, chính là mang dễ như bớn, chém chết hết thảy đáng sợ mũi nhọn, hung hăng hướng Diệp thần chém chết đi. Cho đòi dẫn một kiếm này, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết giá phải trả to lớn. Nàng hoàn toàn không thấy Diệp thần cổ độc thần mạch. Ở cổ độc thần mạch khí độc dưới sự xung kích, nàng tâm mạch đã gặp phải ăn mòn, nguyên bản da thịt trắng như tuyết, xuất hiện một phiến phiến tím bầm độc ban, hình dáng khá là khủng bố. Tiểu thư, Vũ Hoàng Giã thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết như vậy hình dáng, trong lòng rất không đành lòng, vừa lo lắng. Bất quá, Phù Đồ Huyền, Thuẫn Thiên Sơn, Tiểu Vũ các người, sự chú ý đều không ở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trên mình, đều bị vậy một đạo thiên tội kiếm khí hấp dẫn. Đại ca ca chú ý. Tiểu Vũ kinh hoàng kêu to, thiên tội kiếm khí uy thế, chân thực quá kinh khủng, sợ rằng liền phổ thông tiên đế đều có thể chém chết, đó là không không lúc nào không cao nhất sát phạt mũi nhọn, là cổ thần nhất tộc mũi nhọn trình độ cao nhất. Nàng không biết Diệp thần đối mặt một kiếm này, như thế nào có thể ngăn cản. Đáng chết. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, liên tiếp lui về phía sau, mắt nhìn bầu trời tội kiếm khí truy đuổi chém qua tới, hắn lập tức sử dụng thiên quân phong thần bia, chín khối luân hồi huyền bi, kim trương thần ấn, chiêu võ linh vũ vân. Vân pháp bảo, chuẩn bị liều chết ngăn cản. Nhưng lúc này, Tiểu Vũ bên người, tòa kia tương lai vận mệnh chủ, tương lai lệ thiên đế pho tượng, nhưng là bỗng nhiên tản mát ra một cổ sáng chói chói lọi. Một đạo vĩ đại mênh mông lực lượng, hàm chứa vận mạng chúc phúc. Hóa thành một mặt tấm tuấn, phía trên lưu chuyển số mệnh ánh sáng tím, vận mạng phù lục, ngăn ở Diệp thần trước mặt. Chanh! Thiên tội kiếm khí chém xuống, hung hăng đem mạng này vận hộ thuẫn chém bể, nhưng đồng thời vậy tiêu hao hết tất cả năng lượng, nghẹn ngào một tiếng, hóa thành khói mù tan dã tản mát. Hai người va chạm, vậy dẫn phát kinh khủng đợt khí nổ, đem ma thiên đế hài cốt, không biết phá hủy nhiều ít, khắp nơi đều là xương mảnh vỡ, bụi mù lăn lăn, khí tượng mười phần nguy nga. Vận mệnh hộ thuẫn cùng thiên tội kiếm khí, song song tiêu tán, Diệp thần không có bị một bị thương. Cái gì? Thấy một màn này, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hoàn toàn sợ ngây người. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, ở giây phút sau cùng, Diệp thần lại có thể được vận mạng bảo vệ. Diệp thần cũng là mười phần bất ngờ, ánh mắt nhìn về lệ thiên đế pho tượng. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì, hắn thật giống như thấy pho tượng kia ánh mắt, thật chảy nước mắt. Rắc rắc sát. Rồi sau đó, pho tượng kia tựa như đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, đột nhiên nổ tung nghiền, hóa thành đầy đất đá mảnh vỡ. Kỳ Lâm. Diệp thần thấy vậy kinh hãi, nội tâm khó hiểu có chút rút ra đau. Tiểu Vũ ai yêu một tiếng kêu, pho tượng nổ tung, vậy để cho nàng được không thiếu đánh vào. Thật may, nàng bề ngoài nhìn như tuy mềm yếu, nhưng trong thực tế thân cái thiên đế huyết mạch, nội tình cũng là hết sức lợi hại, cũng không có bị thương. Tuyệt Nhân Cốc bên ngoài, Phù Đồ Huyền, Thuẫn Thiên Sơn, còn có rất nhiều vạn khư cùng Thuẫn Tông các cường giả, thấy một màn này, cũng là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là luân hồi khí vận sao? Làm sao tương lai vận mệnh thần, cũng đứng ở hắn bên này? Không ít người kinh ngạc, thật sâu cảm thấy Diệp thần khí vận mạnh mẽ. Mới vừa, thiên tội kiếm khí chém xuống, Diệp thần rơi vào hiểm cảnh, coi như không chết cũng phải trọng thương. Nhưng cuối cùng, tương lai vận mệnh chủ, mang cho hắn chúc phúc, vận mạng hộ thuẫn hạ xuống, là hắn ngăn cản thiên tội kiếm khí giết hại. Phốc xích,
Cùng không chút tổn hao nào Diệp Thần so sánh, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết chính là vô cùng chật vật, há mồm phun ra một hơi màu đen máu độc, gương mặt tím bầm, khí độc đã xâm nhập lòng nàng phổi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, ta muốn ngươi chết. Diệp Thần ánh mắt lướt qua ý định giết người, sải bước bạo cướp, nâng kiếm giết tới Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trước mặt, thì phải một kiếm đem nàng giết chết. Bịch bịch. Nhưng vừa lúc đó, một hồi kịch liệt tiếng tim đập, từ cách đó không xa truyền tới. Ma Thiên Đế viên kia khô héo tim, vào giờ khắc này, lại có thể mãnh liệt nhảy lên hai cái. Bịch bịch. Ngay sau đó, chết đi kia tim, bắt đầu có tiết tấu nhịp đập, như vậy thiên cổ gõ. Ở nơi này tim nhịp đập hạ, Ma Thiên Đế hài cốt bên trong, các loại ma khí hóa thành từng cái con sông vậy, tuân theo một cổ hoàn mỹ quỹ tích, nhanh chóng bắt đầu lưu động lực, như ngay ngắn có thứ tự mạch máu, lại tựa như mang theo tinh thần quỹ tích vận chuyển. Diệp Thần mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy một cổ kịch liệt ma đạo ý chí, như dao nhọn vậy nghiền đè xuống. Hắn vội vàng vận chuyển luân hồi thánh hồn thiên, bảo vệ tâm thần. Ha ha, luân hồi chi chủ, cần gì phải táo bạo như vậy? Ngươi và người phụ nữ này, đều là ta thức ăn, các ngươi máu tươi, sẽ trở thành là ta chất dinh dưỡng. Quanh mình ma sương mù lăn lăn, một đạo thanh âm lạnh lẽo, từ ma trong sương mù truyền ra. Đó là Ma Thiên Đế thanh âm. Ma Thiên Đế. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, đợi lâu như vậy, Ma Thiên Đế ý chí, rốt cục thì muốn hạ xuống. Là ta. Ha ha, người trước có tương lai vận mệnh đứng đầu bảo vệ, ta còn thật không dám hiện thân. Nhưng hiện tại, người mất đi vận mạng che chở, người đã là một người chết. Hắc ám ma sương mù bên trong, chậm rãi đi ra một đạo quỷ dị bóng người, cả người quấn vòng quanh rắn độc giống vậy ma khí. Gương mặt dữ tợn, da dị thường trắng bệch, như ác quỷ vậy, nhưng lại thấm ra quân vương uy nghiêm, hơi thở cực kỳ khủng bố, chính là trong truyền thuyết Ma Thiên Đế. Ma Thiên Đế ngắm nhìn Diệp Thần, giống như là nhìn một cổ thi thể. Cuồn cuộn ma khí, từ trên người hắn thả ra ngoài, hóa thành cấm chế cùng bình phong che chở, bao phủ bốn phía. Tầng tầng hắc ám ma sương mù, lần nữa đem tuyệt nhân cốc phong tỏa. Tuyệt nhân cốc bên ngoài. Mọi người thấy Ma Thiên Đế xuất hiện, tuyệt nhân cốc lại bị sương mù dày đặc phong tỏa, đều là kinh hãi. Bảo vệ tiểu thư. Lần này, Phù Đồ Huyền không dám chậm trễ chút nào, lập tức mang vạn khư người, xông vào tuyệt nhân cốc bên trong. Vũ Hoàng Dã lo lắng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết an nguy, vậy lật đật sải bước vào. Vù vù. Phương xa truyền tới một hồi ông minh, chỉ gặp một thanh kiếm sao, bay trở về đến trong tay hắn. Đó là thiên tội vỏ kiếm. Không tốt, tiểu thư nguy hiểm. Vũ Hoàng Dã sắc mặt trầm xuống, hắn biết thiên tội vỏ kiếm có linh, nếu như gặp gỡ nguy hiểm gì tình huống, liền sẽ trở lại hắn bên người. Nói cách khác, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bên kia, đối mặt Ma Thiên Đế, tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta vậy đi vào xem. Thuẫn Thiên Sơn vậy đánh bạo, vung tay lên, mang dưới quyền Thuẫn Tông các cường giả, bước vào tuyệt nhân cốc bên trong. Tuyệt nhân cốc sương mù dày đặc phong tỏa, đám người sau khi tiến vào, nhưng thật giống như đi vào một tòa trong mê cung, căn bản không thấy rõ con đường phía trước, cũng không cách nào bắt Diệp Thần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đám người hơi thở. Đại ca ca, người ở nơi nào? Cái này sương mù dày đặc bên trong, lại truyền tới Tiểu Vũ thanh âm. Tiểu Vũ vậy luống cuống, Ma Thiên Đế sau khi xuất hiện, ma khí xung nhét thiên địa, nàng vậy không thấy được Diệp Thần sở tại. Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, ở hài cốt thế giới bên trong, nhìn Ma Thiên Đế, hai người đều cảm thấy to lớn áp lực. Luân hồi chi chủ, biết người muốn tính toán ta, chiếm đoạt ta hài cốt, nhưng xin lỗi, chàng này đánh cờ, cười đến cuối cùng người, nhưng là ta. Ma Thiên Đế khóe miệng mang nghiêm ngặt nụ cười, trong tròng mắt thấm ra vô cùng ma uy, làm người ta nghẹt thở. Hôm nay Diệp Thần mất đi vận mạng bảo vệ, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cũng trúng kịch độc. Chính là hắn giết ngược lớn thời cơ tốt. Suy, Ma Thiên Đế một chỉ điểm ra, trong hư không toát ra một đóa đóa xương trắng hoa sen, kinh khủng à đạo uy áp hội tụ, một đạo đen nhánh trùm tia sáng, từ trên đầu ngón tay hắn nổ bắn ra ra, hướng Diệp Thần đầu sâu giết đi. Ai có thể cười đến cuối cùng, hiện tại còn không biết. Diệp Thần hư một tiếng, cả người bỗng nhiên toát ra từng luồng thần thánh quang minh hơi thở. Một quyển thánh khiết thiên thư, xuất hiện ở đỉnh đầu hắn trên. Đó là thần thánh chi thư, quang minh đạo pháp trình độ cao nhất, là quang thần thiên tôn đạo chính thống đỉnh cấp. Giao.
Thần thánh chi thư vừa ra, mênh mông quang năng lượng ánh sáng bộc phát ra, tạo thành một cái quang kết giới, đem Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đều bao phủ vào. Suy, Ma Thiên Đế chỉ điểm một chút giết tới, đen nhánh kia trùm tia sáng, các loại kinh khủng hắc ám ma đạo hơi thở, nhưng toàn bộ bị vậy quang kết giới chặn lại. Ồ, Ma Thiên Đế thấy vậy, lấy làm kinh hãi, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Thần còn có thần thông như vậy. Cái này thần thánh chi thư, là thế gian mạnh nhất quang minh thuật pháp, đặc biệt khắc chế ma đạo. Hừ, không nghĩ tới ngươi lại chấp trưởng thần thánh chi thư, ngược lại cũng có chút con đường. Bất quá, lấy ngươi hôm nay tu vi, còn không phát huy ra thần thánh chi thư uy lực, giấy dụa nữa cũng là phí công, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết ở ta trong tay. Ma Thiên Đế trong mắt lướt qua lạnh ý, cả người ma khí nổ, từng luồng ma khí như nước lũ vậy, nếu như ma đạo nộ long, hung hăng hướng phía trước đánh tới. Oanh! Từng luồng ma khí, đánh vào ở Diệp Thần quang trên kết giới. Tầng kia kết giới bảo vệ, nhất thời lay động, thần thánh chi thư cũng là một hồi hỗn loạn. Diệp Thần ngực gian khí huyết sôi trào, thần sắc ngưng trọng. Ma Thiên Đế nói không sai, hắn tu vi chỉ có thiên huyền cảnh ba tầng thiên, ở nơi này vậy tu vi hạn chế hạ, hắn thần thánh chi thư, không thể nào thật nghiền ép Ma Thiên Đế, tối đa chỉ có thể phòng thủ. Hơn nữa cho dù là phòng thủ, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu, sớm muộn phải bị Ma Thiên Đế oanh phá. Một khi Ma Thiên Đế oanh phá phòng ngự, hắn liền sẽ lập tức chiếm đoạt Diệp Thần, lại cùng nhau chiếm đoạt Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, đem hai người máu tươi khí vận, toàn bộ đổi thành vì mình hồi phục năng lượng. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, giúp ta trì hoãn chút thời gian. Diệp Thần ánh mắt liếc về hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, trầm giọng nói. Hắn gặp thế cục hung hiểm, không có vận mạng che chở, muốn đột phá ra ngoài mà nói, chỉ có dựa vào mình. Ở Diệp Thần sau lưng, mơ hồ có lạnh lùng sắt thép hơi thở tràn ngập, Thiết Phương tỏa chậm rãi nổi lên. Hắn trong lòng, đã có phá cuộc phương pháp. Muốn đột phá Ma Thiên Đế khốn khóa, nhất định phải hy sinh chút gì. Diệp Thần chuẩn bị hiến tế Thiết Phương tỏa. Thiết Phương tỏa là Hồng Quân lão tổ chế tạo pháp bảo, bên trong hàm chứa Hồng Quân ý chí. Nếu như hiến tế bùng nổ nói, Diệp Thần có lòng tin, áp chế Ma Thiên Đế, thậm chí giết ngược, cướp đoạt đối phương hài cốt. Cái này Thiết Phương tỏa, có thể nói là hàng đầu pháp bảo, đi theo Diệp Thần đã rất lâu, hiện tại muốn hiến tế, Diệp Thần cũng hết sức không bỏ. Nhưng đương thời giây phút, muốn phá cuộc mà nói, hắn phải trả giá thật lớn. Thiết Phương tỏa, chính là cái này giá phải trả. Thiết Phương tỏa ẩn chứa uy năng, quá mức khủng bố, muốn hiến tế mà nói, cũng cần hao phí chút thời gian. Thần thánh chi thư kết giới bảo vệ, có thể chống đỡ không được bao lâu. Diệp Thần cần Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trợ lực. Ngươi muốn làm gì? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy Diệp Thần sau lưng hiện ra Thiết Phương tỏa bóng dáng, mơ hồ đoán được cái gì, có chút không dám tin tưởng. Phải biết, Thiết Phương tỏa pháp bảo này, 10 phần chân quý, muốn hiến tế mà nói, cần phải có lớn quyết đoán, lớn quyết tâm, như tráng sĩ đoạn cổ tay. Giúp ta tranh thủ thời gian. Diệp Thần lặp lại lần nữa. Ta trúng độc. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết che ngực, chỉ cảm thấy khí độc công tâm, mạch máu bên trong chảy xuôi máu tươi, đã là đen nhánh màu sắc, nàng cũng sắp độc phát bỏ mình, nơi nào có thể giúp Diệp Thần. Diệp Thần không lên tiếng, vung tay lên, linh khí hóa thành khói mù, đem mình và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bao phủ ở. Sau đó, hắn đi tới Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bên người, giải khai nàng quần bào lên nút thắt. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết vậy trắng như tuyết trên người, liền hiển lộ ra, phía trên bài trí rất nhiều độc ban, khá là dữ tợn. Ngươi làm gì? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có vẻ kinh hoàng, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nhưng độc phát dưới, vậy không ngăn cản được Diệp Thần động tác. Ta giúp ngươi khu độc. Diệp Thần ánh mắt hờ hững, cũng không có gì diễn cảm, ngón tay điểm ra, ở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trên mình rất nhiều độc ban đọng lại địa phương, điểm mấy cái, linh khí xuyên thấu vào. Ở Diệp Thần linh khí dưới sự xung kích, những cái kia độc ban, nhất thời nhanh chóng tiêu tán. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có thể cảm giác được, mình trong huyết mạch khí độc, cũng là nhanh chóng tiêu tán. Nàng vậy màu tím bầm da thịt, lần nữa khôi phục mượt mà trắng như tuyết. Đa tạ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thở phào nhẹ nhõm, biết Diệp Thần không phải cố ý khinh bạc mình, mà là phải giúp nàng khu độc mà thôi. Chỉ bất quá, nàng nội tâm vẫn là nổi lên rung động. Tựa hồ đã bị Diệp Thần huyết mạch đặc thù mị lực ảnh hưởng, gò má từng cơn đỏ lên,
trong lòng mơ tưởng viễn vong, khó mà bình tĩnh. Nếu như không phải là vì đột phá ma thiên đế phong tỏa, ta mới lười được cứu ngươi. Diệp thần nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, giọng nói lạnh nhạt nói. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết giam lại quần bào lên nút thắt, mặc xong quần áo, nghe Diệp thần như vậy lạnh nhạt lời nói, lại bị kích thích, kêu lên. Ma thiên đế là viễn cổ chủ thần, ý chí thần uy hạng cường hãn, người coi như hiến tế thiết vương tỏa, cũng chưa chắc có thể đột phá hắn phong tỏa. Diệp thần cười lạnh nói, ha ha, người thì có biện pháp gì? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ngạo nghễ nói, ta có một môn song tu bí pháp, kêu băng tuyết hợp hoan thần kiếm quyết, có thể nói là thế gian mạnh nhất song tu bí pháp, chỉ cần ngươi ta tu luyện, song kiếm hợp bích, tất có thể đột phá ma thiên đế phong tỏa, thậm chí đem hắn chân áp. Nói xong, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết sử dụng một phiến ngọc giản, trên ngọc giản băng sương mù vần quanh, phía trên khắc băng tuyết hợp hoan thần kiếm quyết mấy cái chữ nhỏ. Diệp thần nhìn một cái, cũng biết đây là băng thần thiên tôn mạnh nhất bí pháp. Chính là một môn song tu kiếm pháp, song kiếm hợp bích dưới, uy lực thậm chí muốn vượt qua đại mộ thần kiếm, chỉ kém hơn thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Ngươi muốn cùng ta song tu? Diệp thần cười một tí, đánh giá Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thân thể. Hừ, ngươi lấy là ta muốn, chỉ là bị cưỡng bức không biết làm sao, chỉ có thể như vậy thôi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết gò má ửng đỏ, nhưng vẫn là một mặt ngạo khí hình dáng. Diệp thần tinh thần lực. Ở ngọc giản kia trên thoáng đảo qua, ánh mắt híp lại, cười lạnh nói. Cái này băng tuyết hợp hoan thần kiếm quyết, là lấy nữ vi tôn, nam là phụ, nếu là người ta song tu, người liền sẽ bao trùm ở ta trên đầu, có phải hay không? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Diệp thần chỉ là tùy tiện đảo qua coi, liền xem thấu cửa này song tu kiếm quyết bí ẩn, như vậy thiên phú cùng nhãn lực, quả thực là kinh người. Nàng xác thực có ý nghĩ này. Chỉ cần và Diệp thần song tu, luyện cửa này băng tuyết hợp hoan thần kiếm quyết, nàng liền có thể bao trùm ở Diệp thần bên trên, ngang hàng là binh không máu nhận trưởng ngữ luân hồi. Ngươi luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, lại sợ cái gì bị ta áp chế? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lên tiếng giải thích rõ, bất quá nói chuyện có chút chột dạ. Ha ha, song tu thì không cần, ta luân hồi huyết mạch, còn không muốn chia sẻ cho ngươi. Diệp thần quả quyết cự tuyệt. Cũng không có cùng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết song tu ý. Ngươi, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bị cự tuyệt, trong lòng nhất thời cảm thấy làm nhục cùng nổi nóng. Không muốn chết, giúp ta trì hoãn chút thời gian. Diệp thần sử dụng kim trương thần ấn, đem kim trương thần ấn ném cho Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Cái này kim trương thần ấn là nham thần tổ khí, vô luận là Diệp thần vẫn là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, đều khó thúc dục giết người, nhưng phải dùng tới phòng thủ, nhưng là có thể làm được. Sau đó, Diệp thần hít sâu một hơi, sử dụng thiết vương tọa, chuẩn bị hiến tế. Thằng nhóc, ngươi làm gì, ngươi muốn hiến tế thiết vương tọa? Ma thiên đế thấy vậy, nhất thời chấn động. Thiết vương tọa pháp bảo này, năng lượng nội tình bản thân liền rất cường đại, sau lưng còn có hồng quân lão tổ ý chí, nếu là hiến tế nổ đi ra, hắn cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Cho ta dừng tay. Ma thiên đế giận dữ, vô cùng ma khí hội tụ thành ma đao. Lăng không hướng Diệp thần trẻ đánh tiếp. Chanh! Hắn ma đao, hung hăng chém ở đó một tầng quang kết giới bình phong che chở trên. Nhất thời, tầng kia quang minh bình phong che chở, xuất hiện vết rách to lớn, kinh khủng à đao khí tức giết hại, xuyên thấu qua cái này vết rách, trực tiếp chém chết hướng Diệp thần. Chú ý! Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lấy làm kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức sử dụng băng vân cổ đèn, ngăn trở vậy đạo ma đao sát khí. Diệp thần nhìn nàng một mắt, hai người yên lặng không nói gì, nhưng cũng ăn ý, biết bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, nhất định phải liên thủ, mới có thể đột phá ma thiên đế phong tỏa. Kim trương thần ấn, ngự. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cắn bể đầu ngón tay, máu tươi rơi vào kim trương thần ấn phía trên, linh khí vậy bơm vào đi vào. Vù vù. Kim trương thần ấn toát ra kim quang sáng chói, vậy hình thành phòng ngự kết giới, cùng thần thánh chi thư kết giới dung hợp cùng nhau. Tạo thành chặt chẽ bình phong che chở, vững vàng bảo vệ được Diệp thần. Cái này kim trương thần ấn, chính là nham thần tổ khí, mà trong truyền thuyết nham thần thiên tôn, thân cái mặt đất dày đức, lực phòng ngự nhất là mạnh mẽ. Ở kim trương thần ấn dưới bảo vệ, Diệp thần đơn giản là phòng thủ kiên cố, vạn pháp bất xâm. Đáng chết! Ma thiên đế tức giận dị thường, cả người ma khí nổ, liền công liên tiếp giết ra, nhưng trong thời gian ngắn,
cũng không cách nào đột phá kim trương thần ấn phòng ngự kết giới. Diệp thần ở kết giới dưới bảo vệ, chậm rãi bắt đầu hiến tế thiết phương tọa. Chủ nhân, thà hiến tế thiết phương tọa, không bằng đem pháp bảo này, cho ta ăn coi là. Long đằng mệnh tinh không gian bên trong, huyết long thanh âm truyền ra, nói. Cho ngươi ăn. Diệp thần sửng sốt một tí. Hi hi, đúng vậy, ta ăn thiết phương tọa, có thể đem thiết phương tọa năng lượng, hóa thành long đằng mệnh tinh năng lượng, vậy đủ để đột phá cái này ma thiên đế phong tỏa. Huyết long tự tin nói. Ngươi có nắm chắc? Diệp thần nhướng mày một cái. Đương nhiên là có, đừng quên, luân hồi mệnh tinh, nhưng mà luân hồi huyết mạch uy năng trình độ cao nhất, ta ăn thiết phương tỏa, có thể để cho long đằng mệnh tinh lần nữa tiến hóa, cái này ma thiên đế chẳng qua là một món tàn hồn ý chí, không ngăn được chúng ta. Huyết long trong tròng mắt lộ ra cực kỳ nóng rực thần sắc, thật giống như hận không được ăn thế gian tất cả pháp bảo. Ngươi có thể nuốt nổi. Vậy thiết phương tọa sau lưng, nhưng mà mang theo hồng quân lão tổ ý chí. Diệp thần trao mày nói. Nếu như chỉ là đơn thuần hiến tế, vậy cổ hồng quân ý chí, liền sẽ theo gió tản đi, trở về thiên địa, hoặc là trở về hồng quân lão tổ bản bên trong cơ thể. Nhưng nếu như huyết long nuốt ăn, ngang hàng là nuốt ăn một chút hồng quân lão tổ tinh hồn, long đằng mệnh tinh tuyệt đối là có thể tiến hóa. Nhưng Diệp thần chỉ sợ, huyết long không nuốt nổi. Dẫu sao, hồng quân lão tổ ở không không lúc nào không bên trong, là hạng trước ba siêu cấp cao thủ, thực lực khủng bố đến khó có thể tưởng tượng bước, hắn qua lại một chút ý chí, đều không phải là người bình thường có thể nuốt ăn. Có thể, chủ nhân, chúng ta luân hồi huyết mạch, là chư thiên chí cao, thậm chí áp đảo chư thiên bên trên. Hồng quân tinh hồn ý chí, người khác không ăn được, chúng ta có thể ăn được. Huyết long tuét miệng cười nói. Được, cho ngươi. Thời gian gấp, Diệp thần suy nghĩ cân nhắc một phen, cuối cùng cũng là quyết định tin tưởng mình luân hồi huyết mạch, đem thiết phương tọa ném cho huyết long. Ha ha ha. Huyết long ngửa mặt lên trời cười to, há mồm hút một cái, liền đem thiết phương tọa chiếm đoạt đi vào. Cái này một tí chiếm đoạt. Nó là muốn liền hồng quân lão tổ một chút ý chí tinh hồn, cũng cắn nuốt hết, có thể nói là vô cùng gan dạ. Long đằng mệnh tinh mở, nguy nga khí tượng, ở trong hư không hiện lên. Chỉ gặp trong hư không, huyết long chiếm cứ ở trên trời, ngửa mặt lên trời gầm thét dài ngâm trước, cả người huyết quang tách thả ra, còn có luân hồi kim quang, trong cơ thể lại có lạnh lùng sắt thép ánh sáng thả ra. Nó chiếm đoạt thiết phương tọa sau đó, chính là bắt đầu nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Luân hồi mệnh tinh mạch lạc, ở chân trời lóe lên, viên thứ nhất long đằng mệnh tinh, dần dần diễn hóa thành đen nhánh lạnh như băng màu sắc, đó là sắt thép màu sắc. Đây là... Ma thiên đế thấy một màn này, đầu tiên là sửng sốt một tí, sau đó lộ ra kinh hãi dị thần sắc. Thằng nhóc, người thật là to gan, còn muốn trực tiếp nuốt ăn thiết phương tỏa. Ma thiên đế gương mặt chấn động, không nghĩ tới Diệp thần lớn gan như vậy, lại là muốn nuốt ăn thiết phương tỏa. Đây đã là ngang hàng xúc phạm hồng quân lão tổ. Phú Hoàng Ngạo Tuyết cũng là lấy làm kinh hãi, Diệp thần cử động như vậy, thật to ra nàng dự liệu. Đây nếu là nuốt ăn thất bại, bị thiết phương tọa và hồng quân lão tổ ý chí cắn trả, Diệp thần và huyết long, cũng có thể tại chỗ chết. Tới tay luân hồi huyết mạch, quyết không thể mất đi. Đen nhánh tinh, phá cho ta. Ma thiên đế không dám đánh cuộc Diệp thần thành bại, hắn biết Diệp thần nếu như thành công. Long đằng mệnh tinh tiến hóa, hắn liền không ngăn được Diệp thần. Hắn cuối cùng chỉ là một đạo tàn hồn ý chí, nếu như Diệp thần luân hồi thần uy bùng nổ, hắn là không ngăn được. Ma thiên đế hội tụ bốn phía ma khí, hóa thành một cái đen thui kiếm, như hắc diệu thạch vậy. Đó là đen nhánh tinh, truyền thuyết là từ thiên ma tinh hải bên trong sản sinh ra vĩ đại thần vật. Ma thiên đế là thiên ma tinh hải ảo tưởng linh cảm ngọn nguồn, thế gian ma đạo ngọn nguồn. Hắn tự nhiên cũng có thể gọi ra đen nhánh tinh. Trong tay hắn đen nhánh tinh, không có một chút tạp chất, tinh khiết được như cực hạn nửa đêm, so với giống vậy không vô thần khí, sát phạt mũi nhọn không biết cường hãn nhiều ít. Suy rồi. Ma thiên đế một kiếm vung chém ra, thề phải ở Diệp thần nuốt ăn thiết phương tọa trước, đem hắn ngăn cản, thậm chí đánh chết. Cực hạn ma đạo kiếm mang, như vậy muốn xuyên qua nhật nguyệt vậy, chém thẳng hướng Diệp thần. Hắn muốn giết chết Diệp thần, chiếm đoạt Diệp thần huyết mạch, hồi phục tự thân. Rắc rắc, kim trương thần ấn và thần thánh chi thư phóng thích ra kết giới, ở ma thiên đế cứu cực ma dưới kiếm,
vậy phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, tựa như tùy thời muốn tan vỡ. Băng thần máu, cháy. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cắn chặt hàm răng, không để ý tự thân tiêu hao, thiêu đốt lên trong cơ thể băng thần huyết, tóc nhất thời hóa thành trắng như tuyết màu sắc, gương mặt cũng thay đổi được tái nhợt. Ở nàng băng thần huyết năng lượng bơm vào hạ, vậy kim trương kết giới cùng quang minh kết giới, cuối cùng là vững chắc đi xuống, chặn lại ma thiên đế cực hạn một kiếm. Cùng lúc đó, huyết long vậy hoàn thành cắn nuốt. Ha ha ha, nuốt ăn thiết phương tọa, ta lại tiến hóa. Huyết long liều lĩnh cười to, chỉ gặp nó cả người xương cốt, phát ra ca sát sát nổ vang, từng cục vảy rồng, lại là hóa thành sắt thép vậy màu sắc, long chảo vậy hóa thành sắt thép long chảo. Thậm chí, ở nó thân rồng trên, mơ hồ có một món bất hủ thiên đế khí vần quanh. Đó là xuất xứ từ Hồng Quân lão tổ thiên đế khí. Giờ khắc này, huyết long đã hoàn toàn nuốt ăn thiết phương tọa, thậm chí cắn nuốt sau lưng ẩn chứa Hồng Quân lão tổ ý chí, trực tiếp lấy được Hồng Quân lão tổ thiên đế khí chúc phúc. Thiên đế khí vần quanh, huyết long bộc phát ra oai rồng, đơn giản là long trời lở đất, làm được tầng ngàn vạn thời không chấn động, tinh không đong đưa hám. Long đằng mệnh tinh uy lực, cũng là cao hơn một tầng lầu, lần nữa tiến hóa. Nguy rồi. Ma thiên đế chỉ cảm thấy không khí chung quanh, tựa như biến thành sắt thép vậy vững chắc, bí mật không ra gió, làm người ta nghẹt thở. Bốn phía trong hư không, tràn ngập kinh khủng luân hồi thần uy, đó là long đằng mệnh tinh mang ra ngoài uy áp. Tốt lực lượng cường hãn, ta lại phải đột phá. Diệp thần mừng rỡ không thôi, ở long đằng mệnh tinh tiến hóa sau đó, hắn tu vi hơi thở, vậy đi theo nhanh mạnh tăng vọt. Từ thiên huyền cảnh ba tầng thiên, trực tiếp đột phá đến thiên huyền cảnh bốn tầng thiên bước. Đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Diệp thần quay đầu nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết một mắt, sau đó tay một chiêu, huyết long quấn quanh đến trên cánh tay hắn. Rắc rắc sát, nhân long hợp nhất. Diệp thần cánh tay, cũng là hóa thành long cánh tay, phía trên còn quấn thiên đế khí cùng sắt thép hơi thở, lực lượng dâng trào nổ tung. Oanh! Diệp thần hung hăng một quyền bạo giết, trực tiếp đánh phía ma thiên đế. Một quyền này, mang long đằng mệnh tinh cuồng bạo uy áp, đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Đáng chết! Ma thiên đế không biết làm sao, chỉ có thể nghiêng người né tránh. Đi! Diệp thần cũng không nói nhảm, tay một quyền, mang Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, xông phá chung quanh hắc ám ma sương mù, đi ra ngoài đột phá đi. Hắn cũng không có ham chiến, cùng ma thiên đế đánh giết cái gì, hắn long đằng mệnh tinh tuy tiến hóa, nhưng cái này bên trong dẫu sao là ma thiên đế hải cốt nội bộ không gian. Ở chỗ này quyết chiến, Diệp thần vô cùng bất lợi. Ở bên ngoài quyết chiến, hắn mới có chân áp ma thiên đế cơ hội. Oanh! Đi đôi với một đạo động trời khí lưu nổ đùng, Diệp thần nghịch sông lên bay lên trời, đột phá trùng trùng phong tỏa, vọt tới tuyệt nhân cốc bầu trời. Trên người hắn cuồng bạo luân hồi khí thế, để cho được toàn bộ tuyệt nhân cốc đều ở đây chấn động, vậy âm trầm hắc ám ma sương mù, cũng là tiêu tán rất nhiều. Tuyệt nhân cốc bên trong, Phù Đồ Huyền, Thuẫn Thiên Sơn, Tiểu Vũ các người, còn có Vạn Khư cùng Thuẫn Tông rất nhiều cường giả, cũng có thể thấy rõ Diệp thần vậy cuồng mãnh bóng người. Giờ khắc này Diệp thần, cả người long khí nổ, cánh tay cuồng long quấn quanh, bắp thịt nổi lên như sắt thép, lực lượng hung mãnh, cả người bá đạo được giống như là một tôn viễn cổ chiến thần. Không cần và ta song tu, dựa hết vào một mình hắn, có lẽ vậy đủ để trấn áp ma thiên đế ý chí. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhìn Diệp thần bá đạo bóng người, cũng là kinh hãi run sợ. Ở nuốt ăn thiết phương tọa sau đó, Diệp thần long đằng mệnh tinh lần nữa tiến hóa, sức chiến đấu bão táp tiến mạnh, đơn giản là vô địch. Không tốt. Ma thiên đế thấy Diệp thần chọc thủng tuyệt nhân cốc ma sương mù phong tỏa, cũng là sắc mặt đại biến. Không có tuyệt nhân cốc địa mạch hạn chế, Diệp thần sức chiến đấu, có thể bùng nổ đến nhất đỉnh cấp. Táng thiên chi mộ, nghe ta hiệu lệnh. Diệp thần phát ra cổ xưa ngâm sướng, luân hồi thiên kiếm sử dụng, phía trên tràn ra một cổ mờ mịt hơi thở, giống như là táng thiên mộ mộ, ở trên thân kiếm hiện ra, đại mộ thần kiếm uy thế ở hội tụ. Tới ám thần mạch, đại mộ thần kiếm, cho ta chém giết.